cái miệng mình ngày xưa chưa có tụng kinh, tụng đầy bi, tụng gì đó vậy ha, phàm khẩu trở thành thần khẩu, tụng nhiều năm thần khẩu thành thánh khẩu, tụng nhiều 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 năm, tụng có qua nhiều năm thánh khẩu thành Phật khẩu, nên mình nói là có Phật lực. Ở đây có một huynh đệ giảng hôm nay nè, anh này bình thường lúc mà chưa có biết tụng kinh á là người ăn chơi rất là nhiều, có nói một câu thôi, giờ này chưa còn chịu tu mà làm gì nữa, xong ngồi xuống tu đi. Mà cái câu này nó lặp đi lặp lại trong đầu của anh tới 2 tuần, ghê chưa. Cuối cùng lên quỳ xuống đảnh lễ xin tu. Bây giờ người ăn mặn, ăn đủ loại con gì mà trong làng trong xã mà đem tới là bán cho ảnh không thôi, ảnh cũng ăn. Mà ăn cá nhỏ là giận hờn không ăn, quay đầu cái 180 độ là chay trường luôn tới ngày hôm nay, là không có còn thèm khác gì nữa đó. Giờ tụng rất là giỏi tới cái lúc rồi. Nhưng mà cái miệng mình đó, khi mình tụng pháp hoa nhiều, đạo hạnh mình cao, đức mình lớn, phước báo nhiều, tất cả những vấn đề tới gặp mình đều, giữa mình với họ đều có cái duyên. Nhưng khi mình vận dụng cái Phật lực, cái Phật khẩu này mình nói đó, thì tự nhiên cái chữ đó đi trong đầu đi lại, họ cứ nghĩ, họ nghe hoài à, cái họ phải làm theo, bởi cái duyên họ đã tới rồi, hiểu không? Thầy huynh đệ, thầy muốn nói điều này, bởi vì huynh đệ đã tụng pháp hoa, tụng dược sư, cái miệng mình đều có thần lực cả, nói là có kết quả, nên phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình, không thôi sẽ tạo tác nghiệp quả, nhớ không? Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Cẩn thận, càng tụng kinh càng nói chuyện vui, càng nói tếu, càng tế như Phật, chỉ là 1/1000, 1/100000 thôi. Chư Phật rất là ngọt, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Mà cái lời nói nó nằm trong cái đời này là cả một cuộc đời, nói một câu mấy chục năm nó vẫn còn nằm trong cái đầu này. Thì các ngài nói như vậy, nghĩ lại coi, mình tụng kinh, mình nói vô đầu một người bạn mình nó nằm bao lâu. Ngài nói có một câu thì nó nằm trong cái đầu này hoài à, nằm để lặp đi lặp lại cho mình sống theo cái hạnh đó. Cái hạnh của ngài gọi là tiên sự bỉ hậu bất sự kỹ nha con, tức là trước xử mình sau không xử ai hết. Bởi vì chư Phật không bao giờ xử chúng ta, chỉ có luật nhân quả xử mà thôi. Cho nên các ngài làm theo luật, các ngài tiên sư bỉ trước là xử mình, tụng kinh niệm Phật để giữ tánh hạnh cho mình tốt lành, trong sạch, tinh khiết, để giữ cái hạnh kiểm của mình được an lành, tốt lành, đối xử với mọi người lịch sự, tế nhị, giúp đỡ, rộng lượng, từ bi, bác ái. Cho nên chúng ta phải tập theo các ngài là sửa mình trước, sau đó không sửa ai hết. Nếu chúng ta còn sửa huynh đệ là cái tôi mình còn, cái bản ngã thấp hèn mình còn, cho nên mình thấy người ta có lỗi hoài. Mình tu đến khi nào mình thấy không ai còn có lỗi, chỉ có lỗi của mình thôi, lúc đó mình là ai chư Phật đã biết rồi. Dễ không? Quá dễ luôn đó, Di Đà Phật. Quá dễ. Làm được không mới là quan trọng chứ, phải không? Tu rất là dễ. Chúng ta hiểu luật, chúng ta làm theo luật. Huynh đệ có lỗi, mình đâu cần phải nói đâu, mình chỉ cần biểu lộ cái tánh Phật mình cho huynh đệ thấy thôi, là huynh đệ tự hiểu mình làm trật hay làm trúng rồi. Thành ra chư Phật cũng vậy, ông làm thinh ông đâu có nói gì đâu. Đệ tử nó nói sư phụ phải la tụi con, chứ tao còn la tao chưa xong, la tụi bay mắc chứng gì, tôi tốn thời gian, tao lo la tao còn chưa đủ nữa, phải không? Có bây giờ tôi nó nghe thầy la từ nhỏ đâu, mà thầy la một lần là bệnh mấy ngày, có dám la không? Thầy la một lần là bệnh mấy ngày đó. Đệ tử này nè, trước mặt thầy nó cứ móc cướp mũi, thầy ghê cái đó lắm. Thầy nói mày móc nữa mấy ngày nữa mày bệnh á, nó thọt ra vô bệnh 3 ngày, nói tại sư phụ mà con bệnh á, thì tại mày không nghe lời tao mày mới bệnh. Thấy chưa? Thầy đâu dám la đâu, thầy nói không mà còn bệnh gì thầy la. Đệ tử bên Mỹ thầy nó gọi thầy điện thoại cho thầy, nó than phiền một cái chuyện mà gọi là bức xúc quá đó. Thầy cũng bực theo chuyện bức xúc, thầy la trong điện thoại thôi, nó bệnh 3 ngày. Nó làm cái gì nó cũng nhức đầu, nó thở mạnh nó cũng nhức đầu, nó nhúc nhích nó cũng nhức đầu nữa. Cái nó gọi nó, trời sư phụ la con bệnh mấy nữa, thôi vậy tao xin lỗi, không la nữa, cái nó hết nhức đầu. Cái miệng mình nó vậy đó. Thầy đâu dám la ai đâu. Mình la mình chưa xong nữa. Thật ra cái người tu phải hiểu luật là cần gì phải la. Tiên sử bỉ hậu bất sử kỹ, trước sử mình sau không sử ai hết, đó mới là Bồ Tát đó. Khi mình không la rầy thì không thấy lỗi huynh đệ, chính là Bồ Tát. Bồ Tát không thấy lỗi có ai hết. Cho nên thường bất kinh Bồ Tát, cho dù bị mắng nhiếc, bị chửi bới, bị chọi đá, bị đánh đập thế nào, ngài cũng mỉm cười cúi đầu, các vị là Phật sẽ thành. Các vị thật sự là đúng như vậy, huynh đệ là Phật sẽ thành mà, đúng không? À, tu là có à, tu cỡ nào cũng có chứng hết trơn á, làm sao làm đừng có nổi chứng là được rồi. Ai đó thôi mà người ăn mặn tu sẽ được chứng rất là mau, nổi chứng á lẹ lắm. Thì ăn mặn dễ sân lắm, tại vì thấy không, thử chọi con chó coi mà dồn nó hồi nó cắn mình á. Ví dụ mình ăn thịt bò đi, ông kia ở ngoài Bắc ông nói á, nhỏ uống sữa bò, lớn là thịt bò, liền cho con bò nó không biết nghe. Ông nói đúng mà, thầy thấy rất là trúng luôn. Nhỏ uống sữa bò, lớn thịt bò, liền cho con bò nó không biết nghe. Giờ con nít nói đâu nghe đâu, thử
thử coi dần nít huynh đệ nói nghe không? Không có nghe cha mẹ đâu, thì cho nó uống sữa bò mà. Ai cười vậy? Đúng vậy luôn á. Giờ con nít nói rất là khó nghe, nên thôi đừng cho nó uống sữa bò, cho nó ăn thịt bò, lớn lên nó lì như con bò, nó không thèm nghe mình á, tức mình thêm chứ làm gì. Thì nhắc lại, tụng Pháp Hoa, cái phẩm quan trọng nhất là Thường Bất Khinh Bồ Tát dạy cho mình, cái hạnh của Bồ Tát đó là Thường Bất Khinh Bồ Tát dạy cho mình phải biết khiêm nhường kính trọng trước tất cả Phật đang sống. Các vị trước mặt là Phật, trung đạo nhìn thấy Phật trong lòng của các vị, cho dù huynh đệ chưa nhìn thấy trung đạo cũng nhìn thấy, nhưng mà trung đạo không phải là Thường Bất Khinh Bồ Tát đâu, là một trung đạo rất là bình thường, nhưng cái lòng trung đạo lúc nào cũng nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ. Đó là quan trọng nhất, là nhìn được Phật tánh của huynh đệ mình, là mình cho mình có một cơ hội nhìn lại Phật tánh của chính mình. Nhìn huynh đệ, thấy Phật tánh huynh đệ để nhắc nhở mình, huynh đệ với mình cùng là anh em, cùng có một cái tánh giống nhau mà thế gian sách vở gọi là Phật. Mà thực sự là cái hồn rất là khôn linh, rất là thông minh, bỏ cái nhà này lấy cái nhà mới liền tức thì. Mà những người tu chúng ta đây á, tu thời gian dài rồi ngộ lắm, lỡ chết nửa chừng phải không? Mình có quyền chọn đi về đâu, về nhà nào, trai hay gái, mình có quyền chọn. Hai đứa đệ tử của thầy nó có bầu, nó hỏi sư phụ ơi, con trai hay gái không cần đi đi gì đó, ultrasound tiếng Việt Nam mình gọi là gì, siêu âm à. Thầy nói đằng nó con gái đó con, tới chừng đẻ ra ăn trai. Mà lúc thầy nhìn thầy nói gái, mày thấy bà ni đi vô, mà hai đứa thầy đều thấy ni đi vô, thì mới chợt nhớ ra là trong Pháp Hoa nói là tu chuyển kiếp, thì ra hai bà ni tu là mới chui vô đó ra thằng trai, mới hiểu ra thì ra chúng ta tu có quyền chọn lựa đi về đâu và làm cái gì ở nhà nào. Cho nên người tu được một cái quyền lợi lớn nhất là được phép chọn trai hay gái, giàu hay nghèo, thông minh hay đần độn, là người tu có quyền lợi đó. Rồi nếu chúng ta không tu thì chúng ta sẽ chết, rồi trôi lăn trong nghiệp quả của mình đã tạo tác, rồi trở lại thế gian, rồi sẽ trả quả những gì mình đã đem theo. Người chết chỉ còn có một cái duy nhất mà theo thôi, đó là nghiệp. Cái thức mang theo cái nghiệp, rồi sẽ trả quả theo mình đã tạo tác trong lúc sinh tiền. Rõ không? Rõ chưa? A Di Đà Phật. Đâu có quần áo đâu, đúng vậy mà, phải không? Mà khi chết rồi á, người ta không lấy cái nút lại, không cho đem theo cái nút, sợ cấn đau. Chết rồi mà còn sợ cái nút nó cấn đau nữa, lạ lùng. Khi ra thế gian thì chẳng có gì, khi ngủm rồi thì có gì không? Nhưng có một thứ đi theo mình gọi là nghiệp, thức nghiệp, nó không bỏ mình, bởi vì mình là chủ nhân của nó, là tài sản nhất mà của người ta đem theo qua thế giới bên kia, rồi quay trở lại thế gian, nó gọi là thức nghiệp. Nhưng mà người tu, chúng ta phải chuyển nghiệp. Thì trước thì có giảng bài tu chuyển nghiệp ở đây nè. Đúng rồi, tu chuyển nghiệp đây nè. Thì mình tu, mình chuyển được nghiệp lực của mình từ một cái xấu thành cái tốt, từ một cái tốt thành tốt tốt hơn nữa. Cho nên mình ngồi xuống tu là mình sửa đổi bản thân mình, rồi mình chuyển nghiệp lực xấu thành tốt. Cho nên người chúng ta có quyền chọn lựa đi đâu khi dứt hơi thở cuối cùng. Chỉ chúng ta tu tốt, tu đúng, chúng ta nhìn thấy được bản thể thiêng liêng của mình là Phật, là mình có quyền đi về đâu và không cần phải xin xỏ ai hết, không cần phải niệm Phật để cầu vãng sanh, không cần. Tại sao không cần? Bởi vì bản chất thiêng liêng của mình là Phật. Thì mắc chứng như mình không chịu sống trong tánh Phật rồi đi về với cha mẹ của mình. Cho nên việc làm chúng ta có hai điều thôi, là nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, hết chuyện. Chuyện còn lại luật nhân quả chư Phật sẽ tính, đúng không? Thì mắc chứng gì ngồi khóc lóc van xin vãng sanh, trong khi bộ làm mẹ, làm chồng, làm cha, làm anh, làm chị chưa xong mà xin đi đâu? Trúng trách nhiệm hả? Trúng trách nhiệm hả? Chưa gì hết, còn đẹp gái, còn mạnh khỏe, xin vãng sanh là vô lý. Đi đâu? Còn chưa biết nữa mà, phải không? Không biết Tây Phương chỗ nào mà đi, biết đâu mù mờ, biết chỗ nào là Tây, chỗ nào là Nam, chỗ nào là Bắc, chỗ nào là Đông. Ngụm cái rồi lọt xuống cái chỗ mà kinh khủng nhất, gọi là địa ngục ở tại thế gian á. Dạ. Dạ đúng như nó lụm. mà mình tu cà chớn là vô thường nó lụm lẻ lắm. Lụm đó, tại vì cái người mình vô minh là vô thường lụm, mà người tu tỉnh thức biết mình đi đâu, làm cái gì. Cho nên tu phải tỉnh thức. Mình tụng Pháp Hoa phải biết rằng mình đang học Đại Bồ Tát hạnh, mình làm tròn cái nhân đạo, yêu thương bá tánh chúng sanh giống nhau đồng đẳng, đó là Bồ Tát. Và biết biểu lộ cái tánh khiêm nhường của Thường Bất Khinh Bồ Tát là gặp ai cũng nhìn thấy Phật cả. Và phải biết rằng rõ ràng trước mắt mình là Phật, rõ ràng như thế luôn. Đó là sự thật mà chúng ta không chấp nhận. Vì chúng ta nhìn cái mặt mẹt nó khác nhau nè, mặt đẹp trai cười có duyên thích nó, còn cười xấu quá không thích.
cái chỗ đó chúng ta học không tới là vậy đó. Khi mình nhìn ai cũng thấy dễ thương hết, mình nhìn thấy mọi người cũng dễ thương, ai cũng đáng yêu hết, thực sự nó mới chính là Bồ Tát đó. Mà mình phải thực hiện cái tánh này ở tại ngay lúc này nè. Thì để chúng ta nhắm mắt mỉm cười đi là vậy đó. Không những Bồ Tát ở gọi là hữu dư, ngủ một cái Bồ Tát vô dư. Đi đi thì lúc đi nó dễ dàng nhẹ nhàng, đi đâu cũng được. Muốn đi là đi, muốn về là về, chọn lựa cái nơi mình muốn đến. Nhớ không? Từ bỏ cái nơi mình không thích. Thật ra phải cố gắng giữ gìn cái thân mạng này cho sạch, cho khỏe. Bởi vì cái nhà này chính là nhà của Phật. Cái nhà này chính là một chiếc thuyền vững chắc để giúp chúng ta tỉnh ngộ đi qua bên kia bờ. Nhớ không? Cái thuyền này mà ọp ẹp không đi đâu cả. Cái thuyền này mà nó mục nát rồi, ra biển khổ nó đập một phát lè le từng miếng một, thì làm sao mà có phương tiện tu. Cho nên phải khỏe, phải mạnh, phải sạch, phải thông minh sáng suốt. Thì ông Phật trong này mới có cơ hội học được nhiều hơn, là nhờ cái nhà này sạch đẹp thì ông có nhiều cơ hội hơn, nhiều điều kiện hơn, lâu dài hơn. Còn nếu mà bệnh hoạn đầu gối nhức, lưng đau nhức đầu, mắt mờ làm sao tu? Chứng tỏ là cái thuyền mình nó cũ rồi, có phải vậy không? Đúng không? Thì ông Phật chính là cái hồn. Nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ trở về với Phật. Còn nếu không hiểu thì cái hồn nó thành ma. Bây giờ muốn đi lang thang hay muốn về với Phật, tự quyết định đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Trung đạo giảng không bao giờ viết bài, vô đây hỏi con câu là làm việc luôn, khỏi viết bài gì hết, không viết câu nào xuống. Khi chúng ta nói chuyện về đạo pháp, chúng ta dùng cái trí tuệ phàm phu viết xuống thành văn, là mình đã đưa tri kiến của thế gian vào trong việc đạo pháp, là chúng ta nói không bao giờ vượt qua khỏi cái giới hạn của thế gian. Cho nên không cần viết xuống, chỉ dùng cái tâm tư, cái tự tánh nói chuyện, nói hết, mình sẽ vượt qua thế gian pháp, mình sẽ đi vào Phật pháp, đạo pháp. Rõ không? Chúng ta mới lột trần hết tất cả những gì cần thiết với việc tu học của mình, chứ không cần phải viết đầu bài thân bài rồi kết luận, không cần gì hết á. Hẳn ngồi xuống là nói, mà nói cho nó chuẩn mực đâu ra đó, không dư chữ, không thiếu chữ, không nói cà lâm. Ngồi xuống là nói cho đã đời hết giờ nghỉ. Rõ như vậy luôn. Để ta huynh đệ đã tụng pháp hoa rồi thì sẽ được một cái pháp mà các ngài ban cho gọi là vô ngại biện tài. Người ta hỏi câu đó cho dù mình không học sách nhiều nhưng mà vẫn trả lời lưu loát. Hầu như các thầy, các huynh đệ nghĩ rằng Trung Đạo là người tụng đại bi rất nhiều, chỉ biết đại bi thôi, nhưng mà thiệt sự là lầm to. Kinh gì cũng biết hết á, chỉ có kinh khủng, kinh dị, kinh tế là không biết thôi. Ba cái đó là không dám biết. Kinh tế, kinh dị, kinh khủng là không biết, nhưng mà kinh gì cũng biết á. Nói chung là mình học lâu rồi, học lâu rồi cái để qua bên, bây giờ mình đi hành đạo, mình sống trong những cái biết chứ không có dùng từ ngữ nhiều. Trên Trung Đạo muốn mình đệ á, chúng ta học tụng kinh để thụ cái lý trong kinh, rồi biểu lộ mình hành những gì mình đã học được, chứ đừng có bám vào từ ngữ là chúng ta nô lệ trong từ ngữ, chúng ta sẽ không tiến hóa được. Rõ chưa? Từ ngữ chính là phử, mình coi nó là một cứu cánh thì hoàn toàn mình sẽ nô lệ vào sách vở, mình sẽ không giải thoát được. Cho nên chúng ta phải nương vào sách vở làm phương tiện để tập cho cái tánh hạnh của mình tốt lành hơn, trong sạch hơn, tinh khiết hơn, trí tuệ hơn, tỉnh thức hơn, để chúng ta có cơ hội trở về với chư Phật, để chúng ta có cơ hội biểu lộ cái Bồ Tát hạnh mình cho ba tánh chúng sanh, đó là người trí. Còn nếu mình đọc trong sách nói vậy, cái mình nói lại vậy nhưng mà thực sự mình không đi đâu hết. Thì ta cẩn thận, hãy đọc sách nhiều quá không được làm nô lệ kiến thức của cuốn sách của người ta. Không được lấy sách ra rồi nói này nói nọ nói kia, rồi dùng cuốn sách hơn thua với ba tánh chúng sanh là chết. Nhớ chưa? Như là Phật. Trung Đạo không có cho phép mình gọi là giảng hay là thuyết pháp, chính là đàm đạo với nhau thôi. Biết chút xíu, chia chút xíu, rồi chúng ta có chia sẻ lại. Quân đệ hỏi những gì cần thiết để mà Trung Đạo chia sẻ, chúng ta nói qua nói lại, nói tới nói lui để cùng chia sẻ với nhau để tiến hóa tu tập. Chúng ta cần phải nói chứ đừng có ngồi lầm thinh rồi bắt thầy nói hoài, thì nói một chiều nó không có hay, nói hai chiều nói qua nói lại. Nhưng mà nói đi chia sẻ và dìu dắt nhau tu học, chứ không phải để tua. Nhớ không? Phải là học hỏi chứ đừng có hạch hỏi là chết với thầy đó. Thầy là một bụng từ ngữ luôn mà. Thực sự mình học tiếng Việt Nam mình là nó là tròn đủ hết, không cần phải mượn của ai. Tiếng Việt Nam mình là tuyệt vời nhất luôn á. Hay lắm. Thử tụng kinh cho giỏi đi, tụng đại bi cho giỏi, tụng pháp cho giỏi đi, tự nhiên bao nhiêu từ ngữ của cha sanh mẹ đẻ mình xài hết mình luôn. Xài không thiếu cái gì hết á. Bây giờ hiểu cái cốt lõi của Pháp Hoa là gì rồi phải không? Là dạy cho mình cái tánh gì? Khiêm nhường. Dạy cho mình cái tánh nhìn ai cũng thấy Phật. Dạy cho mình cái tánh kính trọng tất cả huynh đệ ba tánh chúng sanh.
Chứ Pháp Hoa là vua của các kinh. Nếu mà mình tụng xong thành vua của bá tánh là trật rồi. Như vậy là Hoa Nghiêm là gì? Hoa Nghiêm cũng là vua của các kinh vậy. Vậy là ông nào viết cuốn đó ông là vua. Tự nhiên ông thích cuốn đó viết, ông là vua của các kinh. Cái người viết là vua của các kinh đó. Hoa Nghiêm cũng là vua của các kinh mà đúng không? Đại Bi là quân sĩ hả? Phải không? Hay là Kim Cang, A Di Đà là quân sĩ, còn cái gì bự là vua. Cho nên chính chỗ đó chúng ta bị lọt vào cái tự cao tự đại, muốn chứng minh là mình tui tụng Pháp Hoa, tụng như gió thổi vậy đó, buông ra không hiểu. Tụng nhanh như chớp luôn, ui, hỏi không biết. Thì tụng làm gì? Tụng giống như con sáo đọc như con vẹt rồi, không hiểu là tụng chi vậy, nó uổng thời gian. Nó phí thời gian xuống đau đít, thế bà có nội là không hiểu gì hết. Chạy như chạy xô vậy, đem nguyên cái đạo tràng Pháp Hoa tới chùa tụng rầm rồi cái đi về rồi, bệnh nào chứng nào tật nấy. Tụng kinh mà chứng nào tật nấy là nghiệp chướng đeo bu đó. Thấy chưa? Tụng phải hiểu, hiểu phải hành. Tụng Pháp Hoa đừng có đùa giỡn nha. Tụng Đại Bi xong vô Pháp Hoa. Khi chúng ta tụng Pháp Hoa phải biết rằng mình đang kính lễ mời các vị Đại Bồ Tát xuống đây chứng giáo cho mình tu luyện tu học. Thành ra tụng xong phải ngồi yên lặng lại để tiếp nhận sự dạy dỗ trong âm thầm. Mình tiếp nhận sự âm thầm đó một ngày một nhiều, nó gọi là tri kiến Phật. Sự dạy dỗ trong tâm linh chỉ có một cá nhân mình hiểu thôi. Mình ngồi yên đó mình sẽ hiểu được các ngài dạy cái gì. Và các ngài phải nhớ, huynh đệ phải nhớ rằng khi mình nghe một câu ngắn gọn là của Phật. Còn mình nghe nói hoài trong đầu mà nói không ngừng là ma đó. Ông Phật không có thời giờ nói nhiều. Ông nói con biết không, con không có giỏi hơn ai đâu, là với câu này của ổng đó. Còn cái thằng mà nó nói mày phải làm vậy này, mà hơn người ta nè, mà làm vậy nó suối mình làm con đó là ma. Ông Phật không có suối làm tầm bậy. Ông Phật nói rất ngắn gọn, đơn giản để cho cuộc đời mình sống. Và cái câu đó là trọn đời sống với nó luôn, là lời của Phật. Còn mà suối mình làm cái này, suối mình làm cái nọ, suối mình làm kia là không phải đâu. Mấy ngày không có thời gian suối bá tánh làm chuyện tào lao, nhớ chưa? Thì ta nói trội Phật về dạy con mỗi đêm, nó nói thằng cha đó không quá. Phật về dạy con mỗi đêm luôn đó. Trời, ông dạy mày mỗi đêm sao mặt mày đen thù lùi vậy? Thầy nói thẳng luôn mà. Ông đâu có ở không đâu, ông về với mày mỗi đêm. Còn bá tánh chúng sanh bỏ à? Mày làm như mày ghê lắm. Phật về dạy mỗi đêm mà mặt đen thù lùi, môi thâm xì. Ma nó ở không, thế nó làm chứ. Còn ông đi làm cả cái vũ trụ này, ông đâu thời gian đâu lại. Mà cái chú quát còn ăn mặn nữa, mà ông về mỗi ngày mới là lạ đó. Chú đạo tụng muốn mỏi mỏ luôn đây, mà chưa thấy ông về dạy mỗi đêm. Lâu lâu nói được câu mừng, thấy bà cố nội. Mình chờ một câu ngắn gọn thôi, đời mình nó thay đổi đó. Ông cho trong đạo có mấy câu sống cả cuộc đời này chưa hết nữa mà. Cái câu đó tiên sự bỉ hậu chứ, sống thử coi, đâu phải dễ đâu. Nó làm lỗi thôi kệ cha nó đi. Thành ra trong đạo mới ra một câu chú mới tặng cho huynh đệ luôn. Người tu đi vào đại định không có nghĩa là chúng ta ngồi vô cái góc kẹt đó tối thù lùi rồi ngồi nhắm mắt không nghĩ gì hết, ai làm gì làm. Chưa chắc. Tu thiền định, tụng kinh gì, đi đứng nằm ngồi đều là thiền, đi đứng nằm ngồi đều là tụng niệm, nhớ không? Là tứ thời đều là tụng niệm, rồi là thiền cả mới là người tu. Chứ phải chờ ngồi xuống gõ mỏ tụng kinh mới là tu, không phải vậy. Cho nên chúng ta đi vào đại định là chuyện gì chung quanh mình cũng đều an lành, ok cả. Ai làm gì làm, nó nói xấu không sao, kệ nó đi. Thật ra thầy có viết một câu chú thầy tặng cho huynh đệ. Ví dụ cái chuyện gì đến với mình mà mình không vừa ý, hoặc là người ta muốn làm phiền mình đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, kệ cha nó đi. Câu này là tuyệt vời nhất. Đệ tử thầy bên Mỹ á, nó gọi điện thoại nó than phiền với thầy chuyện này chuyện nọ hoài à. Thầy viết tặng cho nó một câu, tụng câu này con sẽ thấy kết quả, Nam Mô A Di Đà Phật. Tuần sau gửi về, thầy ơi nó hiệu nghiệm quá, giờ con khỏe vô cùng, hết chuyện rồi. Phải không? Thì cái tụng Bát Nhã để làm gì? Tụng Bát Nhã là bỏ cái tánh trừ chấp, bỏ tánh mê mang ngoan cố bướng bỉnh. Mình bỏ hết thì mình mới đạt, mình mới giải được, mình mới giải được những cái đó, xong mình thoát được sinh lão bệnh tử chứ. Đằng này tụng Bát Nhã nhiều năm, nó nói câu điên lên chửi lại thì còn gì nữa là Bát Nhã. Thấy chưa? Bát bể thì có chứ nhã gì. Rõ không? Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi kệ đi, tự nhiên mọi chuyện nó an lành. Mình không còn gì nữa. Nói câu đó xong cái cười hè hè đi xong chuyện. Còn nếu đứng lại sẽ có chuyện. Thấy không? Thành ra người tu không có sanh sự. Đừng có kiếm chuyện vậy đó. Hả mà sanh sự, sự sẽ sanh tùm lum ra là có chuyện đó. Không thèm sanh sự, thôi kệ Đạo Phật. Câu đó là tuyệt vời nhất. Nó nói về câu Nam Mô A Di Đà Phật, thôi kệ mày đi. Vậy đó, dễ lắm, thử làm có một tuần sau thấy kết quả tốt luôn á. Rồi báo cáo cho thầy biết nha. A Di Đà Phật. Dễ hiểu. Câu đó là thầy
Thầy có đặt áo mà thầy sợ tụi nhỏ nó sợ là mặc cái áo Nam Mô A Di Đà Phật, thôi kệ nó đi, sợ người ta đánh. Mà nếu mà người hiểu đạo là ta vui liền, tức thì ta ngộ liền đó. Mặc cái áo bự sao để là Nam Mô A Di Đà Phật, thôi kệ cha nó đi. Cái người liễu ngộ họ thấy được ông này đã tới mức rồi. Cái người còn chấp á, nói thằng này nó hổn ghê, Nam Mô A Di Đà Phật, thôi kệ đi. Không hiểu đạo, thấy chưa? Nó hiểu rồi vui, thấy không? Rất là vui luôn đó, đúng không Vinh? Quá vui luôn. Mà mình nghe người đó nói câu đó mừng cười ha hả rồi, thì ra thằng này nó đã tới rồi đó. Thấy chưa? Tội gì, mình cũng kêu mẹ mình đâu có sao đâu. Đây nè, tại sao mà học được đứa đệ tử thầy đó. Thôi giờ mình nói lớn như thôi kẹp nổi nó đi, chuyện gì đóng thầm vậy, phải không? Đâu có sao đâu, một câu nói buông bỏ mà. Cái ông này là 70+ tuổi đi qua Ấn Độ với thầy, với cô bé kia. Ông gọi cho con gái hoài không được. Ông nói mày gọi giùm tao coi, tao gọi hoài không được. Gọi hoài cũng được, cái ông nói thôi kệ nó đi, cái ông đi mất tiêu. Cái cô bé học được cái câu chú thần kỳ này, chuyện gì mà nó buồn á, thôi kệ đi, nó đi hết chuyện. Chứ buồn cũng vậy mà, phải không? Bây giờ thí dụ câu chuyện mình không giải quyết được, mình ôm hoài mình đau khổ, thôi kệ mẹ nó đi cho rồi, xong chuyện. Kêu cái gì kêu, đối với thầy từ ngữ không còn giá trị nữa cô ơi. Người tu từ ngữ để biểu lộ một gì đó, thôi kệ, không cố nổi nó cho rồi. Cũng vậy hả? Nam Mô A Di Đà Chúa còn không có tội mà, làm sao mà, phải không? Nam Mô A Di Đà Chúa còn được mà. Nhưng mà mình nói với cái tâm không ác, không độc, không dữ dằn, một cái câu buông xả vui vẻ hỷ lạc thì không có gì có tội cả. Còn mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, kệ mẹ nó đi, đó mới là có chuyện. Đó, đó mới là có chuyện đó. Đi nhưng mà cái lòng ấm ức, về nhà tìm cách trả thù. Còn gì nữa mà tu, xong rồi 10 năm 30 năm biến mất sau cái câu đó rồi đó cô. Dám nói câu này chứ. Mình nói mà mình cười hè chứng tỏ là mình có lòng từ bi. Còn mình nói cái mặt mình chầm chầm một đống mà nghiến răng thì thôi rồi, xong chuyện. 10 năm tu hành trôi theo dòng nước. Hai cái thái độ khác biệt thì kết quả sẽ khác biệt. Người ta sẽ thấy được ông này đã buông xả được, còn ông kia chưa chắc. Cái mặt Nam Mô A Di Đà Phật mà nó chầm chầm một đống thì còn gì nữa. Thấy chưa, chỉ có thêm một câu thôi kệ nó đi thì mọi sự nó thay đổi hết. Tụi mình không dám xài thôi chứ thực sự mình xài với cái tâm vui vẻ hạnh phúc thì có ai nói mình đâu, đúng vậy không? Chứ còn mình xài với cái tâm cọc cằn thô lỗ mà kiếm chuyện thì chắc chắn sẽ có chuyện. Có vậy thôi, hai thái độ khác biệt nhau. Một người cười ha hả đi mất là người đã chứng đắc, còn người đứng lại ghìm ghìm chuyện, người này đã thất bại lớn trong việc tu học rồi. Thấy chưa, rõ chưa? A Di Đà Phật, chúc huynh đệ may mắn nha. Nhưng mà trước khi nói vậy, nhìn của cái mặt nó có dữ không đó, để nó làm thịt mình nè. Nhìn kỹ coi này nó có dữ không. Thầy thấy nó dữ thầy cũng đi luôn, thầy không dám nói câu này. Nó xé xác thầy liền tức thì. Thầy không sao nhưng mà tội nghiệp nó nghĩ bậy tội nó. Mà vấn đề phải để ý một điều nữa. Chúng ta hiền lắm, tu niệm Phật tụng kinh pháp, chúng ta rất là hiền. Chung quanh chúng ta rất nhiều long thần hộ pháp, chư thiên độ trì để chúng ta tiến hóa. Bởi vì chúng ta có căn nhà của Phật, có trung gian để học. Mấy ông kia không có nhà, cho nên mấy ông phải nương vào căn nhà này để cùng với chúng ta tiến hóa. Nếu chúng ta siêng năng tu tập thì mấy ông tiến. Chúng ta bê bối thì mấy ông trì trệ. Cho nên chúng ta vẫn độ luôn âm các vị lớn nhỏ, thì chúng ta đều độ, chúng ta có phương tiện tiếp nhận. Còn mấy vị không có, thấy ghê chưa? Chúng ta tu giỏi chừng nào thì long thần hộ pháp càng nhiều chừng đó. Thành ra khi mình hiền lành mà người ta ăn hiếp, mình không có nói lại. Nhưng mà mấy ông này rất là phân biệt trắng đen đâu ra đó, luật đàng hoàng. À, nó muốn nhào vô mấy ông làm thịt cho nó, hết chuyện. Mình không cần cái vô. Thì ai muốn ăn thịt trung đạo cứ nhào vô đi, trung đạo tự nhiên lắm. Tự nhiên, nhưng mà mấy ông kia không bao giờ bỏ qua nha. Làm theo luật hết. Cứ lo tu đi, chuyện còn lại luật nhân quả xử. Trung đạo là người như thế đó. Tại muốn ai giữ trung đạo cũng được, ai muốn ăn thịt cho ăn luôn, muốn gặm gì cho gặm cái đó. Thoải mái, nhưng mà gặm được không chuyện của họ. Còn muốn là ý của họ muốn, nhưng mấy ông này không bỏ qua đâu đó. Mình nói chuyện đây nè, mấy ông phải lắng nghe mà. Các vị âm huynh đệ âm linh vẫn phải đứng nghe chúng ta nói chuyện, bởi chúng ta đang nói những lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, nói cho phần sinh là những người còn sống, nói cho phần linh là những người đã chết mà không có cơ hội siêu sanh tịnh độ. Chúng ta làm lợi lạc cho cả hai phần sinh và linh, rõ không? Thì chúng ta nói chuyện đạo rất là lợi lạc, thì mọi người cùng lắng nghe, trong đó cả hộ pháp chư thiên bồ tát cũng phải lắng nghe trung đạo nói đó, chứ không phải bình thường đâu à. Chúng ta tụng kinh nhiều mà cái miệng này trở thành Phật khẩu rồi là nhiều người lắng nghe lắm à. Cái cõi này nghe rồi, cái cõi bên cạnh cũng nghe nữa đó, chứ phải bình thường đâu. Rõ không? Trên trung đạo mới được phép nói là không cần viết tờ giấy xuống, nói cho đã, nói hết giờ, đứng dậy đi. Cái mình hả lời lạc thì nói, không lời lạc thì tụng kinh. Hả lời lạc thì nghĩ tới, không lời lạc thì niệm Phật. Hả
ta tính làm không làm thì ngồi xuống gõ mõ để khỏi làm bậy. Thấy chưa? Chúng ta mình phải giữ gìn cái đức hạnh của mình để chi cho tam nghiệp mình không có cơ hội tạo tác, để mình đừng tạo tác trong ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Người tụng kinh phải để ý điều này. Vì cái miệng của mình rất là linh, nói là có. Nhớ không? Một lời nữa là vui vẻ, cho dù người ta đối xử với mình tệ mình cũng vui, bởi vì tất cả đều có luật hết rồi. Mà hiểu luật rồi cần gì phải giận? Giận không? A Di Đà Phật, chuyện của nó mà, phải không? Đi ngang nó không thích mình cũng không sao. Kệ, kệ nó đi. Mà học tới chữ kệ mà xử được rồi thì chư Phật rất là hoan hỷ để tiếp nhận chúng ta. Huynh đệ mà hoan hỷ bỏ qua, quên lãng, tha thứ rồi, tự nhiên lòng từ bi vô cùng tận. Bởi vì mình không bỏ qua, quên lãng, tha thứ cho nên không có lòng từ bi. Thấy chưa? Rõ ràng như vậy mà chúng ta đã tha thứ, quên lãng, bỏ qua, quên lãng rồi, hẳn rồi, thì tự nhiên ta phát triển lòng đại từ đại bi. Mà đại từ đại bi càng rộng lớn thì trí tuệ càng sáng suốt. Lòng đại từ đại bi càng lớn thì phước báo càng cao dày. Lòng đại từ đại bi càng lớn thì đạo hạnh càng cao, đạo đức càng lớn. Đức trọng quỷ thần kinh. Mình thấy đâu quỷ thần cũng phải kính lễ đó, chứ không phải bình thường đâu à. A Di Đà Phật. Thầy xin phép kể lại một câu chuyện. Thầy đã kể rồi mà cũng đề không nhớ thôi đó. Cái vị đó hồi mới giải phóng xong, thầy tụng Pháp Hoa với một bác đó. Bác cũng tụng Pháp Hoa nhiều hơn thầy, thì thầy theo bắt trước bác đó, thầy tụng Pháp Hoa. Một câu chuyện gì đó xảy ra giữa người bác với người cháu, nhưng mà cái em đó đó làm cho bác nổi sân hận hận luôn đó. Bác chỉ nói có một câu thôi, bác thắp nhang, bác nói xong bác lên bác nói với thầy. Bác nói tôi mong thằng này chết mà không có người chôn, chết đầu đường xó chợ. Thì thầy mới nói tội bác ơi, bác tụng Pháp Hoa nói về tội nghiệp người ta, tội lắm. 6 tháng sau nó chết ngoài rừng cao su á, đắp cái chiếu không có cha có mẹ đó. Thấy chưa? Một lời nói của mình thôi. Thân mạng, người ta bỏ thân mạng mình mang nghiệp, mang tội khẩu nghiệp, đó gọi là ác khẩu. Ghê không? Mình tụng Pháp Hoa nhiều năm rồi cũng hết rồi, mình làm mất đi một sinh mạng do cái lời nguyền của mình. Nhưng huynh đệ phải để ý, chúng ta coi nó bình thường tụng kinh vậy đó, mỗi ngày một chút chút bình thường lắm, mà thực sự nó tích tụ mỗi ngày một chút, nó là công phu cao dày. Người tu hả có công thì mới có của. Công đây là ngồi xuống tu tập và là công phu, mỗi ngày một chút, một ngày 3-4 thời, 5-6 thời, thì công phu tích tụ dần dần thì công lực của mình rất là mạnh mẽ. Người tu công lực rất là mạnh, công lực này chính là luồng năng lượng, gọi là năng lượng trong cơ thể mình, nó mạnh mẽ chừng nào thì cái năng lượng này giúp cho mình cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ sáng suốt, thì mình mới có cơ hội tạo công đức được. Nên người tu phải thì mới có của. Thế còn phải mà mới cầu nguyện không đòi của là trật. Phải ngồi xuống công phu cho đầy đủ thì mới có của. Của báo của tâm linh chư Phật ban cho mình mới là quan trọng. Nhớ không? Cho nên phải công phu cao dày là vậy đó. Cái miệng của mình không cần biết hả tụng kinh gì rồi hả nói ra là có chuyện lớn liền. Cho nên phải để ý. Không thôi mình sẽ tạo tác nghiệp quả cho chính bản thân mình. Công phu tu tập mới xin biến mất hết khi mình nói những lời xấu ác cho ba tánh chúng sanh. Nhớ không? Một lời nguyền thôi là có chuyện. Mà hay cái chỗ là khiến ta tụng kinh nhiều, nhất là Pháp Hoa là đại thừa kinh đó, coi là quan trọng đi. Mà tụng nhiều năm rồi nha. Một nguyện của mình thôi, chư thiên hộ pháp đứng bên cạnh hộ trì mình để mình hoàn tất hạnh nguyện đó. Phải bình thường đâu. Nhớ chưa? Không phải bình thường đâu. Thành ra phải cố gắng ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch, ăn thiện, nói thiện, làm thiện, nghĩ thiện, ăn lành, nói lành, làm lành, nghĩ lành, ăn tốt, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt. Nhớ chưa? Thì quả báo sẽ là tốt, lành, thiện, sạch. Nhớ chưa? Còn mình tụng kinh, mình ăn xấu, nói xấu, làm xấu, ăn ác, nói ác, làm ác, ăn dữ, nói dữ, làm dữ, thì quả báo là địa ngục. Rõ luôn á. Hả? Vậy đó, cái bằng là địa ngục. Bây giờ chọn đi. Mình tu là mình phải biết chọn lựa con đường nào của mình là chính đáng để đi. Chứ không được lấp lửng, hôm nay tốt, mai xấu, và mình sẽ có chết thôi. Một là tốt, hai là xấu, tu là sửa, tu là hành. Chứ không phải là cứ đứng hai bên rồi, hôm nay chơi đề cho đã đời, ngày mai niệm Phật sám hối. Hôm nay ngồi quýnh tứ sắc, ngày mai sám hối là chết rồi. Xuống dưới cầm bộ bài tứ sắc theo. Nó bắt 3-4 đứa cầm lá tứ sắc đi 50-60 cây số, đi nổi không lá tứ sắc đi 50-60 cây số đó, đi dọc đường là chết rồi đó. 4 đứa nắm 4 góc. Đi tới bao giờ 50 cây số mới tới. Xuống dưới nó phạt đó. Nhớ chưa? Thành ra mình phải để ý cái hành kiểm của mình khi tụng Pháp Hoa, là phải để ý từng chút một để ăn tiếng nói hành động cư xử của mình. Không thôi đó, mình sẽ công phu sẽ trôi theo dòng nước đó. Nhớ không? A Di Đà Phật. Chúng mình đầy học đạo tinh tấn, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm kiên định.
Đại định là gì? Đại định tất cả mọi chuyện xung quanh mình đều là ok hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Dễ làm không? Vui ha. Mình nói mà mình cái tâm hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc thì mọi chuyện sẽ an lành. Lời nói mà đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Câu này là của chư Phật để lại cho dân tộc Việt Nam mình đó, không phải bình thường đâu. Dạy cho mình cách ăn nói để khỏi tạo tác ác khẩu, ác nghiệp. Nói một lời ra người ta vui vẻ, hạnh phúc. Nói lời ra làm ta đau khổ là mình mang nghiệp. Mình nói nó về nó buồn quá, nó bệnh tật, nó chết dần chết mòn, mình là người tạo tác nghiệp ác đó. Lời nói kinh khủng lắm á, nhớ không? Mình đay nghiến người ta, cuộc đời người ta tan nát thì mình cũng không có tốt lành gì. Người ta chưa thúi mà miệng mình đã thúi. Rồi dần dần thành thói quen, bồ đề tâm mình sẽ thúi. Cuộc đời tôi học mình cũng thúi. Nói chung cộng lại là thúi. Xong, hết tu được. Rõ không? A Di Đà Phật. Giờ chúng ta chia sẻ trao đổi. Trong cái chia sẻ trao đổi này chúng ta nói rất là nhiều chuyện về cuộc sống, về cái thế gian pháp, cái trần gian tánh của mình. Rồi mình gạn lọc rồi mình bỏ đi. Trước khi mà đi vào những câu hỏi tu chuyên đề đó, chúng ta nhắc lại cuốn Pháp Hoa chúng ta tu là tu cái hạnh khiêm nhường của chư Phật. Ngài đại diện chư Phật bởi vì Ngài là hiện thân của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nên Ngài biểu lộ cái tánh khiêm nhường tột đỉnh của gọi là thường bất khinh Bồ Tát, không khinh ai cả. Ai cũng là Phật, ai cũng là người tu sẽ thành Phật. Tất cả chúng ta đều là Phật, đó là chân lý không thay đổi được. Bây giờ vấn đề có cãi với thầy cỡ nào thì bên trong này vẫn là một ông Phật, chỉ mượn căn nhà này thôi. Đây là phương tiện của ổng, mà chúng ta tạm gọi là chánh điện. Để chúng ta tu giỏi, tu tốt, làm lành, làm thiện, thì cái nhà này sạch đẹp thành chánh điện của ổng. Còn ta bê bối thì căn nhà ọp ẹp của ổng thì ổng ít dám ở lắm. Lâu lâu ổng ngồi dậy ổng coi cái nhà thấy gớm quá ổng ngủ tiếp. Còn nếu mà làm cho căn nhà này sạch đẹp vô cùng thì ổng ngồi dậy cùng với chúng ta làm việc. Giống như ổng đang làm cho Trung Đạo đây, là giúp Trung Đạo nói chuyện với huynh đệ để chia sẻ những gì mà ổng dạy cho Trung Đạo. Thì các ngài nói khi mà người học trò đã sẵn sàng thì minh sư sẽ xuất hiện. Minh sư ở đâu? Là cái ông đó đó. Mình đã sẵn sàng chấp nhận, mở tấm lòng, mở trí tuệ ra thì ông minh sư này sẽ ngồi dậy cùng với chúng ta làm việc. Ông dạy cho mình đủ thứ hết. Thế gian nó gọi là Như Lai Tạng đó, nằm trong này nè, biết hết á. Thế nào ông nói á, tao biết những gì mày đang nghĩ, tao nghe những gì mày chưa nói, chứng tỏ là ông ở đâu. Ông ở đâu? Đây nè. Mà mình chúng ta gọi là lương tâm á. Mình dùng nhiều chữ lắm, lương tâm là ổng đó. Người ta nói lương tâm không có răng nhưng mà nó cắn rất khó chịu lắm á. Nó lựa cái nánh nó cắn không nhột, thấy bà nội ngủ đâu có được. Lương tâm nó cắn mình đó. Lương tâm chính là ông Phật. Rõ không? Thành ra đừng để lương tâm cắn. Người tu nằm xuống ngủ như nít, ngáy khò khò thức dậy tụng kinh hết chuyện. Ngủ ngon lành, nằm xuống là ngủ liền. Bên Nhật á, thầy nói chuyện với đệ tử tới 12 giờ đêm thì nó nói sư phụ ơi ngày mai con đi sớm lấy hàng rồi. Nói ừ ngủ đi. Nói xong là nó nghe thầy ngáy rồi. Nó sáng nay ủa con nói xong con nghe sư phụ ngáy, nói tao ngủ trước đó rồi mà thầy vẫn trả lời với mày. Tức là nó vừa nói xong thầy ngáy rồi à. Thì ngáy nói ủa con mới nói xong rồi con nghe sư phụ ngáy rồi. Nó thực sự tao ngủ rồi nhưng mà mày nói tao phải trả lời thôi. Mày vừa dứt câu tao ngáy là vậy đó. Ngủ ngon lành lắm như con nít vậy đó. Đó là người tu, nằm xuống là ngủ không lo gì hết. Còn gì nữa là lo? Cái mạng cùi này giao hết rồi, còn gì nữa là phải lo, phải không? Tu giao tánh mạng cho chư Phật, chuyện gì cũng làm, muốn xài gì xài đi kệ đó. Thấy không? Xong rồi đó, thì lấy cái thân mạng, cái người lạ mới gặp thầy mà người biết tu nhìn thầy cái là thấy vui liền. Vậy thầy rất là vui, có gì đâu mà nhăn với người bạn mới gặp. Thấy không? Nó đang ăn cơm gặp nó mình nhăn nó nuốt không vô rồi, mình làm đời đau khổ rồi mình có tội. Mà mắc chứng gì phải nhăn chứ, người tu phải nhăn là sao? Không hiểu rồi nha. Tại sao tu phải nhăn? Cái áo nhăn ủi được, cái lòng nhăn khó ủi lắm. Mà cái mặt nhăn thì khó rất khó ủi hơn nữa. Người tu phải cười, đừng để cái mặt nó nhăn. Y áo nhăn ủi được, mặt nhăn lòng nhăn khó ủi lắm. Phải dùng Đại Bi A Di Đà Pháp Hoa ủi nó mới láng được. Rõ không? Chứ chúng ta không xài kem phấn vậy, xài kem Đại Bi phấn A Di Đà đi. Mỗi ngày chà rửa để sạch đẹp thôi. A Di Đà Phật. Tụng kinh là cái bằng ủi. Ủi cho cuộc đời nó bằng phẳng, thấy không? Ủi cho cuộc đời nó đẹp đẽ, đi tới đâu cũng sạch sẽ, mọi người nhìn thấy cũng mát mẻ, thấy không? Chúng ta cùng vui vẻ học đạo với nhau là như vậy đó. Khi huynh đệ đi đến chỗ nào mà mọi người cùng vui vẻ với mình thì mừng đi, chúng ta đắc được nhân tâm rồi đó. Đắc được nhân tâm chính là tròn nhân đạo đó. Nhân đạo chính là Bồ Tát, thấy chưa? Mà biết hy sinh cho ba tánh chúng sanh, hy sinh càng nhiều càng tốt. Với cái hạnh hy sinh này sẽ giúp chúng ta trở thành đại Bồ Tát trong thế gian này luôn đó. Hay lắm á, thử làm đi rồi sẽ thấy.
Nhớ câu chú thầy tặng chưa? Thử đọc đi rồi thấy hiệu nghiệm nha. Tự nhiên cái buồn phiền giận dữ biến mất à. Tu không được giận, không được nhăn. Nhớ không? Tuyệt đối không được giận, không được nhăn. Mỗi lần nhăn là đứng cái gương nhìn coi thử mình giận dữ đi. Mình nhìn vô gương đi, thấy cái mặt mình nó hai cái nanh nó dài đó vậy nè. Gớm lắm á, thử thôi, nhìn coi. Ráng nhìn cho kỹ vô đi, thấy ai nanh là... Cái mình vui cái nó rụt vô trở lại. Cẩn thận đó. Tu mà hai cái nanh dài thòn là xong rồi. Vừa nhắm mắt là ngạ quỷ kéo đi liền để làm bà con với nó. A-di-đà-phật. Chính xác bác ha. Rồi huynh đệ hỏi, Trung Đạo chia sẻ huynh đệ nhang ở Di Đà Phật. Chúng ta còn nhiều lắm, chúng ta chia sẻ với nhau. Rồi, hỏi thoải mái nha, ở Di Đà Phật. Ở dưới kia nhà, dưới kia, huynh ơi, dưới kia kìa, dạ. Trong con mắt Trung Đạo khi trị bệnh cho huynh đệ nữ là Trung Đạo là nữ, khi trị người nam rồi là nam. Quán Thế Âm Bồ Tát ngày có 32 tướng, Trung Đạo chỉ có mười mấy tướng thôi. Cái tướng lùn là đây, đặc biệt nhất là lùn. Nam mô A Di Đà Phật, sư phụ, con là, pháp danh con là Hạnh Xuân. Thầy là Trung Đạo. Dạ, dạ. Con pháp danh con là Hạnh Xuân. Con xin hỏi sư phụ, cũng như con có nhiều cái công chuyện mà con phải bận biểu. Hồi trước rồi con hay qua chùa con tụng kinh, nhưng mà bây giờ con bận biểu cái thành ra con ở nhà con tụng kinh, mà từng con xin hỏi sư phụ là mình ở tụng kinh ở nhà mà mình không chuông có mỏ cũng là tốt, là phương tiện thôi. Giờ Trung Đạo giải thích vấn đề tại sao chúng ta tụng chuông mỏ. Chuông mỏ rất là hay, rất là phương tiện, rất là tuyệt vời nhất. Chúng ta tụng kinh không chuông không mỏ. Trung Đạo ngày xưa mới biết tụng đại bi, cầm chiếc đũa gõ xuống cái nền cũng tụng mấy chục biến đại bi một lần vậy đó. Cái chiếc đũa thôi cũng là phương tiện thôi, nhưng mà đặc biệt khi Trung Đạo tụng kinh nhiều mới hiểu được chuông mỏ là một cái cảnh tỉnh lớn nhất cho người tu. Đó là phương tiện giúp mình, mình đang muộn phiền, mình nghe những điều không tốt lành ngoài kia đó, mình lắng nghe tiếng mỏ, tiếng kinh, tự nhiên tiếng động bên ngoài nó biến mất hết à. Nó hay lắm, đó là một phương tiện rất là hay. Thí dụ mình có tâm tư hơi trầm lặng chứ không được vui vẻ, mình gõ tiếng chuông cái mình lắng nghe chuông, tự nhiên cái lòng mình nó an tịnh trở lại, giúp cho mình an tịnh. Tiếng mỏ tiếng chuông là phương tiện lớn để giúp chúng ta tiến hóa, giúp cho lục căn của mình thanh tịnh, giúp cho mình tam nghiệp được vắng lặng. Đấy, mình tụng chuông tụng mỏ. Đồng thời bên cạnh đó, âm linh, vong linh, hương linh các loại, khi chúng ta gõ chuông gõ mỏ mình tụng đủ nghe thì họ sẽ lại gần bên cạnh mình hay cùng nghe để cùng tiến hóa. Huynh đệ phải nhớ, cảm ơn con đã hỏi câu này thầy mới nhớ. Khi chúng ta ngồi xuống tụng kinh, đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có một mình là trật lất. Bên cạnh mình còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ chúng ta, nhất là cụ huyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình đó. Họ rất cần con cháu quay trở lại để giúp đỡ họ. Cho nên các ngài nói nhất nhân chứng đắc cụ huyền tăng là vậy. Trong nhà có một người biết tu thì cụ huyền có cơ hội siêu sanh tịnh độ và no đủ. Một người biết tu thì dòng tộc cụ huyền thất tổ đã bị quá vãng mà chưa siêu sẽ có cơ hội siêu. Cho nên các ngài mong chúng ta phải biểu lộ cái bổn phận một người trong nhà, lại phải biết cầu nguyện cho cụ huyền thất tổ. Cho nên chuông mỏ cũng là một phương tiện trợ giúp để các vị lắng nghe ngồi cùng tụng kinh với mình để cùng phát triển mạnh mẽ lên rồi mới siêu. Đó là bổn phận đầu tiên mà chúng ta phải làm. Cho nên bây giờ mình không có chuông mỏ cũng không sao. Trung Đạo đi tụng kinh vậy, vô nhà ta tụng kinh lấy cái chiếc đũa với cái ly mà ấy cho gõ, tụng thành cái mỏ gõ nghe thanh lắm, tụng cũng tốt lắm, cũng bệnh tật cũng hết, không sao. Thì có lên Phoenix sẽ tụng cho bà kia, lấy cái ly với lại chiếc đũa nhôm gõ bài kinh bà cũng hết bệnh á. Đi với Đà Phật. Xin dạ. Phép sư phụ. Dạ tiếp tục. Con ví dụ như mình ở tụng ở nhà, mình có cần đúng giờ, ví dụ 8 giờ là con phải thức, con tụng 2 giờ con phải thức tụng, hoặc 12 giờ đêm. Đó thì có phải cần như vậy không sư phụ? Con ơi, con tụng bao nhiêu cuốn kinh rồi? Dạ con tụng kinh Dược Sư á, thì con có thấy trong kinh Dược Sư có nói là sáng thức miệng, súc miệng đánh răng xong tụng Dược Sư. Vậy là nếu không tụng Dược Sư là không súc miệng đánh răng hả? Cái đó giờ đó là cũng như là cho mình biết là 6 giờ 7 giờ mình vẫn có thể tụng được đó sư phụ. Bất cứ giờ nào mà hả rảnh thì ngồi xuống tụng. Tu cho ai? Tu cho ai? Mắc kính niệm Phật cũng vậy, niệm cho ai? Mắc kính gì đếm? Dạ. Trời mẹ ơi, tụng cho mình niệm 108 đủ rồi. Tu cho mình mà niệm 108 mà ngưng, thiệt là kẹo quá mức luôn. Vậy mà đòi giảng sanh giảng gì? Giảng tuồng thì có. Dạ vậy con cảm ơn. Niệm tụng là thoải mái, tụng mỏi mệt nghỉ. Dạ. Hả đang tụng buồn ngủ nằm xuống ngủ ngon thức dậy tụng tiếp, chứ đừng có ráng quá, ráng không được gì đâu. Dạ. Rõ không? Dạ thưa. Chúc con may mắn học đạo tinh tấn A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức đã hỏi thầy A Di Đà Phật.
Thế ra, dạ, dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy. Dạ. Dạ, con là pháp danh Nhân Yến, nãy giờ thì con làm dưới bếp nhưng mà con vừa làm dạ, nghe. Dạ, cô hỏi thầy một câu thì nhớ rồi. Dạ. Dạ, như con nghe thầy giảng từ nãy giờ, con tuy là làm dưới nhưng mà tai thì con nghe. Nên con có một cái câu hỏi như thế này. Con đã tụng diệu pháp liên qua là 3 4 năm liên tục rồi. Dạ. Thì hồi nãy thầy nói cái câu là ai là cái người tụng diệu pháp liên qua thì phải là có cái tâm từ bi, tâm Phật, tâm rộng lượng, tâm của Như Lai. Dạ. À, thì cái câu này con rất thích. Do đó con đã ôm 3 4 năm là dạ, tụng diệu pháp liên qua. Nhưng mà con học phổ thông là Phật học phổ thông đó, thì con được biết là kinh Hoa Nghiêm á cũng là kinh mà Đức Phật thuyết trong 21 ngày với cây Bồ đề đó, nên con cũng rất thích. Vì con hỏi thầy là Phật tử tại gia, như tụi con vậy con tụng Hoa Nghiêm được hay không? Dạ, với Đà Phật cũng muốn tụng kinh gì cũng cứ tụng, miễn sao gia đình có hạnh phúc là được rồi. Trường trai là cứ tụng, người ăn chay là có quyền tụng bất cứ kinh gì, đừng có tụng kinh dị, kinh khủng, kinh tế là được rồi. Nhưng mà nãy con có nghe thầy nói là diệu pháp liên quan mà mình tụng, mà nếu mà mình không có đem cái tâm từ bi, tâm rộng lượng, tâm dị tha, tụng thì mình sẽ bị quậy đó, mình sẽ bị người ta quậy dạ, đó. Dạ, dạ, rồi, con sợ Hoa Nghiêm rồi, cao hơn nữa mà con tụng dạ, thì Hoa Nghiêm cũng nằm dưới đất tụng thôi chứ không đi lên trên trời đâu mà cao trời. Vậy là không sao á thầy, vậy là không sao phải không? Chừng nào lên nóc nhà tụng mới cao. Dạ. Con tụng có ngồi trên nền này mà. Mô Phật, con cảm ơn thầy. À, vậy là Phật, chừng nào cô lên nóc nhà mà chót chót ngồi tụng mới là cao. Còn ngồi dưới đất này tụng vẫn là thấp như thường. A Di Đà Phật. Lấy cô tụng vậy nó cao nè. Nhìn lên. A Di Đà Phật. Con pháp danh Minh Độ. Dạ. Có một vài ý kiến góp ý với quý vị xin hỏi thầy. Chứ quý vị nói mà tụng kinh không có mỏ, không có chuông á, vậy chứ hệ phái khất sĩ là tụng đâu có mỏ, cũng thành công vậy, cũng dạ, đạt vậy, đâu cần gì mỏ chuông. Chính xác. Dạ. Phương tiện cơ mà. Dạ thưa thầy, chứ hay với cái ăn chay với ăn mặn đâu thành vấn đề vậy, chứ phái Nam Tông người ta ăn chay ăn mặn đó thì dạ chưa chính vì chúng ta khi mà cái dạ, luật các ngài Phật tổ mình nói rất là dễ thương, những gì có sự sống chúng tôi không ăn, câu này không hề có trong sách của chúng ta, nhưng mà ngài rõ ràng ngài nói là những gì có sự sống, ngài cái luật đại từ đại bi là không đụng đến sinh mạng của những người xung quanh. Chúng ta giết sinh mạng là ta hủy diệt cái phương tiện của nó tiến hóa. Cho nên cho dù chúng ta tu trong Nam Tông, chúng ta luyện mật tông gì cũng ăn mặn, nhưng chúng ta tới đó là hết A Di Đà Phật. Bởi vì cái luật của nhân quả hả, còn vay mượn sự sống cho dù gián tiếp hoặc trực tiếp. Cái cơ thể mình là chánh điện của Phật, theo luật là phải sạch. Muốn tiến hóa cao hơn là phải thật là trong sạch tinh khiết. Bởi chư Phật chính là đại trong sạch, đại tinh khiết. Mình phải nâng cao thân xác mình tới tầng lớp nào đó mình mới tiến hóa được. Còn chúng ta cứ theo hệ phái, chúng ta cứ ăn bình thường không ai cấm cả, nhưng chứng tới đâu là các vị đã biết hết rồi. Chúng ta không quyết định là chứng ở cõi nào, ở mức độ nào, nhưng khi còn vay mượn ba tánh chúng sanh hay còn chúng sanh nói chung là chúng ta chỉ tới mức đó thôi, không tiến được. Đó là luật tu. Luật tu là phải tôn trọng sinh mạng chung quanh như chính bản thân sinh mạng của mình. Phật tổ nói rõ ràng, những gì có sự sống chúng tôi không hưởng dụng. Rõ chưa? Nếu chúng ta còn làm, chúng ta cũng được chứng vậy, nhưng ở mức độ nào đó thôi. Có tu là có chứng, tự tu, tự chứng, tự thành, nhưng đều có đẳng cấp của nó cả. A Di Đà Phật, thưa bác. Dạ. A Di Đà Phật, với con còn một cái vấn đề nữa là theo con nghĩ là tu là mình phải sửa mình. Dạ đúng. Là không làm ác, là bố thí, là cúng dường, là dạ, chính xác, những việc thiện. Chứ đâu phải là phải những cái câu niệm Phật A Di Đà Phật là đúng A Di Đà Phật thì mới được. Vậy chứ theo như thầy Trí Huệ kể cho con nghe một câu chuyện là có hiện tại Bạc Liêu, quê hương của thầy Trí Huệ đó, thì có một bà cụ đó giảng khanh như thường. Khi mà bà già rồi đi học không nổi, đi tu đi chùa không nổi, già quá rồi không biết chữ nữa, thành ra gặp một vị sư đó cái chỉ cho bà cụ nói niệm Phật thôi, bà cụ cứ ở nhà bây giờ cứ niệm Phật là thành công. Thì bà cụ nhất tâm niệm Phật nhưng bà cụ quên rồi không biết niệm sao. Bà cụ nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế vậy thì bà cũng Nam Mô A Di Đà Bổn Sư, Nam Mô A Di Đà Bổn Sư. Thì thấy thì bà cái, cũng cái ngộ lắm, cái tâm thức sao rất cho, là hay. Làm sao cho mình nhiếp tâm. Dạ. Dạ, dạ, chứ đâu phải là niệm đúng Nam Mô A Di Đà Phật thì mới được nhiếp tâm, mà Nam Mô A Di Đà Bổn Sư, Nam Mô A Di Đà Bổn Sư. Bà ấy cũng vượt đường thành công. Thầy Trí Huệ nói bà ấy khôn, coi vậy mà bà khôn, bà bị gì niệm hai ông, lần hai ông phải cứu bà. Thực sự như thầy nói Nam Mô A Di Đà Chúa thực sự là đúng, bởi vì cái tâm thức cuối cùng là một chữ thiện lương, nó nằm trong cái tâm thức. Cái thức đó sẽ đưa mình về cảnh giới nào. Cái luật tu niệm vãng sanh á là cái thức cuối cùng sẽ quyết định mình đi đâu. Cho dù mình niệm, mà đặc biệt nhất khi niệm Phật tụng kinh, cần nhất một điều mà chúng ta phải nhớ, phải niềm tin vững mạnh. Niềm tin tạo tác ra kết quả, niềm tin phải thật là vững mạnh, thật là chắc chắn, thì những gì mình mong cầu đều được như ý. Cho nên chính vì đó mà mẹ Quán Thế Bồ Tát ngài mới nói một câu rằng là
Nếu mà con tụng đại bi bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh, những gì cầu nguyện của con sẽ được tụ thành. Nếu không tụ thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Ý của Ngài nói là nếu con dùng cả cái tâm tư để niệm chữ mệt mỏi thì niệm một câu bằng cả tấm lòng con tim trí tuệ, thì cái thức cuối cùng là thiện lương, chắc chắn sanh vào cảnh thiện lương. Đó là luật. Cho nên Ngài mới nói câu là dục con dao đồ tể quay lưng lại thành Phật. Có phải vậy không? Khi mà mình dứt ác nghiệp, không còn làm ác, quay lưng trở lại, chỉ niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, thì chắc chắn mình vẫn phải trả quả, không trốn được, nhưng mà chắc chắn rằng cái quả tốt lành cuối cùng mình nhận được là Phật quả. Mình vẫn phải trả, trong lúc mình tu học, mình vẫn phải trả những gì mình đã vay mượn tạo tác. Đó là luật. Luật nhân quả không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai. Nếu trong lòng chỉ có Phật không thôi, thì chắc chắn quả báo trở về là Phật, như cái cụ già mà huynh mới nói đó. Trong đầu bà chỉ có Phật thôi, thì chắc chắn quả Phật sẽ trở về. Cho nên Thường Bất Khinh Bồ Tát dạy chúng ta cũng vậy, nhìn mọi người là Phật, nên biểu lộ cái tánh khiêm nhường kính trọng. Chính điều này giúp cho mình không phát sanh lòng tự cao tự đại, bởi vì mình biết rằng là tất cả những người chúng trước mặt chúng ta đều là Phật. Phật của ngày hôm nay, hoặc là ngày mai, hoặc trong tương lai lúc nào đó. Huynh đệ tụng Pháp Hoa phải hiểu rõ ràng điều này. Tụng Pháp Hoa Hoa Nghiêm cũng vậy, không phải lên trên trời tụng mới là cao. Tụng càng yêu thương bá tánh càng nhiều mới là cao. Cho nên người tu càng giỏi càng lùn, người tu càng giỏi càng thấp, người tu càng hay thì càng dở. Đó là người tu. Tu không có thắng, không có thua. Tu không có hơn, không có thua, không có bại, không có thắng. Nhớ không? Người tu là an lành, ai cũng được hết trơn á. Thành ra thì tặng cho vấn đề một câu nữa là người tu nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống hết chắc ăn nhất. Đó là người chân tu. Một người chân tu là nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thua hết. Mọi người, một vị này đã chứng đắc, nhớ không? Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Hỏi tiếp đi huynh đệ, hỏi tiếp. A Di Đà Phật. Rồi đưa cái microphone cho con. Cảm ơn huynh đã hỏi câu lời lạc cho huynh đệ. Niệm Phật là phải có lòng tin vững mạnh, nghe chưa? A Di Đà Phật. Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bạch thầy, con pháp danh Ngọc Cần. Con có nghe nhiều đĩa của thầy giảng, nhưng con còn thắc mắc ngay chỗ này. Như thầy giảng là hồi mới tiếp thu, giận không? À, vậy đâu Phật. Mới tiếp thu đó, giáo hội Phật giáo có công nhận cho tu sĩ và quý sư ni được ăn hột gà công nghiệp, nhưng mà con chưa dám ăn. Con nghĩ là dạ, 1972 giáo hội Phật giáo Việt Nam trước giải phóng đã cho người ta ăn rồi. Mô Phật. Dạ con nghĩ nếu mà không có máu thì sao nó ra con nữa thầy. Dạ nghe đây, ra vậy đâu Phật, ngồi xuống. Bây giờ thầy hỏi câu này cô trả lời, tự nhiên câu trả lời cô sẽ thành hình. Bây giờ con gà nó không có trống ấp được không? Tự động thúi đúng không? Đúng không? Đúng không? Con gà không trống ấp được không? Thành nở con không? Áo đó. Nhưng mà hình thức là cái trứng gà. Tại vì nó không sinh không dưỡng, trứng gà không trống. Con gà mẹ tự đẻ ra, nó tự sinh tự diệt, tự động nó thúi, hết chuyện. Cho nên ổng coi kỹ rồi mới cho phép, thực sự cho phép 1972 rồi. Trong đó nó không có sự sống, tự động nó hủy, một ngày nào đó đúng mức nó chết. Hiểu chưa? Thì giống như trái táo, trái mận rớt xuống là nó thúi thôi. Cho nên cứ ăn không sao. Nếu chúng ta tu sạch, tu chay 100% á, thì những gì nè, sữa bò không được uống, cheese, bơ, format không được ăn, mọi thứ dính líu trong thịt và bá tánh là không, chúng thanh là không ăn. Đó là tu sạch 100%. Còn tu lần thứ hai á, là mình có thể ăn cái lặt vặt cái kia, ăn thứ ba á, là tu chay là có thể ăn trứng này trứng kia là không trống, nhớ không? A Di Đà Phật. Rồi yên tâm đi nha. A Di Đà Phật. Dạ. A Di Đà Phật. Theo như cái vấn đề ăn trứng đó thì con cũng có nghe một vị cao tăng ở trên giáo hội Phật giáo Trung ương là vị hòa thượng nói rằng á là bây giờ chúng ta bán ngoài chợ biết cái gà nào là công nghiệp, gà nào không gà công nghiệp. Dạ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bây giờ trứng gà công nghiệp màu xanh hay là trứng gà công nghiệp, mà trứng gà không phải công nghiệp thì màu vàng. Có màu xanh màu vàng thì chúng ta phân biệt được. Chứ nếu lỡ chúng ta đập ra rồi chúng ta thấy cái trứng nó có cái ngòi, tất nhiên là trứng nở, chúng ta vô tình chúng ta sát sanh. Dạ. Thành ra ăn chay thì theo như hòa thượng nói là không phải là chúng ta ăn là cứ những cái món đồ mặn, nhưng mà chúng ta tịnh tâm, đừng có nghĩa là ăn những đồ kích thích đó là vô, thành ra nó sanh ra con người sung lên, nó thành ra nó. Dạ thưa, ngộ lắm. Chúng ta ăn sạch, làm sạch, nói sạch, nghĩ sạch. Quân đệ tu đúng đi. Thì bồi bàn bưng cái dĩa 10 cái cuốn chả giò cho thầy, dắp đổ lên bàn á, thầy kêu đệ tử cầm lên cắn đi, nó hư đó con. Đệ tử thì cầm cắn lên phối ùm mà chả giò hư mà vẫn còn đem lên, rồi nó không có biết, trong nhà hàng nó không biết. Nhưng huynh đệ tu giỏi đi,
người ta bưng cái món gì lên mình biết cái gì trong đó đó. Bây giờ trong 10 một cái chả giò đúng không, trong đó có hai cái mặn phải không, thầy cũng biết nữa đó. Còn trứng á, dọn lên cho thầy, thầy biết trứng có trống hay không trống đó. Tức là mình sẽ biết hết cái tánh linh cho mình biết. Việc nhất mình ăn sạch á, lỡ trong đó có tỏi cái hành á, cái miếng cuối cùng nằm trong răng mình là hành với tỏi không vô trong bụng được. Mà đây là mười mấy hai chục năm là như thế. À, lỡ ăn vô là nó có là dính trong răng, nó không vô bụng. Các ngài đã chọn lựa hết cho mình rồi, cho nên mình phải giao thân mạng này cho chư Phật. Các ngài chăm sóc mình để mình làm phương tiện, làm việc cho bá tánh chúng sanh, để báo hiếu chư Phật. Cho nên chúng ta được các ngài gia hộ, dạy dỗ, hộ trì, giúp đỡ, bảo vệ tuyệt đối luôn là như thế. Cho nên ráng tu cho giỏi vô, để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, tạo phước cho gia đình con cái của mình, nhớ không? Còn ăn, đi mua thì phải kỹ lưỡng. Bây giờ cái gì cũng có độc cả. Hở ăn trật là coi chừng mình tự mình giết mình thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Này câu hỏi rất là tức cười mà cũng hơi mâu thuẫn chút xíu. À, sẵn đây thầy nói lại, thầy có lên Phoenix cái chỗ thầy có giảng, thầy có ở bên Mỹ có mong thầy rất là ngộ. Kêu Phật tử đi thọ Bồ Tát giới đi, không cần tụng kinh ăn chay cũng thọ Bồ Tát giới được. Câu này thật là phỉ báng Phật pháp, phỉ báng Phật giáo. Rất là phỉ báng, thọ Bồ Tát giới không ăn chay, tụng kinh niệm Phật cũng được. Đau khổ không? Rất là đau khổ cho cái vị đó, tội nghiệp cho cái vị đó. Thầy mới nói rằng, nếu chúng ta thọ Bồ Tát giới rồi, không ăn chay, tụng kinh cũng được. Thôi vậy thì thổ mẹ nó trư bát giới cho rồi đi. Cũng giới mà giới trư bát. Cũng bát mà. Nay Bồ Tát giới thọ, mình đi thọ bát quan trai thôi, thọ đại trư bát giới cho rồi. Cần gì phải tụng kinh niệm Phật phải không? Vậy đặt cái giới làm gì? Mà nói được như vậy không á? Hay thiệt. Còn chúng ta niệm Phật vãng sanh vậy, thầy mới nói xong. Thực sự á, tụng, mình đọc kinh lớn là gọi là tụng, mình niệm đầu nhỏ nhỏ gọi là niệm. Thực sự tụng niệm là một thứ, mà thằng thì la to, thằng này niệm âm thầm, cũng thứ thôi. Nhưng mà cái thằng cha cho làm biến quá, tụng mấy miệng cho nên thôi niệm mẹ cho rồi. Nam Mô Di Đà Phật niệm nhỏ nhỏ thôi. Làm biến tụng cuốn kinh nó dày quá mà thôi niệm ngắn hơn. Thực sự chúng ta tụng niệm là một. Mình tụng lớn quá gọi là thanh trì tụng cho mọi người nghe. Tụng vừa nghe là kim cang tụng. Niệm tụng nhỏ 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 gọi là niệm trì niệm thì giống nhau thôi. Nhưng mà người thế gian phân làm niệm Phật gọi là tịnh độ. Còn tụng là gì? Cũng tịnh độ nhưng mà nó la to hơn chút. Hiểu không? Nó mở cái vô bự hơn chút. Tụng niệm là một. Nhưng thằng thì la to, thằng này nói nhỏ. Nó là một thôi, nhưng mà tự đặt tịnh độ. Bây giờ muốn tụng kinh gì cũng được, miễn làm sao mình an lành hạnh phúc là đủ. Đồng thời mình phải biết yêu thương bá tánh chúng sanh. Khi mình tụng bất cứ loại kinh gì, mình phải biết yêu thương bá tánh chúng sanh, đó là chánh pháp. Và mình tụng kinh gì mà mình lụ đạn hay là mình sống tầm bậy tầm bạ, mình coi thường bá tánh chúng sanh, mình đi vào tà pháp rồi, nhớ chưa? Rồi đừng có nghĩ rằng là ai có quyền nói mình được vãng sanh hay không vãng sanh. Ai có quyền nói câu này? Ông Phật còn chưa thèm nói nữa. Mày đặt nói là thọ Bồ Tát giới không được vãng sanh. Không ai có quyền quyết định người nào vãng sanh, người không vãng sanh. Đừng có nghĩ rằng mình đứng niệm cho người ta vãng sanh, mình cũng vớ vẩn. Mình lấy tư cách gì mình niệm cho người ta vãng sanh? Mình còn chưa xong đây. Ở trong người tu á, thọ 200 năm tục giới nó gọi là tỳ khưu. Nhớ không? Vị này thọ 200 năm giới, còn ly là 300 năm chục giới. Còn bên cư sĩ chúng ta có cái giới gọi là kỳ khu, là kỳ cái khu mình cho sạch đi rồi kỳ khu người khác. A Di Đà Phật. Cái khu mình chưa xong để nói người ta, mình niệm Phật chưa tròn còn nói ông niệm vậy ông đi vãng sanh. Người tu mà tu mê muội là thấy người ta tu bắt chước tu theo, gọi là tiến lên hàng đầu. Hàng đầu không biết đi đâu, đi đâu ta không biết, ta cũng tiến lên hàng đầu luôn. A Di Đà Phật. Tu phải biết đi đâu, không cần phải xin đâu hết đó. Mình làm tròn bổn phận người con đối với Phật. Phụng sự bá tánh là báo hiếu chư Phật, bởi chư Phật chính là bá tánh, bá tánh chính là chư Phật đó. Cái câu này có hiểu không vậy? Phụng sự bá tánh chính là báo hiếu chư Phật, bởi vì bá tánh chính là Phật, Phật chính là bá tánh mà. Thế nên mình làm tròn bổn phận đối với bá tánh chính là mình báo hiếu chư Phật rồi, mấy ổng là Phật mà, phải không? Câu này đâu có gì đâu khác biệt. Nghe nó cao lắm, thật sự nó lùng sủng mà, thấp chổng mà. Phụng sự bá tánh chính là báo hiếu Phật, bởi vì mấy ổng là Phật nè. Mà Phật chưa thấy Phật của mình thôi thì còn là bá tánh. Khi thấy Phật rồi thì là không còn bá tánh nữa, có phải vậy không? Bá tánh cũng là Phật, cũng là bá tánh. Hả? Giác là Phật, mê là bá tánh. Bây giờ quý đệ tự chọn giác hay mê đi. Nói nhiều chi, A Di Đà Phật. Cho nên á,
tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành, làm hết bổn phận cho bá tánh chúng sanh, thì mình đi đâu chư Phật đã biết rồi, cần gì phải xin, có phải vậy không? Mình là con cổng, mình có quyền quyết định, con đi về nhà khóa cửa, không mở cửa thì chúng ta khóc, vậy thôi. Mình quyết định là con của ba mẹ phải về nhà, từ pháp giới phải trở về pháp giới, từ cha mẹ phải trở về cha mẹ, đó là luật quyết định như vậy. Sống tròn bổn phận người con đối với bá tánh chúng sanh, đối với chư Phật thì mình có quyền trở về cha mình mà, phải ngang nhiên trở về mà không cần phải khóc lóc van xin gì hết, không cần phải xin ai hết. Tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành là có quyền trở về với cha mẹ của mình đúng ngày đúng tháng. Nam mô A Di Đà Phật. Ai cũng có quyền trở về với cha mẹ của mình cả, nhớ không? Không ai có quyền quyết định là ông niệm như vậy không được về đâu, vớ vẩn, nhớ không? Ai cũng có khả năng trở về với cha mẹ của mình hết. A Di Đà Phật, kính thưa thầy, phải nói là con là một Phật tử, con rất là ngưỡng mộ thầy. Với cái thần thức của thầy, mặc dù tuy lớn tuổi nhưng mà phải nói là thầy rất là trẻ và khỏe. Dạ. Cho nên ở đây, nha. Dạ. Ở đây con cũng muốn là thầy chia sẻ cái bí quyết mà thầy ngoài tụng kinh niệm Phật ra thì thầy còn có giữ gìn sức khỏe bằng cách như là tập thể dục hoặc là ngồi thiền hay là bên yoga hay như thế nào, thì thầy có thể chia sẻ một vài bí quyết. Thầy bởi vì đa số ở đây thì cô chú lớn tuổi thì hầu như người nào cũng có một vài thứ bệnh, ví dụ như là bị đau lưng, đau khớp hoặc là tiểu đường vân vân. Kính bạch thầy có thể chia sẻ cho con. Thực sự thầy mới nói nãy mình biết thân xác mình là chánh điện của Phật, có phải vậy không? Mình biết giữ gìn cái này chứ, cái này là phương tiện duy để chúng ta học đạo. Nếu phương tiện này không trong sạch mạnh khỏe thì điều kiện cơ hội chúng ta học rất là ngắn. Cho nên phải biết giữ gìn là sáng tập, rảnh rang thì tập cái trí tuệ, tánh hạnh của mình. Nói như đó cũng thôi, mình cũng sạch rồi, cũng được rồi. Bên cạnh đó tập thể dục khi rảnh rang, đừng có làm biếng. Làm biếng là chủ nhân của bệnh tật. Đừng có lười, lười sẽ giết chết đời tu học của mình. Người tu không lười được, nhớ không? Đồng thời những gì không tốt không bỏ vô cơ thể. Cơ thể mình là hay ăn không tốt là nó đẩy ra ngoài bằng mọi cách. Cho nên nếu mà người tu hiểu được luật thì không được uống rượu, không được hút thuốc, không được ăn những cái vớ vẩn để làm cho hư cái chánh mạng, cái chánh niệm của Phật. Đàn bà cũng vậy, những gì không tốt lành đừng có bỏ vô. Đồng thời quan trọng nhất là cái thái độ sống. Thái độ sống là vui vẻ, hạnh phúc. Nó có rất là hay. Nó có hai cái cột mốc. Thứ nhất là bên tay trái này, nếu chúng ta sống bi quan, đau khổ, muộn phiền, thù hận, ganh tị, tranh chấp, mưu mô xảo trá lừa gạt, thì cơ thể mình mất rất nhiều năng lượng. Mà tế bào cơ thể mình rất là cần năng lượng để sống. Nếu mà mình sống với những cái thái độ này thì cơ thể mình mất rất nhiều năng lượng. Cho nên cơ thể tế bào nó chết rất là nhiều. Nó gọi là thoái hóa, nó già đi. Thầy lặp lại, nếu chúng ta có những tư tưởng thù hận, ghen tuông, ganh ghét, mưu mô xảo trá lừa lọc, bi quan, buồn phiền đau khổ, thì cơ thể mình già rất là mau. Năng lượng không có cho nên tế bào chết lẹ lắm, nó gọi là thoái hóa. Thay vì mình để cho cơ thể mình mất năng lượng và thoái hóa đi, thì chúng ta phải tập sống vui vẻ, hạnh phúc, an lạc, rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Đó là những cái đức tánh này giúp cho cơ thể mình phát triển năng lượng. Nhờ năng lượng nhiều cho nên tế bào nó khỏe, nó mạnh, nó không bị chết nhiều quá. Vì năng lượng nhiều như vậy cho nên tế bào mình nó mạnh khỏe, nó mới sáng được. Cho nên mình trẻ. Chính vì nên chúng ta phải chọn lựa sống vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan, an lành, kiêm nhường, tôn trọng, quý mến huynh đệ ba tánh chúng sanh để giúp cho mình khỏe mạnh là nhờ những tư tưởng tốt lành này. Bên cạnh đó chúng ta phải ăn những điều tốt là những cái sạch, làm sạch, nói sạch, nghĩ sạch để giúp cho tư tưởng tánh hạnh của mình trong sạch tinh khiết, thì chắc chắn mình sẽ khỏe mạnh trẻ. Còn nói đẹp thì không dám nói, nó cũng vậy à. Trẻ khỏe là đủ, nhớ không? Còn đẹp chuyện đó để mấy ổng tính. Có người nói thầy răng giả, có người rình thầy. Con của Trung Ngộ đâu? Nó đi Nha Trang với thầy một tuần, nó rình thầy coi thầy có lấy răng ra chà không. Mà thầy vẫn chà, nói vô lý, tại sao 62 tuổi mà răng vẫn như vậy mà không hư, không sâu. Nó vẫn đều mà bằng phẳng, giống y răng giả. Ở trong đây cũng người nghĩ thầy răng giả này chứ phải không đâu, đúng không? Răng giả làm sao mà đều như vậy, răng thiện sao đều vậy phải không? Bằng phẳng à. Rồi cách đây một tuần có người hỏi thầy, mẹ của con sư phụ là răng giả đó, con coi mà đâu phải đâu, thiệt mà. Tụng kinh nhiều răng siêu Phật ban cho mình, cho nên mình phải tận dụng những quyền lợi này để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh. Dùng mình để làm phương tiện, thí dụ, mình phải khỏe, phải mạnh, mình nói người ta mới nghe được chứ. Thí dụ bây giờ, Trung Đạo là huấn luyện viên khí công,
thầy hướng dẫn sức khỏe. Thích Trung Đạo, ông bước ra ông đi lụm cụm. Kính thưa quý vị khỏe không? Còn tôi gần chết mẹ nó rồi. Thì làm sao giảng sức khỏe cho ba tánh huynh đệ? Nói là tôi tụng dữ lắm cho nên tôi mới tàn tệ vậy nè. Tôi tụng riết mà tôi muốn tàn tạ luôn cuộc đời. Thì còn làm sao mà gọi là quảng cáo cho Phật Pháp được? Có phải vậy không? Chứ Trung Đạo đi quảng cáo cho Phật Pháp là chia sẻ những cái hiểu biết, chứng nghiệm cho huynh đệ. Mà Trung Đạo ngồi đây lụm khụm, răng cỏ rụng hết, da nhăn mà mắt sụp mí, mắt lé mà mờ nữa. Làm sao quảng cáo cho Phật Pháp được? Phải vậy không? Thì chúng ta phải cố gắng làm sao cho thân thể mình khỏe, mạnh, trí tuệ sáng suốt. Lúc đó mình mới có cơ hội biểu lộ chánh pháp được. Mình mới nói, tôi tụng kinh này nè, tôi được như vậy nè. Thì huynh đệ mới theo chứ, đúng không? Đúng không? Thì chúng ta là những người đại diện cho Phật Pháp. Mình phải biểu lộ chánh pháp bằng cách là để cho thân mạng mình khỏe mạnh trong sạch. Nhìn ai nhìn cũng thấy khỏe là được. Đó là mình đang quảng cáo cho Phật Pháp đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Gần cái trống á dạ. Được chưa cô? Về nhà tập thể dục nhiều vô. Tập cái bài khí công của thầy đó. Bài Phật gia khí công trong mạng có gì á. Tập cho nhiều vô rất là khỏe nha. A Di Đà Phật. Dạ. Mà ngộ lắm. Càng tập nhiều cái đầu càng bóng, cái mặt càng bóng, không biết làm sao nữa. Năng lượng mạnh là cái đầu nó bóng. A Di Đà Phật. Con có coi internet thầy dạy 49 ngày tụng cho Cửu Quyền Thất Tổ đó thầy. Nhưng mà con có tụng nhưng mà cho Cửu Quyền Thất Tổ mà thường thường nằm mơ thấy toàn là khi ông bà hay là cha mẹ hay là mình chết đó thầy. Mình thấy hoài mà cũng như là có được siêu sanh tịnh độ không thầy? Có hai cách thấy. Bây giờ huynh đệ, tất cả bổn phận đầu tiên người Phật tử thuận thành chân chính là chúng ta phải biết cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình đồng được no đủ và siêu sanh. Cái luật tụng là tụng 49 ngày, sau 6 giờ chiều để ba chén cháo lên bàn thờ, chỉ xuống muối gạo tụng. Nếu huynh đệ thành tâm một lòng một dạ cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ thì thật là đại phước cho các ngài có cơ hội siêu. Cho nên khi trở về có hai hình dạng. Nếu huynh đệ thấy những ông bà nào không biết thì ông bà cố tổ mình đâu biết đâu. Mà về 20-30 người, 50-60 người mà mặc đồ đẹp, mặc đồ lam như nè, hay mặc đồ sạch sẽ, vui cười trước mặt mình á, rồi tụ tập lại ăn uống vui vẻ là biết các vị chuẩn bị đi đó, chúc mừng. Còn về mà thấy ông nào tùm lum về gặp mà mặt mày đen từ lùi, mà mặc đồ dơ dáy mà buồn phiền cái mặt buồn á, là biết chưa đủ, tụng vậy sẽ được các vị về báo. Mà các vị rất là hay, rất là sòng phẳng. Khi huynh đệ tụng giúp cho các ngài siêu, các ngài quay trở lại giúp cho con cháu hưng thịnh, bởi vì luật nhân quả, các ngài rất là tuân thủ. Hẳn người ta giúp mình siêu, mình quay trở lại mình làm việc. Cho nên gọi là âm siêu dương mới tới. Nếu âm không siêu thì dương què quặt. Suy nghĩ đi rồi tự làm. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, thưa cô. Dạ, thưa thầy, con dạ. Xin hỏi thầy, con có người cô á thầy. Cách đây 4 hôm mới cô bị đang mạnh khỏe mạnh như đó, rồi cái bị xuất huyết não. Dạ, đang nằm cấp cứu á, con xin thầy. Mà bà có tụng niệm kinh gì không? Dạ, em không trai? Biết, không biết tụng niệm kinh. Không biết tụng niệm kinh, không dạ. Gì hết hả? Tôi dạ. Coi như là mình coi như là cái nghiệp nó tới vậy đó. Dạ, bây giờ con làm cách nào để mà dạ thưa cô, bây giờ bà xuống cái não bà đâu có nghe ai đâu, cái thức bà đâu có nhớ biết gì đâu. Dạ, mà chỉ là nằm gì? Còn thở nhưng mà không có tỉnh lại. Dạ đúng, ngày. Bây giờ cô cứ cầu nguyện hồi hướng chuyện đi. Rồi phước báo bà còn bà nhận được, còn không chuyện đó của nhân quả với lại cái chuyện đó của mấy ông địa tạng làm việc này không biết. Dạ, thế lúc mà vô săn sóc cô á thầy, mình có thể mình nói nhưng mà cô có nghe được kệ không đó mình thầy? Để lỗ tai bà mình niệm vãng sanh đi. Dạ. Niệm vãng sanh đi, chúc cho ăn gia trái chủ bà tiêu trừ, mình cứ niệm như lỗ tai bà đi. Nếu mà bà còn nghe được thì phước dạ. Bà có thể là vãng sanh đó. Dạ. Niệm vãng sanh quyết định chân ngôn, thứ nhất là giúp cho bà giải trừ ăn gia trái chủ, thứ hai giúp cho bà đi lẹ lẹ lên nhẹ nhàng hơn. Dạ. Nha. Dạ. Nếu bà tới lúc rồi đó thì bà đi bà vui vẻ thì nó khỏe đó. Mà nếu bà nghe được tiếng niệm đó cũng là phước. Làm được gì cứ làm nha. Dạ. Lợi lạc cho người thân cứ làm. Bây giờ là Phật chúc dạ. Con may mắn nha. Dạ, dạ. Con cảm ơn thầy. Dạ, tụng kinh cho giỏi vô để cái lời nói mình có điểm mạnh mẽ hơn nha. Bây giờ Phật. Còn khi xảy ra chuyện rồi mới biết niệm Phật thì hơi muộn. Tại sao còn khỏe không niệm Phật cho nó khỏe luôn đi. Chờ lúc có chuyện bắt đầu lết bằng mo, bò bằng mũn nó mới rên rỉ là sao? Không hiểu. Chờ khi mà đụng chuyện mới nói, má ơi con đau khổ, khóc hồ hộ nói. Lúc mày khỏe tao nhắc mày, mày đâu có nhớ đâu, phải không? Có tiền có bạc chạy nhau ngoài đường coi bá tánh không ra cái ôm vậy chừng nằm xuống lúc đó mới thấy đau khổ đó. Cái đau khổ này là cái ông Phật trong người mình đau khổ đó, chứ không phải mình. Lúc mà nằm một chỗ rồi mà còn hiểu biết chuyện đó, tại sao người ta đi qua đi lại người ta cười nói ta giỡn đang uống là còn mình nằm một chỗ mình ngó qua ngó lại không làm được gì. Cái hận sân trong này nó càng lúc càng lớn, cho nên cái nghiệp nó chồng chất.
cái người mà biết đau khổ là cái ông Phật trong này đau khổ, còn cái thằng mà nằm đó nó không biết đau khổ đâu. Cái sự hiểu biết trong mình đau khổ là ổng đó. Đau khổ chưa thấy tội nghiệp ông đó chứ. Lúc còn khỏe không to nằm chỗ rồi. Cái người mà đau khổ nhất chính là ông Phật của mình á. Cái nhà của ông đã tàn lụi nằm đó không biết lúc nào đi, muốn chết không được, muốn sống không được. Đó là sự đau khổ cực cùng của con người, là vô cùng tận của một người không sống được, không chết được. Thật ra phải cố gắng tụng kinh bây giờ để đừng bị như vậy. Pháp môn vô lượng thì học nè bà ơi. Thấy người ta đau khổ, người ta làm mình đau khổ, nguyện không làm ai đau khổ hết. Thấy đời này không ghét ganh ghét với ai. Thấy người ta làm cho mình đau buồn, nguyện đời này không làm cho ai đau buồn. Đó là pháp môn vô lượng thầy huyện học đó bà. Hiểu không? Bà ơi, bà hiểu thầy nói không? Dạ, A Di Đà Phật. Cho nên những gì mà người khác làm mình đau khổ, đã đau khổ rồi, nguyện đời này không làm ai đau khổ hết. Thấy người ta hận thù vì không lý do hận thù, nguyện đời này sẽ không hận thù ai. Thế ta ganh tị mưu mô xảo trá với mình, nguyện đời này không ganh tị mưu mô xảo trá với ai. Đó mà là người có trí và học từ những cái không tốt lành để đời mình tiến hóa, thăng hoa. Đó là người học trong Phật Pháp. Chứ còn người ta trả thù, mình trả thù lại, mình là tiểu nhân rồi. Đừng bao giờ dùng câu tiểu nhân là trả thù 10 năm chứ mà quên đó, quân tử chứ quên đó, lộn tiểu nhân. Chứ có thằng tiểu nhân mới trả thù, thôi còn quân tử làm gì trả thù. Vì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thằng quân tử không bao giờ trả thù, chỉ có thằng tiểu nhân mới trả thù thôi. Quân tử làm lơ đi mất. Nam Mô A Di Đà Phật, thôi kệ nó đi, mất chứng gì phải lo. Phải không? Người ta người niệm Phật tụng kinh rất là dễ chịu, chuyện gì cũng ok hết là được rồi. Mắc chứng gì phải biết, chi nhiều không cần thiết. Bây giờ huynh đệ, trung đạo khuyên huynh đệ, những gì không có trong cái việc tu để cho người tốt á, bỏ. Để đừng đem thêm rác rưởi cho cái đầu này, nó mất công, nó chỉ biết niệm Phật yêu thương bá thánh là đủ rồi. Đơn giản mộc mạc dễ đi hơn. Hiểu không? Đơn giản, càng đơn giản, càng đơn giản thì càng tốt cho việc tu học của mình. Thôi, A Di Đà Phật, để khỏi sanh phiền não. Biết chỉ cho nhiều, hồi xưa biết một đống giờ sợ muốn chết luôn, dục qua hết bên đi, đi thẳng luôn. Rồi vô trung đạo, không trái, không phải, không trên, không dưới. Không giàu, không nghèo, không sang, không hèn, không giỏi, không dở, không thắng, không bại, không hơn, không thua. Thầy đọc câu này là bà sẽ hiểu tại sao. Chợt sinh ra với hai bàn tay trắng. Mình ra thế gian có cái gì không? Trần truồng đâu, có quần áo đâu. Khi lìa trần cũng trắng đôi tay. Khi chết rồi có đem gì theo không? Cũng không. Trần gian ai dở ai hay. Giàu hèn chết cũng tán thay ngoài đồng. Chết rồi thằng giàu cũng ra ngoài đồng, thằng nghèo cũng ra ngoài đồng à. Chứ đâu có đi đâu, đâu lên trời đâu. Hả, nằm xuống rồi thằng nào cũng ra kia cho run dế nó ăn sạch hết luôn. Giàu hèn cũng vậy à, thằng đó đón nào chung trên trời, phải không? Cho nên á, trần gian ai dở ai hay, không ai dở mà ổng hay hay đó, chết rồi cũng làm mồi cho run dế thôi. Cho nên là giàu hèn chết cũng tán thay ngoài đồng là vậy đó. Trung đạo hiểu được lì từ hồi 14 tuổi, cho nên kể nó đi, ai hơn cho mình cũng cho nó hơn cho rồi, hiểu không? Nên ra thôi kể nó đi. Cái gì đó lợi lạc cho ba tánh cứ hỏi nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin hỏi một câu là khi mà heo, gà, vịt còn sống mà ngoài chợ người ta làm đó, chết rồi đó, mà mình mua về mình ăn vậy đó, mình có độc? Như trung đạo có ai mời ăn thịt đâu, phải không? Như tất cả chúng ta không ăn hết cái chợ này, nó sẽ không ăn thịt, bán đậu hũ không à. Bây giờ thì nói thiệt nha, bây giờ cái chợ đây đúng không, bây giờ chung quanh chợ này đi, đừng có người ngoài vô. Nó để bày thịt ra 4-5 ngày mà không ai tới mua, mà toàn là ăn mua đậu hũ không thôi, thì tất cả người sẽ bán đậu hũ hết. Mà cạnh tranh bán rẻ hơn chút xíu nữa. Thử làm một năm sau đi, không ai đem thịt tới đây bán đâu. Phải đúng không? Đúng không? Thế như là Phật hiểu rồi ăn. Như là Phật. Dễ hiểu vô cùng. Có ai mời trung đạo ăn thịt bò thịt gà đâu, biết không, ăn chay mà. Mình đi ngang, mình thấy miếng thịt mà mình thèm chảy nước miếng là biết rằng là ác niệm mình vẫn còn đầy rẫy đó nha. Thấy chúng sanh mà chảy nước miếng là biết là ác niệm mình vẫn còn đầy rẫy. Bao tử mình là cái nghĩa địa tập thể đó, A Di Đà Phật. Rồi ai hỏi nữa? Dạ, A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn ngân kính chào thầy. Thầy giảng cái lời vừa cái lời tục mà đưa vào pháp quá hay. Có lịch lại, thầy giảng lời cần tục đưa vào pháp quá hay. Ý con muốn hỏi, bây giờ con hiểu thầy quá. Vô lần rồi, con rất kính trọng thầy. Nhưng bản thân con chưa biết cái tiểu sự của thầy. Thầy nói tiểu sự cho thầy cho con biết. Nó bộ gì đó Phật. Biết cái gì hả? Dạ, tiểu sự của thầy cho tụi con biết. Trời đất ơi, cái thằng lộn xộn mày nghe chỉ mất công mệt lỗ tai.
nó chết từ đời nào đâu ông ơi? Thằng khỉ nó chết từ lâu rồi. Cái thằng xưa nó chết rồi, thằng mới là trung đạo. Thằng kia nó chết lâu rồi, chết từ đời nào rồi, bây giờ không biết nó ở đâu nữa. Còn bây giờ ông này trung đạo mới tin, tu chuyển kiếp mà. Cái thằng lựu đạn nó chết rồi thì con phải còn ngồi đây tu chuyển kiếp. Thầy có giảng tu chuyển nghiệp á, chuyển hết. Ngày xưa nói tao đá mày nha mày là cái chân vô mặt ta rồi. Đó, ngày xưa là vậy đó. Tao đấm mày nha mày là con tay vô con mắt. Tao miệng nói là tay làm, tao nói tạo nghiệp không à, đâu biết mình vô minh đâu. Cứ thấy mình hay mình giỏi, bởi vì mình vô minh cho nên mình tạo nghiệp mình không hay đó. Cho nên dứt khoát không. Giờ cuộc đời mới tin rồi, nhắc chi cái thằng gốm đó. À, thì xin tóm lại cái bài giảng là chúng ta nhắc lại tất cả quý vị chúng ta, cho dù tụng kinh gì, đọc pháp gì, việc đầu tiên chúng ta là chúng ta tập theo cái hạnh của Thường Bất Kinh Bồ Tát, là biết cúi đầu khiêm nhường kính trọng huynh đệ Phật tử trước mặt, bởi vì Ngài biết rằng tất cả chúng ta đều là Phật sẽ thành trong tương lai, cho nên mình tu cái gì mình cũng thành Phật, nhưng mà sớm hay muộn thôi, rõ không? Nhưng mà người tu biết sửa những cái lỗi lầm của mình, những thói hư tật xấu phải bỏ, những gì không cần thiết bỏ liền, đừng có vướng nó, bỏ liền tức thì, có gì cần thiết lấy vào để tiến hóa. Cho nên trung đạo nhắc nhở huynh đệ cố gắng, mình rất là gần gũi chư Phật, bởi chư Phật chính là tình yêu thương và khiêm nhường. Cho nên Thượng Bất Kinh Bồ Tát trong Pháp Hoa chính là cái bài cốt yếu nhất của Pháp Hoa, là dạy chúng ta nhìn huynh đệ Phật tử chính là Phật sẽ thành, và tất cả chúng ta đều là Phật sẽ thành. Cho nên phải biểu lộ cái tánh khiêm cung cung kính đối với huynh đệ ba tánh sanh, để chi? Biểu lộ cái tính yêu thương không phân biệt. Bồ Tát yêu thương ba tánh chúng sanh không phân biệt, bởi mình cũng là ba tánh chúng sanh. Cho nên huynh đệ phải biểu lộ tánh này. Người tu Phật là không hơn, không thua, không thắng, không bại. Hả muốn thắng là bại, muốn hơn là thua, hả muốn cao là thấp. Không phải lùng. Mình muốn cao chúng ta là mình là thấp rồi, thì mình thấp với chính mình. Muốn thắng là mình bại với chính mình, muốn hơn là mình thua với chính mình. Cho nên người tu Phật không hơn, không thua, không thắng, không bại, không cao, không thấp, không giỏi, không dở, không giàu, không nghèo, không sang, không hèn. Rõ chưa? Như vậy mới là đi vào con đường của Phật. Phật tổ đi vào trung đạo ngày mới đắc. Bởi vì mình còn phân biệt, còn kỳ thị, chúng ta còn vướng mắc, còn chê trách, bắt lỗi huynh đệ, là cái bản ngã thấp hèn mình còn. Cho nên Ngài dạy chúng ta tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ, xử mình, sau đó không xử ai. Hay còn xử người, còn nghĩ là cái tôi phàm phu tục tử, bản ngã mình còn, cho nên vẫn còn phải tiếp tục tu đến khi nào không thấy lỗi lầm của ai cả. Lúc đó mới thật sự là Bồ Tát ở tại thế gian. Tìm đâu ở tận chốn non ngàn, ngay trong đời sống sao không thấy, thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian mà, phải không? Đúng vậy không? A Di Đà Phật. Kính chúc huynh đệ mọi sự an lành, thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, Bồ đề tâm kiên định, học đạo tinh tấn để làm việc cho ba tánh chúng sanh bằng lòng yêu thương và tánh khiêm nhường. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chúng ta đồng khởi thân quỳ để đảnh lễ cảm tạ giảng sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những khi quỳ xuống bên thầy, con nghe hạnh phúc đóng đầy trong tim. Bên thầy con thấy bình yên, tâm con rộn rã bao niềm yên vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Hôm nay chúng con đã đủ duyên lành về đây để tu một ngày niệm Phật an lạc lần thứ 37. Và chúng con được hạnh phúc thay hơn được gặp lại thượng tọa giảng sư trong bài pháp sáng nay. Và qua đó chúng con đã được nghe phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, và đặc biệt là những tính khiêm nhường. Từ trong sâu thẳm rạng ngời, ơn thầy dạy bảo suốt đời không phai, bao dung từ ái biện tài, trải lòng khiêm nhận hành, và nghe theo lời dạy của chư tôn đức, chúng con nguyện sẽ được trí tuệ luôn sáng suốt, học đạo được tinh để nhìn thấy bổn thân của mình là Phật, để được sống như các ngài đã và đang sống, để làm những điều các ngài đã và đang làm cho chúng sanh, để được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, và được phục vụ mọi người với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Vâng, một lần nữa chúng con nguyện ý giáo phụng hành, chúng con nguyện cầu hồng ấn Tam Bảo luôn gia hộ cho thượng tọa Pháp Thể Khinh An, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành.
Quý ngài mãi là bậc hướng đạo tỏ đường, giúp chúng con xa nẻo mê lầm quay về biển giác. Chúng con xin đế đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Tâm Di Đà Phật, tâm niệm công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ. Cầu xin chư Thiên chư Phật chư Bồ Tát mười phương gia hộ dạy dỗ dìu dắt huynh đệ học đạo tinh tấn, trí tuệ sáng suốt và tâm kiên định, biết mình là Phật để được sống với các ngài đã và đang sống, để được làm những điều các ngài đã và đang làm cho ba tánh chúng sanh, để được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, phụng sự ba tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối giống như thường bất kinh Bồ Tát. Cái miệng mình ngày xưa chưa có tụng kinh, tụng đầy bi, tụng gì á vậy ha, phàm khẩu trở thành thần khẩu, tụng nhiều năm thần khẩu thành thánh khẩu, tụng nhiều năm, tụng có qua nhiều năm thánh khẩu thành Phật khẩu, nên mình nói là có Phật lực. Ở đây có một huynh đệ giảng hôm nay nè, anh này bình thường lúc mà chưa có biết tụng kinh á là người ăn chơi rất là nhiều, có nói một câu thôi, giờ này chưa còn chịu tu mà làm gì nữa, sao không ngồi xuống tu đi. Mà cái câu này nó lặp đi lặp lại trong đầu của anh tới 2 tuần, ghê chưa. Cuối cùng lên quỳ xuống đảnh lễ xin tu. Bây giờ người ăn mặn, ăn đủ loại con gì mà trong làng trong xã mà đem tới là bán cho ảnh không thôi, ảnh cũng ăn. Mà ăn cá nhỏ là giận hờn không ăn, quay đầu cái 180 độ là chay trường luôn tới ngày hôm nay, là không có còn thèm khác gì nữa đó. Giờ tụng rất là giỏi tới cái lúc rồi. Nhưng mà cái miệng mình đó, khi mình tụng pháp hoa nhiều, đạo hạnh mình cao, đức mình lớn, phước báo nhiều, tất cả những vấn đề tới gặp mình đều, giữa mình với họ đều có cái duyên. Nhưng khi mình vận dụng cái Phật lực, cái Phật khẩu này mình nói đó, thì tự nhiên cái chữ đó đi trong đầu đi lại, họ cứ nghĩ, họ nghe hoài à, cái họ phải làm theo, bởi cái duyên họ đã tới rồi, hiểu không? Thầy huynh đệ, thầy muốn nói điều này, bởi vì huynh đệ đã tụng pháp hoa, tụng dược sư, cái miệng mình đều có thần lực cả, nói là có kết quả, cho nên phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình, không thôi sẽ tạo tác nghiệp quả, nhớ không? Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Cẩn thận, càng tụng kinh càng nói chuyện vui, càng nói tếu, càng tế như Phật, chỉ là 1/1000, 1/100000 thôi. Chư Phật rất là ngọt, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Mà cái lời nói nó nằm trong cái đời này là cả một cuộc đời, nói một câu mấy chục năm nó vẫn còn nằm trong cái đầu này. Thì các ngài nói như vậy, nghĩ lại coi, mình tụng kinh, mình nói vô đầu một người bạn mình nó nằm bao lâu. Ngài nói có một câu thì nó nằm trong cái đầu này hoài à, nằm để lặp đi lặp lại cho mình sống theo cái hạnh đó. Cái hạnh của ngài gọi là tiên sự bỉ hậu bất sự kỷ nha con, tức là trước xử mình sau không xử ai hết. Bởi vì chư Phật không bao giờ xử chúng ta, chỉ có luật nhân quả xử mà thôi. Cho nên các ngài làm theo luật, các ngài tiên sư bỉ trước là xử mình, tụng kinh niệm Phật để giữ tánh hạnh cho mình tốt lành, trong sạch, tinh khiết, để giữ cái hạnh kiểm của mình được an lành, tốt lành, đối xử với mọi người lịch sự, tế nhị, giúp đỡ, rộng lượng, từ bi, bác ái. Cho nên chúng ta phải tập theo các ngài là sửa mình trước, sau đó không sửa ai hết. Nếu chúng ta còn sửa huynh đệ là cái tôi mình còn, cái bản ngã thấp hèn mình còn, cho nên mình thấy người ta có lỗi hoài. Mình tu đến khi nào mình thấy không ai còn có lỗi, chỉ có lỗi của mình thôi, lúc đó mình là ai chư Phật đã biết rồi. Dễ không? Quá dễ luôn đó, Di Đà Phật. Quá dễ. Làm được không mới là quan trọng chứ, phải không? Tu rất là dễ, chúng ta hiểu luật, chúng ta làm theo luật. Huynh đệ có lỗi, mình đâu cần phải nói đâu, mình chỉ cần biểu lộ cái tánh Phật mình cho huynh đệ thấy thôi, là huynh đệ tự hiểu mình làm trật hay làm trúng rồi. Thành ra chư Phật cũng vậy, ông làm thinh ông đâu có nói gì đâu. Đệ tử nó nói sư phụ phải la tụi con chứ, tao còn la tao chưa xong, la tụi bay mắc chứng gì, tôi tốn thời gian, tao lo la tao còn chưa đủ nữa, phải không? Có bây giờ tôi nó nghe thầy la từ nhỏ đâu, mà thầy la một lần là bệnh mấy ngày, có dám la không? Thầy la một lần là bệnh mấy ngày đó. Đệ tử này nè, trước mặt thầy nó cứ móc cước mũi thầy ghê cái đó lắm. Thầy nói mày móc nữa mấy ngày nữa mày bệnh á, nó thọt ra vô bệnh 3 ngày, nói tại sư phụ mà con bệnh á, thì tại mày không nghe lời tao mày mới bệnh. Thấy chưa? Thầy đâu dám la đâu, thầy nói không mà còn bệnh gì thầy la. Đệ tử bên Mỹ thầy nó gọi thầy điện thoại cho thầy, nó than phiền một cái chuyện mà gọi là bức xúc quá đó. Thầy cũng bực theo chuyện bức xúc, thầy la trong điện thoại thôi, nó bệnh 3 ngày. Nó làm cái gì nó cũng nhức đầu, nó thở mạnh nó cũng nhức đầu, nó nhúc nhích nó cũng nhức đầu nữa. Cái nó gọi nó, trời sư phụ la con bệnh mấy nữa, thôi vậy tao xin lỗi, không la nữa, cái nó hết nhức đầu. Cái miệng mình nó vậy đó, thầy đâu dám la ai đâu, mình la mình chưa xong nữa. Thật ra cái người tu phải hiểu luật là cần gì phải la. Tiên sử bỉ hậu bất sử kỷ, trước sử mình sau không sử ai hết, đó mới là Bồ Tát đó. Khi mình không la rầy thì không thấy lỗi huynh đệ, chính là Bồ Tát. Bồ Tát không thấy lỗi có ai hết, cho nên thường bất kinh Bồ Tát cho dù bị mắng nhiếc, bị chửi bới, bị chọi đá, bị đánh đập thế nào, ngài cũng mỉm cười cúi đầu, các vị là Phật sẽ thành, các vị là
Thật sự là đúng như vậy, huynh đệ là Phật sẽ thành mà. Đúng không? À, tu là có à. Tu cỡ nào cũng có chứng hết trơn á. Làm sao làm đừng có nổi chứng là được rồi. Ai đó thôi. Mà người ăn mặn tu sẽ được chứng rất là mau. Nổi chứng á, lẹ lắm. Thì ăn mặn dễ sân lắm. Tại vì thấy không, thử chọi con chó coi mà dồn nó hồi nó cắn mình á. Nếu mình ăn thịt bò đi, ông kia ở ngoài Bắc ông nói á, nhỏ uống sữa bò, lớn là thịt bò, liền cho con bò nó không biết nghe. Ông nói đúng mà, thầy thấy rất là trúng luôn. Nhỏ uống sữa bò, lớn thịt bò, liền cho con bò nó không biết nghe. Giờ con nít nói đâu nghe đâu. Thử coi giờ nít huynh đệ nói nghe không? Không có nghe cha mẹ đâu. Thì cho nó uống sữa bò mà. Ai cười vậy? Đúng vậy luôn á. Giờ con nít nói rất là khó nghe. Nên thôi đừng cho nó uống sữa bò, cho nó ăn thịt bò, lớn lên nó lì như con bò, nó không thèm nghe mình đó. Tức mình thêm chứ làm cái gì. Thì nhắc lại, tụng Pháp Hoa, cái phẩm quan trọng nhất là Thường Bất Khinh Bồ Tát dạy cho mình. Cái hạnh của Bồ Tát đó là Thường Bất Khinh Bồ Tát dạy cho mình phải biết khiêm nhường kính trọng trước tất cả Phật đang sống. Các vị trước mặt là Phật, trung đạo nhìn thấy Phật trong lòng của các vị. Cho dù huynh đệ chưa nhìn thấy, trung đạo cũng nhìn thấy. Nhưng mà trung đạo không phải là Thường Bất Khinh Bồ Tát đâu, là một trung đạo rất là bình thường. Nhưng cái lòng trung đạo lúc nào cũng nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ. Đó là quan trọng nhất, là nhìn được Phật tánh của huynh đệ mình, là mình cho mình có một cơ hội nhìn lại Phật tánh của chính mình. Nhìn huynh đệ, thấy Phật tánh huynh đệ để nhắc nhở mình. Huynh đệ với mình cùng là anh em, cùng có một cái tánh giống nhau, mà thế gian sách vở gọi là Phật. Mà thực sự là cái hồn rất là khôn linh, rất là thông minh, bỏ cái nhà này lấy cái nhà mới liền tức thì. Mà những người tu chúng ta đây á, tu thời gian dài rồi ngộ lắm, lỡ chết nửa chừng phải không? Mình có quyền chọn đi về đâu, về nhà nào, trai hay gái, mình có quyền chọn. Hai đứa đệ tử của thầy nó có bầu, nó hỏi sư phụ ơi, con trai hay gái nó không cần đi đi gì đó, ultrasound tiếng Việt Nam mình gọi là gì, siêu âm à? Thầy nói đằng nó con gái đó con, tới chừng đẻ ra ăn trai. Mà lúc thầy nhìn thầy nói gái, mày thấy bà ni đi vô, mà hai đứa thầy đều thấy ni đi vô. Thì mới chợt nhớ ra là trong Pháp Hoa nói là tu chuyển kiếp. Thì ra hai bà ni tu rồi mới chui vô đó ra thằng trai. Mới hiểu ra thì ra chúng ta tu có quyền chọn lựa đi về đâu và làm cái gì ở nhà nào. Cho nên người tu được một cái quyền lợi lớn nhất là được phép chọn trai hay gái, giàu hay nghèo, thông minh hay đần độn, là người tu có quyền lợi đó. Rồi nếu chúng ta không tu thì chúng ta sẽ chết, rồi trôi lăn trong nghiệp quả của mình đã tạo tác, rồi trở lại thế gian, rồi sẽ trả quả những gì mình đã đem theo. Người chết chỉ còn có một cái duy nhất mà theo thôi, đó là nghiệp. Cái thức mang theo cái nghiệp, rồi sẽ trả quả theo mình đã tạo tác trong lúc sinh tiền. Rõ không? Rõ chưa? A Di Đà Phật. À, đâu có quần áo đâu, đúng vậy mà, phải không? Mà khi chết rồi á, người ta không lấy cái nút lại, không cho đem theo cái nút, sợ cấn đau. Chết rồi mà còn sợ cái nút nó cấn đau nữa. Lạ lùng. Khi ra thế gian thì chẳng có gì. Khi ngủm rồi thì có gì không? Nhưng có một thứ đi theo mình gọi là nghiệp, thức nghiệp, nó không bỏ mình. Bởi vì mình là chủ nhân của nó, là tài sản nhất mà của người ta đem theo qua thế giới bên kia, rồi quay trở lại thế gian, nó gọi là thức nghiệp. Nhưng mà người tu, chúng ta phải chuyển nghiệp. Thì trước thì có giảng bài tu chuyển nghiệp ở đây nè. Ờ, đúng rồi, tu chuyển nghiệp đây nè. Thì mình tu mình chuyển được nghiệp lực của mình từ một cái xấu thành cái tốt, từ một cái tốt thành tốt tốt hơn nữa. Cho nên mình ngồi xuống tu là mình sửa đổi bản thân mình, rồi mình chuyển nghiệp lực xấu thành tốt. Cho nên người chúng ta có quyền chọn lựa đi đâu khi dứt hơi thở cuối cùng. Chỉ chúng ta tu tốt, tu đúng, chúng ta nhìn thấy được bản thể thiêng liêng của mình là Phật, là mình có quyền đi về đâu và không cần phải xin xỏ ai hết, không cần phải niệm Phật để cầu vãng sanh, không cần. Tại sao không cần? Bởi vì bản chất thiêng liêng của mình là Phật. Thì mắc chứng như mình không chịu sống trong thánh Phật rồi đi về với cha mẹ của mình. Trên việc làm chúng ta có hai điều thôi, là nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, hết chuyện. Chuyện còn lại luật nhân quả chư Phật sẽ tính. Đúng không? Thì mắc chứng gì ngồi khóc lóc van xin vãng sanh, trong khi bộ làm mẹ, làm chồng, làm cha, làm anh, làm chị chưa xong mà xin đi đâu? Đúng trách nhiệm hả? Đúng trách nhiệm hả? Chưa gì hết, còn đẹp gái, còn mạnh khỏe, xin vãng sanh là vô lý. Đi đâu? Còn chưa biết nữa mà. Phải không? Không biết Tây Phương chỗ nào mà đi, biết đâu mù mờ, biết chỗ nào là Tây, chỗ nào là Nam, chỗ nào là Bắc, chỗ nào là Đông. Ngụm cái rồi lọt xuống cái chỗ mà kinh khủng nhất, gọi là địa ngục ở tại thế gian á. Dạ. Dạ đúng như nó lụm.
mà mình tu cà chớn là vô thường nó lụm lẻ lắm, lụm đó. Tại vì cái người mình vô minh là vô thường lụm, mà người tu tỉnh thức biết mình đi đâu, làm cái gì. Cho nên tu phải tỉnh thức. Mình tụng Pháp Hoa phải biết rằng mình đang học Đại Bồ Tát Hạnh, mình làm tròn cái nhân đạo, yêu thương bá tánh chúng sanh giống nhau, đồng đẳng, đó là Bồ Tát. Và biết biểu lộ cái tánh khiêm nhường của Thường Bất Khinh Bồ Tát là gặp ai cũng nhìn thấy Phật cả. Và phải biết rằng rõ ràng trước mắt mình là Phật, rõ ràng như thế luôn. Đó là sự thật mà chúng ta không chấp nhận. Vì chúng ta nhìn cái mặt mẹt nó khác nhau nè. Mặt đẹp trai, cười có duyên, thích nó. Còn cười xấu quá, không thích. Cái chỗ đó chúng ta học không tới là vậy đó. Khi mình nhìn ai cũng thấy dễ thương hết, mình nhìn thấy mọi người cũng dễ thương, ai cũng đáng yêu hết, thực sự nó mới chính là Bồ Tát đó. Mà mình phải thực hiện cái tánh này ở tại ngay lúc này nè. Thì để chúng ta nhắm mắt mỉm cười đi là vậy đó. Không những Bồ Tát ở gọi là hữu dư, ngủ một cái Bồ Tát vô dư. Hãy đi thì lúc đi nó dễ dàng nhẹ nhàng, đi đâu cũng được. Muốn đi là đi, muốn về là về. Chọn lựa cái nơi mình muốn đến, nhớ không? Từ bỏ cái nơi mình không thích. Thật ra phải cố gắng giữ gìn cái thân mạng này cho sạch, cho khỏe. Bởi vì cái nhà này chính là nhà của Phật. Cái nhà này chính là một chiếc thuyền vững chắc để giúp chúng ta tỉnh ngộ, đi qua bên kia bờ, nhớ không? Cái thuyền này mà ọp ẹp không đi đâu cả. Cái thuyền này mà nó mục nát rồi, ra biển khổ nó đập một phát lè le từng miếng một, thì làm sao mà có phương tiện tu. Cho nên phải khỏe, phải mạnh, phải sạch, phải thông minh sáng suốt, thì ông Phật trong này mới có cơ hội học được nhiều hơn. Là nhờ cái nhà này sạch đẹp thì ông có nhiều cơ hội hơn, nhiều điều kiện hơn, lâu dài hơn. Còn nếu mà bệnh hoạn đầu gối nhức, lưng đau nhức đầu, mắt mờ, làm sao tu? Chứng tỏ là cái thuyền mình nó cũ rồi, có phải vậy không? Đúng không? Thì ông Phật chính là cái hồn. Nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ trở về với Phật. Còn nếu không hiểu thì cái hồn nó thành ma. Bây giờ muốn đi lang thang hay muốn về với Phật, tự quyết định đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Trung đạo giảng không bao giờ viết bài, vô đây hỏi con câu rồi làm việc luôn, khỏi viết bài gì á, không viết câu nào xuống. Khi chúng ta nói chuyện về đạo pháp, chúng ta dùng cái trí tuệ phàm phu viết xuống thành văn, là mình đã đưa tri kiến của thế gian vào trong việc đạo pháp. Là chúng ta nói không bao giờ vượt qua khỏi cái giới hạn của thế gian. Cho nên không cần viết xuống, chỉ dùng cái tâm tư, cái tự tánh nói chuyện, nói hết, mình sẽ vượt qua thế gian pháp, mình sẽ đi vào Phật pháp, đạo pháp. Rõ không? Chúng ta mới lột trần hết tất cả những gì cần thiết với việc tu học của mình, chứ không cần phải viết đầu bài thân bài rồi kết luận, không cần gì hết á. Hẳn ngồi xuống là nói, mà nói cho nó chuẩn mực đâu ra đó, không dư chữ, không thiếu chữ, không nói cà lâm. Ngồi xuống là nói cho đã đời hết giờ nghỉ. Rõ như vậy luôn. Là ta huynh đệ đã tụng Pháp Hoa rồi thì sẽ được một cái pháp mà các ngài ban cho gọi là vô ngại biện tài. Người ta hỏi câu đó, cho dù mình không học sách nhiều nhưng mà vẫn trả lời lưu loát. Hầu như các thầy, các huynh đệ nghĩ rằng Trung Đạo là người tụng Đại Bi rất nhiều, chỉ biết Đại Bi thôi, nhưng mà thiệt sự là lầm to. Kinh gì cũng biết hết á, chỉ có kinh khủng, kinh dị, kinh tế là không biết thôi. Ba cái đó là không dám biết. Kinh tế, kinh dị, kinh khủng là không biết, nhưng mà kinh gì cũng biết á. Nói chung là mình học lâu rồi, học lâu rồi cái để qua bên. Bây giờ mình đi hành đạo, mình sống trong những cái biết chứ không có dùng từ ngữ nhiều. Trên Trung Đạo muốn mình đệ á, chúng ta học tụng kinh để thụ cái lý trong kinh, rồi biểu lộ mình hành những gì mình đã học được. Chứ đừng có bám vào từ ngữ, rồi chúng ta nô lệ trong từ ngữ, chúng ta sẽ không tiến hóa được. Rõ chưa? Từ ngữ chính là phử, mình coi nó là một cứu cánh, thì hoàn toàn mình sẽ nô lệ vào sách vở, mình sẽ không giải thoát được. Cho nên chúng ta phải nương vào sách vở làm phương tiện để tập cho cái tánh hạnh của mình tốt lành hơn, trong sạch hơn, tinh khiết hơn, trí tuệ hơn, tỉnh thức hơn, để chúng ta có cơ hội trở về với chư Phật, để chúng ta có cơ hội biểu lộ cái Bồ Tát hạnh mình cho ba tánh chúng sanh. Đó là người trí. Còn nếu mình đọc trong sách nói vậy, cái mình nói lại vậy, nhưng mà thực sự mình không đi đâu hết. Thật ra cẩn thận, hãy đọc sách nhiều quá không được làm nô lệ kiến thức của cuốn sách của người ta. Không được lấy sách ra rồi nói này nói nọ nói kia, rồi dùng cuốn sách hơn thua với ba tánh chúng sanh là chết. Nhớ chưa? Như là Phật. Trung Đạo không có cho phép mình gọi là giảng hay là thuyết pháp, chính là đàm đạo với nhau thôi. Biết chút xíu, chia chút xíu, rồi chúng ta có chia sẻ lại. Huynh đệ hỏi những gì cần thiết để mà Trung Đạo chia sẻ, chúng ta nói qua nói lại, nói tới nói lui để cùng chia sẻ với nhau để tiến hóa tu tập. Chúng ta cần phải nói chứ đừng có ngồi lầm thinh rồi bắt thầy nói hoài, thì nói một chiều nó không có hay, nói hai chiều nói qua nói lại. Nhưng mà nói đi chia sẻ, dìu dắt nhau tu học chứ không phải để tua. Nhớ không? Phải là học hỏi
chứ đừng có hạch hỏi là chết với thầy đó. Thầy là một bụng từ ngữ luôn mà. Thực sự mình học tiếng Việt Nam mình là nó là tròn đủ hết, không cần phải mượn của ai. Tiếng Việt Nam mình là tuyệt vời nhất luôn á, hay lắm. Thử tụng kinh cho giỏi đi, tụng đại bi cho giỏi, tụng pháp cho giỏi đi, tự nhiên bao nhiêu từ ngữ của cha sanh mẹ đẻ mình xài hết mình luôn, xài không thiếu cái gì hết á. Bây giờ hiểu cái cốt lõi của Pháp Hoa là gì rồi phải không? Là dạy cho mình cái tánh gì? Khiêm nhường. Dạy cho mình cái tánh nhìn ai cũng thấy Phật. Dạy cho mình cái tánh kính trọng tất cả quý đệ bá tánh chúng sanh. Chứ Pháp Hoa là vua của các kinh. Nếu mà mình tụng xong thành vua của bá tánh là trật rồi. Như vậy là Hoa Nghiêm là gì? Hoa Nghiêm cũng là vua của các kinh vậy. Vậy là ông nào viết cuốn đó ông là vua. Tự nhiên ông thích cuốn đó viết, ông là vua của các kinh. Cái người viết là vua của các kinh đó. Hoa Nghiêm cũng là vua các kinh mà đúng không? Đại Bi là quân sĩ hả? Phải không? Hay là Kim Cang, A Di Đà là quân sĩ, còn cái gì bự là vua? Cho nên chính chỗ đó chúng ta bị lọt vào cái tự cao tự đại, muốn chứng minh là mình tui tụng Pháp Hoa, tụng như gió thổi vậy đó, buông ra không hiểu. Tụng nhanh như chớp luôn, ui 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 ui, hỏi không biết. Vậy tụng làm gì? Tụng giống như con sáo đọc như con vẹt rồi, không hiểu là tụng chi vậy, nó uổng thời gian. Nó phí thời gian xuống đau đít thế bà có nội rồi không hiểu gì hết. Chạy như chạy xô vậy, đem nguyên cái đạo tràng hấp qua tới chùa tụng rầm rồi cái đi về rồi, bệnh nào chứng nào tật nấy. Tụng kinh mà chứng nào tật nấy là nghiệp chướng đeo bu đó. Thấy chưa? Tụng phải hiểu, hiểu phải hành. Tụng Pháp Hoa đừng có đùa giỡn nha. Tụng Đại Bi xong vô Pháp Hoa, khi chúng ta tụng Pháp Hoa phải biết rằng mình đang kính lễ mời các vị Đại Bồ Tát xuống đây chứng giáo cho mình tu luyện tu học. Thành ra tụng xong phải ngồi yên lặng lại để tiếp nhận sự dạy dỗ trong âm thầm. Mình tiếp nhận sự âm thầm đó một ngày một nhiều, nó gọi là tri kiến Phật. Sự dạy dỗ trong tâm linh chỉ có một cá nhân mình hiểu thôi. Mình ngồi yên đó mình sẽ hiểu được các ngài dạy cái gì. Và các ngài phải nhớ, huynh đệ phải nhớ rằng khi mình nghe một câu ngắn gọn là của Phật, còn mình nghe nói hoài trong đầu mà nói không ngừng là ma đó. Ông Phật không có thời giờ nói nhiều. Ông nói con biết không, con không có giỏi hơn ai đâu, là với câu này ổng đó. Còn cái thằng mà nó nói mày phải làm vậy này mày hơn người ta nè, mày làm vậy nó suối mày làm con đó là ma. Ông Phật không có suối làm tầm bậy. Ông Phật nói rất ngắn gọn, đơn giản để cho cuộc đời mình sống. Và cái câu đó là trọn đời sống với nó luôn, là lời của Phật. Còn mà suối mình làm cái này, suối mình làm cái nọ, suối mình làm kia là không phải đâu. Mấy ngày không có thời gian suối bá tánh làm chuyện tào lao. Nhớ chưa? Thì ta nói, trời ơi, Phật về dạy con mỗi đêm, nó nói thằng cha đó không quá. Phật về dạy con mỗi đêm luôn đó, trời ơi, ông dạy mày mỗi đêm sắc mặt mày đen thù lùi vậy. Thầy nói thẳng luôn mà. Ông đâu có ở không đâu, ông về với mày mỗi đêm, còn bá tánh chúng sanh bỏ à. Mày làm như mày ghê lắm. Phật về dạy mỗi đêm, ông mặt đen thù lùi, môi thâm xì. Ma nó ở không, nó tới nó làm, chứ còn ông đi làm cả cái vũ trụ này, ông đâu có thời gian đâu lại. Mà cái chú quát còn ăn mặn nữa, mà ông về mỗi ngày mới là lạ đó. Chú đạo tụng muốn mỏi mỏ luôn đây, mà chưa thấy ông về dạy mỗi đêm, lâu lâu nói được câu mừng, thấy bà cố nội. Mình chờ một câu ngắn gọn thôi, đời mình nó thay đổi đó. Ông cho trong đạo có mấy câu, sống cả cuộc đời này chưa hết nữa mà. Cái câu đó tiên sự bỉ hậu chứ, sống thử coi, đâu phải dễ đâu. Nó làm lỗi thôi kệ cha nó đi. Thành ra trong đạo mới ra một câu chú mới tặng cho huynh đệ luôn. Người tu đi vào đại định không có nghĩa là chúng ta ngồi vô cái góc kẹt đó tối thù lùi rồi ngồi nhắm mắt không nghĩ gì hết, ai làm gì làm. Chưa chắc. Tu thiền định, tụng kinh gì, đi đứng nằm ngồi đều là thiền, đi đứng nằm ngồi đều là tụng niệm, nhớ không? Là tứ thời đều là tụng niệm, đều là thiền cả mới là người tu. Chứ phải chờ ngồi xuống gõ mỏ tụng kinh mới là tu, không phải vậy. Cho nên chúng ta đi vào đại định là chuyện gì chung quanh mình cũng đều an lành ok cả. Ai làm gì làm, nó nói xấu không sao, kệ nó đi. Thật ra thầy có viết một câu chú thầy tặng cho huynh đệ. Ví dụ cái chuyện gì đến với mình mà mình không vừa ý, hoặc là người ta muốn làm phiền mình đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, kệ cha nó đi. Câu này là tuyệt vời nhất. Đệ tử thầy bên Mỹ á, nó gọi điện thoại nó than phiền với thầy chuyện này chuyện nọ hoài à. Thầy viết tặng cho nó một câu, tụng câu này con sẽ thấy kết quả, Nam Mô A Di Đà Phật. Tuần sau gửi về, thầy ơi nó hiệu nghiệm quá, giờ con khỏe vô cùng, hết chuyện rồi. Phải không? Thì cái tụng Bát Nhã để làm gì? Tụng Bát Nhã là bỏ cái tánh trừ chấp, bỏ tánh mê mang ngoan cố bướng bỉnh. Mình bỏ hết thì mình mới đạt, mình mới giải được, mình mới giải được những cái đó, xong mình thoát được sinh lão bệnh tử chứ. Đằng này tụng Bát Nhã nhiều năm, nó nói câu chuyên lên chửi lại thì còn gì nữa là Bát Nhã. Thấy chưa? Bát bể thì có chứ nhã gì.
Rõ không? Cho nên chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi kỵ đi, tự nhiên mọi chuyện nó an lành, mình không còn gì nữa. Nói câu đó xong cái cười hè hè đi xong chuyện. Còn nếu đứng lại sẽ có chuyện, thấy không? Thành ra người tu không có sanh sự, đừng có kiếm chuyện vậy đó. Hả mà sanh sự, sự sẽ sanh tùm lum ra là có chuyện đó. Không thèm sanh sự, thôi kệ là Phật. Câu đó là tuyệt vời nhất. Nó nói về câu nó nói Phật, thôi kệ mày đi. Vậy đó, dễ lắm. Thử làm một tuần sau thấy kết quả tốt luôn á. Rồi báo cáo cho thầy biết nha. Cái gì là Phật, dễ hiểu. Câu đó là thầy có đặt áo mà thầy sợ tụi nhỏ nó sợ là mặc cái áo Nam Mô Di Đà Phật, thôi kệ nó đi, sợ người ta đánh. Mà nếu mà người hiểu đạo là ta vui liền, tức thì ta ngộ liền đó. Mặc cái áo bự sao để là Nam Mô Di Đà Phật, thôi kệ cha nó đi. Cái người liễu ngộ họ thấy được ông này đã tới mức rồi. Cái người còn chấp á, nói thằng này nó hổn ghê, Nam Mô Di Đà Phật, thôi kệ đi. Không hiểu đạo, thấy chưa? Nó hiểu rồi vui, thấy không? Rất là vui luôn đó, đúng không Vinh? Quá vui luôn. Mà mình nghe người đó nói câu đó mừng cười ha hả rồi, thì ra thằng này nó đã tới rồi đó. Thấy chưa? Tội gì, mình cũng kêu mẹ mình đâu có sao đâu. Đây nè, tại sao mà học được đứa đệ tử thầy đó. Thôi bây giờ mình nói lớn như thôi kẹp nổi nó đi, chuyện gì nó không thầm vậy, phải không? Đâu có sao đâu, câu nói buông bỏ mà. Cái ông này là 70+ tuổi đi qua Ấn Độ với thầy, với cô bé kia. Ông gọi cho con gái hoài không được. Ông nói mày gọi giùm tao coi, sao tao gọi hoài không được. Gọi hoài cũng được. Cái ông nói thôi kệ nó đi, cái ông đi mất tiêu. Cái cô bé học được cái câu chú thần kỳ này, chuyện gì mà nó buồn á, thôi kệ đi, nó đi hết chuyện. Chứ buồn cũng vậy mà, phải không? Bây giờ thí dụ câu chuyện mình không giải quyết được, mình ôm hoài mình đau khổ, thôi kệ mẹ nó đi cho rồi, xong chuyện. Kêu cái gì kêu, đối với thầy từ ngữ không còn giá trị nữa cô ơi. Người tu từ ngữ để biểu lộ một gì đó, thôi kệ, không cố nổi nó cho rồi. Cũng vậy hả? Nam Mô Di Đà Chúa còn không có tội mà, làm sao mà, phải không? Nam Mô Di Đà Chúa còn được mà. Nhưng mà mình nói với cái tâm không ác, không độc, không dữ dằn, một cái câu buông xả vui vẻ hỷ lạc thì không có gì có tội cả. Còn mình nói Nam Mô Di Đà Chúa, mẹ nó đi, đó mới là có chuyện. Đó, đó mới là có chuyện đó. Đi nhưng mà cái lòng ấm ức, về nhà tìm cách trả thù. Còn những nó mà tu xong rồi 10 năm 30 năm biến mất sau cái câu đó rồi đó cô. Dám nói câu này chứ. Mình nói mà mình cười hè chứng tỏ là mình có lòng từ bi. Còn mình nói cái mặt mình chầm dầm một đống mà nghiến răng thì thôi rồi, xong chuyện. 10 năm tu hành trôi theo dòng nước. Hai cái thái độ khác biệt thì kết quả sẽ khác biệt. Người ta sẽ thấy được ông này đã buông xả được, còn ông kia chưa chắc. Cái mặt Nam Mô Di Đà Phật mà nó chầm dầm một đống thì còn gì nữa. Thấy chưa? Chỉ có thêm một câu thôi, kệ nó đi thì mọi sự nó thay đổi hết. Tụi mình không dám xài thôi chứ thực sự mình xài với cái tâm vui vẻ hạnh phúc thì có ai nói mình đâu, đúng vậy không? Chứ còn mình xài với cái tâm cọc cằn thô lỗ mà kiếm chuyện thì chắc chắn sẽ có chuyện. Có vậy thôi, hai thái độ khác biệt nhau. Một người cười ha hả đi mất là người đã chứng đắc, còn người đứng lại ghìm ghìm chuyện, người này đã thất bại lớn trong việc tu học rồi. Thấy chưa? Rõ chưa? A Di Đà Phật. Chúc huynh đệ may mắn nha. Nhưng mà trước khi nói vậy, nhìn có cái mặt nó có dữ không đó, để nó làm thịt mình à. Nhìn kỹ coi này nó có dữ không. Thầy thấy nó dữ thầy cũng đi luôn, thầy không dám nói câu này. Nó xé xác thầy liền tức thì. Thầy không sao nhưng mà tội nghiệp nó nghĩ bậy tội nó. Mà vấn đề phải để ý một điều nữa. Chúng ta hiền lắm, tu niệm Phật tụng kinh pháp, chúng ta rất là hiền. Chung quanh chúng ta rất nhiều long thần hộ pháp chư thiên độ trì để chúng ta tiến hóa. Bởi vì chúng ta có căn nhà của Phật, có trung gian để học. Mấy ông kia không có nhà, cho nên mấy ông phải nương vào căn nhà này để cùng với chúng ta tiến hóa. Nếu chúng ta siêng năng tu tập thì mấy ông tiến. Chúng ta bê bối thì mấy ông trì trệ. Cho nên chúng ta vẫn độ luôn âm. Các vị lớn nhỏ thì chúng ta đều độ, chúng ta có phương tiện tiếp nhận. Còn mấy vị không có, thấy ghê chưa? Chúng ta tu giỏi chừng nào thì long thần hộ pháp càng nhiều chừng đó. Thành ra khi mình hiền lành mà người ta mang hiếp, mình không có nói lại. Nhưng mà mấy ông này rất là phân biệt trắng đen đâu ra đó, luật đàng hoàng. À, nó muốn nhào vô mấy ông làm thịt cho nó, hết chuyện. Mình không cần cái vô. Thì ai muốn ăn thịt trung đạo cứ nhào vô đi. Trung đạo tự nhiên lắm, tự nhiên. Nhưng mà mấy ông kia không bao giờ bỏ qua nha. Làm theo luật hết. Cứ lo tu đi, chuyện còn lại luật nhân quả xử. Trung đạo là người như thế đó. Tại muốn ai giữ trung đạo cũng được. Ai muốn ăn thịt cho ăn luôn. Muốn gặm gì cho gặm cái đó, thoải mái. Nhưng mà gặm được không chuyện của họ. Còn muốn là ý của họ muốn. Nhưng mấy ông này không bỏ qua đâu đó. Mình nói chuyện đây nè, mấy ông phải lắng nghe mà. Các vị âm huynh đệ âm linh vẫn phải đứng lắng
nghe chúng ta nói chuyện, bởi chúng ta đang nói những lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, nói cho phần sinh là những người còn sống, nói cho phần linh là những người đã chết mà không có cơ hội siêu sanh tịnh độ. Chúng ta làm lợi lạc cho cả hai phần sinh và linh, rõ không? Thì chúng ta nói chuyện đạo rất là lợi lạc, thì mọi người cùng lắng nghe, trong đó cả hộ pháp chư thiên Bồ Tát cũng phải lắng nghe trong nào nói đó, chứ không phải bình thường đâu ạ. Chúng ta tụng kinh nhiều mà, cái miệng này trở thành Phật khẩu rồi là nhiều người lắng nghe lắm á. Cái cõi này nghe rồi, cái cõi bên cạnh cũng nghe nữa đó, chứ không phải bình thường đâu. Rõ không? Trên trung đạo mới được phép nói là không cần viết tờ giấy xuống, nói cho đã, nói hết giờ, đứng dậy đi. Cái mình hả lợi lạc thì nói, không lợi lạc thì tụng kinh. Hả lợi lạc thì nghĩ tới, không lợi lạc thì niệm Phật. Ba tính làm, không làm thì ngồi xuống gõ mỏ để khỏi làm bậy. Thấy chưa? Chúng ta mình phải giữ gìn cái đức hạnh của mình để chi cho tam nghiệp mình không có cơ hội tạo tác, để mình đừng tạo tác trong ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Người tụng kinh phải để ý điều này. Vì cái miệng của mình rất là linh, nói là có. Nhớ không? Một lời nữa là vui vẻ, cho dù người ta đối xử với mình tệ mình cũng vui, bởi vì tất cả đều có luật hết rồi. Mà hiểu luật rồi cần gì phải giận? Giận không? A Di Đà Phật, chuyện của nó mà, phải không? Đi ngang nó không thích mình cũng không sao. Kệ, kệ nó đi. Mà học tới chữ kệ mà xử được rồi thì chư Phật rất là hoan hỷ để tiếp nhận chúng ta. Huynh đệ mà hoan hỷ bỏ qua, quên lãng, tha thứ rồi, tự nhiên lòng từ bi vô cùng tận. Bởi vì mình không bỏ qua, quên lãng, tha thứ cho nên không có lòng từ bi. Thấy chưa? Rõ ràng như vậy mà chúng ta đã tha thứ, quên lãng, bỏ qua, quên lãng rồi, hẳn rồi, thì tự nhiên ta phát triển lòng đại từ đại bi. Mà đại từ đại bi càng rộng lớn thì trí tuệ càng sáng suốt. Lòng đại từ đại bi càng lớn thì phước báo càng cao dày. Lòng đại từ đại bi càng lớn thì đạo hạnh càng cao, đạo đức càng lớn. Đức trọng quỷ thần kinh. Mình đi đâu quỷ thần cũng phải kính lễ đó, chứ không phải bình thường đâu à. A Di Đà Phật. Thầy xin phép kể lại một câu chuyện. Thầy đã kể rồi, một vấn đề không nhớ thôi đó. Cái vị đó hồi mới giờ phóng xong, thầy tụng Pháp Hoa với một bác đó. Bác cũng tụng Pháp Hoa nhiều hơn thầy, thì thầy theo bắt trước bác đó, thầy tụng Pháp Hoa. Một câu chuyện gì đó xảy ra giữa người bác với người cháu, nhưng mà cái em đó đó làm cho bác nổi sân hận hận luôn đó. Bác chỉ nói có một câu thôi, bác thắp nhang, bác nói xong bác lên bác nói với thầy, bác nói tôi mong thằng này chết mà không có người chôn, chết đầu đường xó chợ. Thì thầy mới nói tội bác ơi, bác tụng Pháp Hoa có nói về tội nghiệp người ta, tội lắm. 6 tháng sau nó chết vào rừng cao su á, đắp cái chiếu không có cha có mẹ đó. Thấy chưa? Một lời nói của mình thôi. Thân mạng, người ta bỏ thân mạng, mình mang nghiệp, mang tội khẩu nghiệp, đó gọi là ác khẩu. Ghê không? Mình tụng Pháp Hoa nhiều năm rồi, cũng hết rồi, mình làm mất đi một sinh mạng do cái lời nguyền của mình. Nhưng huynh đệ phải để ý, chúng ta coi nó bình thường tụng kinh vậy đó. Mỗi ngày một chút chút bình thường lắm, mà thực sự nó tích tụ mỗi ngày một chút, nó là công phu cao dày. Người tu hả có công thì mới có của. Công đây là ngồi xuống tu tập, gọi là công phu. Mỗi ngày một chút, ngày 3-4 thời, 5-6 thời, thì công phu tích tụ dần dần, thì công lực của mình rất là mạnh mẽ. Người tu công lực rất là mạnh. Công lực này chính là luồng năng lượng, gọi là năng lượng trong cơ thể mình nó mạnh mẽ chừng nào, thì cái năng lượng này giúp cho mình cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ sáng suốt, thì mình mới có cơ hội tạo công đức được. Nên người tu phải thì mới có của. Thế còn phải mà mới cầu nguyện không đòi của là trật. Thế ngồi xuống công phu cho đầy đủ thì mới có của. Của báo của tâm linh chư Phật ban cho mình mới là quan trọng. Nhớ không? Cho nên phải công phu cao dày là vậy đó. Cái miệng của mình không cần biết hả tụng kinh gì rồi hả nói ra là có chuyện lớn liền. Cho nên phải để ý. Công thơ mình sẽ tạo tác nghiệp quả cho chính bản thân mình. Công phu tu tập mới xin biến mất hết khi mình nói những lời xấu ác cho ba tánh chúng sanh. Nhớ không? Một lời nguyền thôi là có chuyện. Mà hay cái chỗ là khiến ta tụng kinh nhiều, nhất là Pháp Hoa là đại thừa kinh đó, coi là quan trọng đi. Mà tụng nhiều năm rồi nha, một nguyện của mình thôi, chư thiên hộ pháp đứng bên cạnh hộ trì mình để mình hoàn tất hạnh nguyện đó. Phải bình thường đâu. Nhớ chưa? Không phải bình thường đâu. Thành ra phải cố gắng ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch, ăn thiện, nói thiện, làm thiện, nghĩ thiện, ăn lành, nói lành, làm lành, nghĩ lành, ăn tốt, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt. Nhớ chưa? Thì quả báo sẽ là tốt, lành, thiện, sạch. Nhớ chưa? Còn mình tụng kinh, mình ăn xấu, nói xấu, làm xấu, ăn ác, nói ác, làm ác, ăn dữ, nói dữ, làm dữ, thì quả báo là địa ngục. Rõ luôn á. Hả? Vậy đó, cái bằng là địa ngục. Bây giờ chọn đi. Mình tu là mình phải biết chọn lựa con đường nào của mình là chính đáng để đi. Chứ không được lấp lửng, hôm nay tốt, mai xấu, và mình sẽ có chết thôi. Một là tốt, hai là xấu, tu là sửa, tu là hành. Chứ không phải là cứ đứng hai bên rồi, hôm nay chơi đề cho đã đời, ngày mai niệm Phật sám hối.
hôm nay ngồi quýnh tứ sắc, ngày mai sám hối là chết rồi, xuống dưới cầm bộ bài tứ sắc theo. Nó bắt ba bốn đứa cầm lá tứ sắc đi 50-60 cây số, đi nổi không, lá tứ sắc đi 50-60 cây số đó, đi dọc đường là chết rồi đó. Bốn đứa nắm bốn góc đi tới bao giờ 50 cây số mới tới, xuống dưới nó phạt đó, nhớ chưa? Thành ra mình phải để ý cái hành kiểm của mình khi tụng pháp hoa, là phải để ý từng chút một, để ăn tiếng nói hành động cư xử của mình, không thôi đó mình sẽ công phu sẽ trôi theo dòng nước đó, nhớ không? A Di Đà Phật, chúng mình đầy học đạo tinh tấn, trí tuệ sáng suốt, Bồ Đề tâm kiên định. Đại định là gì? Đại định tất cả mọi chuyện chung quanh mình đều là ok hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Dễ làm không? Vui ha. Mình nói mà mình cái tâm hoan hỷ an lạc hạnh phúc thì mọi chuyện sẽ an lành. Lời nói mà đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Câu này là của chư Phật để lại cho dân tộc Việt Nam mình đó, không phải bình thường đâu. Dạy cho mình cách ăn nói để khỏi tạo tác ác khẩu, ác nghiệp. Nói một lời ra người ta vui vẻ hạnh phúc, nói lời ra làm ta đau khổ là mình mang nghiệp. Mình nói nó về nó buồn quá, nó bệnh tật, nó chết dần chết mòn, mình là người tạo tác nghiệp ác đó. Lời nói kinh khủng lắm á, nhớ không? Mình đay nghiến người ta, cuộc đời người ta tan nát thì mình cũng không có tốt lành gì. Người ta chưa thúi mà miệng mình đã thúi, rồi dần dần thành thói quen, Bồ Đề tâm mình sẽ thúi. Cuộc đời tôi học mình cũng thúi. Nói chung cộng lại là thúi. Xong, hết tu được. Rõ không? A Di Đà Phật. Giờ chúng ta chia sẻ trao đổi, trong cái chia sẻ trao đổi này chúng ta nói rất là nhiều chuyện về cuộc sống, về cái thế gian pháp, cái trần gian tánh của mình, rồi mình gạn lọc rồi mình bỏ đi. Trước khi mà đi vào những câu hỏi tu chuyên đề đó, chúng ta nhắc lại cuốn pháp hoa chúng ta tu là tu cái hạnh khiêm nhường của chư Phật. Ngài đại diện chư Phật, bởi vì Ngài là hiện thân của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nên Ngài biểu lộ cái tánh khiêm nhường tột đỉnh của gọi là thường bất khinh Bồ Tát, không khinh ai cả. Ai cũng là Phật, ai cũng là người tu sẽ thành Phật. Tất cả chúng ta đều là Phật, đó là chân lý không thay đổi được. Bây giờ vấn đề có cãi với thầy cỡ nào thì bên trong này vẫn là một ông Phật, chỉ mượn căn nhà này thôi. Đây là phương tiện của ổng, mà chúng ta tạm gọi là chánh điện. Thì chúng ta tu giỏi, tu tốt, làm lành, làm thiện, thì cái nhà này sạch đẹp thành chánh điện của ổng. Còn chúng ta bê bối thì căn nhà ọp ẹp của ổng thì ổng ít dám ở lắm. Lâu lâu ổng ngồi dậy ổng coi cái nhà thấy gớm quá ổng ngủ tiếp. Còn nếu mà làm cho căn nhà này sạch đẹp vô cùng thì ổng ngồi dậy cùng với chúng ta làm việc. Giống như ổng đang làm cho Trung Đạo đây, là giúp Trung Đạo nói chuyện với huynh đệ để chia sẻ những gì mà ổng dạy cho Trung Đạo. Thì các ngài nói khi mà người học trò đã sẵn sàng thì minh sư sẽ xuất hiện. Minh sư ở đâu? Là cái ông đó đó. Mình đã sẵn sàng chấp nhận, mở tấm lòng, mở trí tuệ ra thì ông minh sư này sẽ ngồi dậy cùng với chúng ta làm việc. Ông dạy cho mình đủ thứ hết. Thế gian nó gọi là Như Lai Tạng đó, nằm trong này nè, biết hết đó. Thế nào ông nói á, tao biết những gì mày đang nghĩ, tao nghe những gì mày chưa nói, chứng tỏ là ông ở đâu. Ông ở đâu? Đây nè. Mà mình chúng ta gọi là lương tâm á, mình dùng nhiều chữ lắm, lương tâm là ổng đó. Người ta nói lương tâm không có răng nhưng mà nó cắn rất khó chịu lắm á, nó lựa cái nánh nó cắn không nhột, thấy bà nội ngủ đâu có được. Lương tâm nó cắn mình đó, lương tâm chính là ông Phật, rõ không? Thành ra đừng để lương tâm cắn. Người tu nằm xuống ngủ như nít, ngáy khò khò, thức dậy tụng kinh hết chuyện, ngủ ngon lành, nằm xuống là ngủ liền. Bên Nhật á, thầy nói chuyện với đệ tử tới 12 giờ đêm thì nó nói sư phụ ơi, ngày mai con đi sớm lấy hàng, rồi nói ừ ngủ đi. Nói xong là nó nghe thầy ngáy rồi, nó sáng mai ủa con nói xong con nghe sư phụ ngáy, nói tao ngủ trước đó rồi, nhưng mà thầy vẫn trả lời với mày. Tức là nó vừa nói xong thầy ngáy rồi à, thì ngáy nói ủa con mới nói xong rồi con nghe sư phụ ngáy rồi, nó thực sự tao ngủ rồi, nhưng mà mày nói tao phải trả lời thôi, mày vừa dứt câu tao ngáy là vậy đó. Ngủ ngon lành lắm như con nít vậy đó, đó là người tu, nằm xuống là ngủ không lo gì hết. Còn gì nữa là lo, cái mạng cùi này giao hết rồi, còn gì nữa là phải lo, phải không? Tu giao tánh mạng cho chư Phật, chuyện gì cũng làm, muốn xài gì xài đi kệ đó, thấy không? Xong rồi đó thì lấy cái thân mạng, cái người lạ mới gặp thầy mà người biết tu nhìn thầy cái là thấy vui liền. Vậy thầy rất là vui, có gì đâu mà nhăn với người bạn mới gặp, phải không? Nó đang ăn cơm gặp nó mình nhăn, nó nuốt không vô rồi mình làm đời đau khổ rồi mình có tội. Mà mắc chứng gì phải nhăn chứ, người tu phải nhăn là sao? Không hiểu rồi nha. Tại sao tu phải nhăn? Cái áo nhăn ủi được, cái lòng nhăn khó ủi lắm. Mà cái mặt nhăn thì khó rất khó ủi hơn nữa. Người tu phải cười, đừng để cái mặt nó nhăn. Y áo nhăn ủi được, mặt nhăn lòng nhăn khó ủi lắm. Phải dùng Đại Bi A Di Đà Pháp Hoa ủi nó mới láng được. Rõ không? Chứ chúng ta không xài kem phấn vậy, xài kem Đại Bi phấn A Di Đà đi. Mỗi ngày chà rửa là sạch đẹp thôi. A Di Đà Phật.
Tụng kinh là cái bằng ủi, ủi cho cuộc đời nó bằng phẳng, thấy không? Ủi cho cuộc đời nó đẹp đẽ, đi tới đâu cũng sạch sẽ, mọi người nhìn thấy cũng mát mẻ, thấy không? Chúng ta cùng vui vẻ học đạo với nhau là như vậy đó. Chư huynh đệ đi đến chỗ nào mà mọi người cùng vui vẻ với mình thì mừng đi, chúng ta đắc được nhân tâm rồi đó. Đắc được nhân tâm chính là tròn nhân đạo đó. Nhân đạo chính là Bồ Tát, thấy chưa? Mà biết hy sinh cho ba tánh chúng sanh, hy sinh càng nhiều càng tốt. Bởi cái hạnh hy sinh này sẽ giúp chúng ta trở thành đại Bồ Tát trong thế gian này luôn đó. Hay lắm á, thử làm đi rồi sẽ thấy. Nhớ câu chú thầy tặng chưa? Thử đọc đi rồi thấy hiệu nghiệm nha. Tự nhiên cái buồn phiền giận dữ biến mất à. Tu không được giận, không được nhăn, nhớ không? Tuyệt đối không được giận, không được nhăn. Mỗi lần nhăn là đứng cái gương nhìn coi thử. Mình giận dữ đi, mình nhìn vô gương đi, thấy cái mặt mình nó hai cái nanh nó dài đó vậy nè, gớm lắm á. Thử thôi, nhìn coi, ráng nhìn cho kỹ vô đi, thấy cái nanh là cái mình vui cái nó rụt vô trở lại. Cẩn thận đó, tu mà hai cái nanh dài thòn là xong rồi, vừa nhắm mắt là ngạ quỷ kéo đi liền để làm bà con với nó. A Di Đà Phật. Chính xác bác ha. Rồi huynh đệ hỏi, trung đạo chia sẻ huynh đệ nhen. A Di Đà Phật. Chúng ta còn nhiều lắm, chúng ta chia sẻ với nhau. Rồi hỏi thoải mái nha. A Di Đà Phật. Ở dưới kia nhà, dưới kia huynh ơi, dưới kia kìa. Dạ. Trong con mắt trung đạo khi trị bệnh cho huynh đệ nữ là trung đạo là nữ, khi trị người nam rồi là nam. Quán Thế Âm Bồ Tát ngày có 32 tướng, trung đạo chỉ có mười mấy tướng thôi. Cái tướng lùn là đây, đặc biệt nhất là lùn. Nam mô A Di Đà Phật. Sư phụ, con là pháp danh con là Hạnh Xuân. Thầy là trung đạo. Dạ. Con pháp danh con là Hạnh Xuân. Con xin hỏi sư phụ, cũng như con có nhiều cái công chuyện mà con phải bận biểu. Hồi trước rồi con hay qua chùa con tụng kinh, nhưng mà bây giờ con bận biểu cái thành ra con ở nhà con tụng kinh. Mà từng con xin hỏi sư phụ là mình ở tụng kinh ở nhà mà mình không chuông có mỏ cũng là tốt, là phương tiện thôi. Giờ trung đạo giải thích vấn đề tại sao chúng ta tụng chuông mỏ. Chuông mỏ rất là hay, nó là phương tiện rất là tuyệt vời nhất. Chúng ta tụng kinh không chuông không mỏ. Trung đạo ngày xưa mới biết tụng đại bi, cầm chiếc đũa gõ xuống cái nền cũng tụng mấy chục biến đại bi một lần vậy đó. Cái chiếc đũa thôi cũng là phương tiện thôi, nhưng mà đặc biệt khi trung đạo tụng kinh nhiều mới hiểu được chuông mỏ là một cái cảnh tỉnh lớn nhất cho người tu. Đó là phương tiện giúp mình. Mình đang muộn phiền, mình nghe những điều không tốt lành ngoài kia đó, mình lắng nghe tiếng mỏ, tiếng nghinh, tự nhiên tiếng động bên ngoài nó biến mất hết à. Nó hay lắm, đó là một phương tiện rất là hay. Thí dụ mình có tâm tư hơi trầm lặng chứ sẽ không được vui vẻ, mình gõ tiếng chuông cái mình lắng nghe chuông, tự nhiên cái lòng mình nó an tịnh trở lại, giúp cho mình an tịnh. Tiếng mỏ, tiếng chuông là phương tiện lớn để giúp chúng ta tiến hóa, giúp cho lục căn của mình thanh tịnh, giúp cho mình tam nghiệp được vắng lặng. Để mình tụng chuông, tụng mỏ. Đồng thời bên cạnh đó, âm linh, vong linh, hương linh, các loại, khi chúng ta gõ chuông gõ mỏ, mình tụng đủ nghe, thì họ sẽ lại gần bên cạnh mình hay cùng nghe để cùng tiến hóa. Huynh đệ phải nhớ, cảm ơn con đã hỏi câu này thầy mới nhớ. Khi chúng ta ngồi xuống tụng kinh, đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có một mình là trật, trật lất. Bên cạnh mình còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ chúng ta, nhất là cụ huyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình đó. Họ rất cần con cháu quay trở lại để giúp đỡ họ. Cho nên các ngài nói nhất nhân chứng đắc củ hiền tăng là vậy. Trong nhà có một người biết tu thì củ hiền có cơ hội siêu sanh tịnh độ và no đủ. Một người biết tu thì dòng tộc củ hiền thất tổ đã bị quá vãng mà chưa siêu sẽ có cơ hội siêu. Cho nên các ngài mong chúng ta phải biểu lộ cái bổn phận một người trong nhà, lại phải biết cầu nguyện cho củ hiền thất tổ. Cho nên chuông mỏ cũng là một phương tiện trợ giúp để các vị lắng nghe ngồi cùng tụng kinh với mình để cùng phát triển mạnh mẽ lên rồi mới siêu. Đó là bổn phận đầu tiên mà chúng ta phải làm. Cho nên bây giờ mình không có chuông mỏ cũng không sao. Trung đạo đi tụng kinh vậy, vô nhà ta tụng kinh lấy cái chiếc đũa với cái ly mà ấy cho gõ, tụng thành cái mỏ gõ nghe thanh lắm, tụng cũng tốt lắm, cũng bệnh tật cũng hết, không sao. Thì có lên Phoenix sẽ tụng cho bà kia lấy cái ly với lại chiếc đũa nhôm gõ bài kinh bà cũng hết bệnh á. Đi với Đà Phật. Xin, dạ. Xin phép sư phụ. Dạ tiếp tục. Con ví dụ như mình ở tụng ở nhà, mình có cần đúng giờ, ví dụ 8 giờ là con phải thức, con tụng 2 giờ con phải thức tụng, hoặc 12 giờ đêm đó, thì có phải cần như vậy không sư phụ? Con ơi, con tụng bao nhiêu cuốn kinh rồi? Dạ con tụng kinh Dược Sư á, thì con có nghe, thấy trong kinh Dược Sư có nói là sáng thức miệng, xúc miệng đánh răng xong tụng Dược Sư. Vậy là nếu không tụng Dược Sư là không xúc miệng đánh răng hả? Cái đó giờ đó là cũng như là cho mình biết là 6 giờ 7 giờ mình vẫn có thể tụng được đó sư phụ. Bất cứ giờ nào mà hả rảnh thì ngồi xuống tụng, tu cho ai?
Tu cho ai? Mắt kính niệm Phật cũng vậy, niệm cho ai? Mắt kính gì đếm? Dạ. Trời mẹ ơi, tụng cho mình niệm niệm 108 đủ rồi. Tu cho mình mà niệm 108 mà ngưng, thiệt là kẹo quá mức luôn. Vậy mà đòi giảng sanh giảng gì? Giảng tuồng thì có. Dạ vậy con cảm ơn. Niệm tụng là dạ, thoải mái, tụng mỏi mệt, nghỉ. Dạ. Hả, đang tụng buồn ngủ nằm xuống ngủ ngon, thức dậy tụng tiếp. Chứ đừng có ráng quá, ráng không được gì đâu. Dạ. Rõ không? Dạ thưa. Chúc con may mắn học đạo tinh tấn A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức đã hỏi thầy. A Di Đà Phật. Thế đây, rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy. Dạ. Dạ, con là pháp danh Niên Yến. Nãy giờ thì con làm dưới bếp nhưng mà con vừa làm dạ, nghe. Dạ, cô hỏi thầy một câu thì nhớ rồi. Dạ. Dạ, như con nghe thầy giảng từ nãy giờ, con tuy là làm dưới nhưng mà tai thì con nghe. Nên con có một cái câu hỏi như thế này. Con đã tụng diệu pháp liên qua là 3 4 năm liên tục rồi. Dạ. Thì hồi nãy thầy nói cái câu là ai là cái người tụng diệu pháp liên qua thì phải là có cái tâm từ bi, tâm Phật, tâm rộng lượng, tâm của Như Lai. Dạ. À, thì cái câu này con rất thích, do đó con đã ôm 3 4 năm là dạ, tụng diệu pháp liên qua. Nhưng mà con học phổ thông là Phật học phổ thông đó, thì con được biết là kinh Hoa Nghiêm á cũng là kinh mà Đức Phật thuyết trong 21 ngày dưới cây Bồ đề đó, nên con cũng rất thích. Vì con hỏi thầy là Phật tử tại gia, như tôi con vậy con tụng Hoa Nghiêm được hay không? Dạ Di Đà Phật, cô muốn tụng kinh gì cô cứ tụng, miễn sao gia đình cô hạnh phúc là được rồi. Trường chay là cứ tụng, người ăn chay là có quyền tụng bất cứ kinh gì, đừng có tụng kinh dị, kinh khủng, kinh tế là được rồi. Nhưng mà nãy con có nghe thầy nói là diệu pháp liên quan mà mình tụng, mà nếu mà mình không có đem cái tâm từ bi, tâm rộng lượng, tâm dị tha thì mình sẽ bị quậy đó, mình sẽ bị người ta quậy dạ, đó dạ, dạ, rồi, con sợ Hoa Nghiêm rồi. Cao hơn nữa mà con tụng dạ, thì Hoa Nghiêm cũng nằm dưới đất tụng thôi chứ không đi lên trên trời đâu mà cao trời. Vậy là không sao á thầy, vậy là không sao phải không? Chừng nào lên nóc nhà tụng mới cao. Dạ. Con tụng có ngồi trên nền này mà. Mô Phật, con cảm ơn thầy. À, vậy là Phật, chừng nào cô lên nóc nhà mà chót vót ngồi tụng mới là cao. Còn ngồi dưới đất nè tụng vẫn là thấp như thường. A Di Đà Phật. Lấy cô tụng vậy nó cao nè. Nhìn lên. A Di Đà Phật. Con pháp danh Minh Độ. Dạ. Có một vài ý kiến góp ý với quý vị xin hỏi thầy. Chứ quý vị nói mà tụng kinh không có mỏ, không có chuông á, vậy chứ hệ phái khất sĩ là tụng đâu có mỏ, cũng thành công vậy, cũng dạ, đạt vậy, đâu cần gì mỏ chuông. Chính xác. Dạ. Phương tiện đó mà. Dạ thưa thầy, chứ hay với cái ăn chay với ăn mặn đâu thành vấn đề vậy, chứ phái Nam Tông người ta ăn chay ăn mặn đó thì dạ chưa chính vì chúng ta khi mà cái dạ, luật các ngài Phật tổ mình nói rất là dễ thương, những gì có sự sống chúng tôi không ăn, câu này không hề có trong sách của chúng ta, nhưng mà ngài rõ ràng ngài nói là những gì có sự sống, ngài cái luật đại từ đại bi là không đụng cái sinh mạng của những người xung quanh. Chúng ta giết sinh mạng là ta hủy diệt cái phương tiện của nó tiến hóa. Cho nên cho dù chúng ta tu trong Nam Tông, chúng ta luyện mật tông gì cũng ăn mặn, nhưng chúng ta tới đó là hết A Di Đà Phật. Bởi vì cái luật của nhân quả, hả, còn vay mượn sự sống cho dù gián tiếp hoặc trực tiếp. Cái cơ thể mình là chánh điện của Phật, theo luật là phải sạch. Muốn tiến hóa cao hơn là phải thật là trong sạch tinh khiết. Bởi chư Phật chính là đại trong sạch, đại tinh khiết. Mình phải nâng cao thân xác mình tới tầng lớp nào đó mình mới tiến hóa được. Còn chúng ta cứ theo hệ phái, chúng ta cứ ăn bình thường không ai cấm cả, nhưng chứng tới đâu là các vị đã biết hết rồi. Chúng ta không quyết định là chứng ở cõi nào, ở mức độ nào, nhưng khi còn vay mượn ba tánh chúng sanh hay còn chúng sanh nói chung là chúng ta chỉ tới mức đó thôi, không tiến được. Đó là luật tu. Luật tu là phải tôn trọng sinh mạng chung quanh như chính bản thân sinh mạng của mình. Phật tổ nói rõ ràng, những gì có sự sống chúng tôi không hưởng dụng. Rõ chưa? Nếu chúng ta còn làm, chúng ta cũng được chứng vậy, nhưng ở mức độ nào đó thôi. Có tu là có chứng, tự tu, tự chứng, tự thành, nhưng đều có đẳng cấp của nó cả. A Di Đà Phật, thưa bác. Dạ. A Di Đà Phật, với con còn một cái vấn đề nữa là theo con nghĩ là tu là mình phải sửa mình. Dạ đúng. Là không làm ác, là bố thí, là cúng dường, là dạ, chính xác, những việc thiện. Chứ đâu phải là phải những cái câu niệm Phật A Di Đà Phật là đúng A Di Đà Phật thì mới được. Vậy chứ theo như thầy Trí Huệ kể cho con nghe một câu chuyện là có hiện tại Bạc Liêu, quê hương của thầy Trí Huệ đó, thì có một bà cụ đó giảng khanh như thường. Khi mà bà già rồi đi học không nổi, đi tu đi chùa không nổi, già quá rồi không biết chữ nữa, thành ra gặp một vị sư đó cái chỉ cho bà cụ. Bà cụ nói niệm Phật thôi, bà cụ cứ ở nhà bây giờ cứ niệm Phật là thành công. Thì bà cụ nhất tâm niệm Phật nhưng bà cụ quên rồi không biết niệm làm sao. Bà cụ nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế vậy thì bà cũng Nam Mô A Di Đà Bổn Sư, Nam Mô A Di Đà Bổn Sư. Thì thế thì bà cái, cũng cái ngộ lắm, cái tâm thức
rất là hay. Làm sao cho mình nhiếp tâm. Dạ. Dạ, dạ, chứ đâu phải là niệm đúng Nam Mô A Di Đà Phật thì mới được nhiếp tâm, mà Nam Mô Bổn, Nam Mô A Di Đà Bổn Sư, Nam Mô A Di Đà Bổn Sư. Bà ấy cũng vật đường thành công. Thầy Trí Huệ nói bà ấy khôn, coi vậy mà bà khôn, bà bị gì niệm hai ông, là hai ông phải cứu bà. Thực sự như thầy nói Nam Mô A Di Đà Chúa thực sự là đúng, bởi vì cái tâm thức cuối cùng là một chữ thiện lương, nó nằm trong cái tâm thức. Cái thức đó sẽ đưa mình về cảnh giới nào. Cái luật tu niệm vãng sanh á là cái thức cuối cùng sẽ quyết định mình đi đâu. Cho dù mình niệm, mà đặc biệt nhất khi niệm Phật tụng kinh, cần nhất một điều mà chúng ta phải nhớ, phải niềm tin vững mạnh. Niềm tin tạo tác ra kết quả. Niềm tin phải thật là vững mạnh, thật là chắc chắn, thì những gì mình mong cầu đều được như ý. Cho nên chính vì đó mà mẹ Quán Thế Bồ Tát ngài mới nói một câu rằng là: nếu mà con tụng đại bi bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh, những gì cầu nguyện của con sẽ được tụ thành. Nếu không tụ thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Ý của ngài nói là nếu con dùng cả cái tâm tư để niệm mệt mỏi thì niệm một câu bằng cả tấm lòng con tim trí tuệ, thì cái thức cuối cùng là thiện lương, chắc chắn sanh vào cảnh thiện lương. Đó là luật. Cho nên ngài mới nói câu là dục con dao đồ tể quay lưng lại thành Phật. Có phải vậy không? Khi mà mình dứt ác nghiệp, không còn làm ác, quay lưng trở lại, chỉ niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, thì chắc chắn mình vẫn phải trả quả, không trốn được, nhưng mà chắc chắn rằng cái quả tốt lành cuối cùng mình nhận được là Phật quả. Mình vẫn phải trả, trong lúc mình tu học mình vẫn phải trả những mình đã vay mượn tạo tác. Đó là luật. Luật nhân quả không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai. Nếu trong lòng chỉ có Phật không thôi thì chắc chắn quả báo trở về là Phật, như cái cụ già mà huynh mới nói đó. Trong đầu bà chỉ có Phật thôi thì chắc chắn quả Phật sẽ trở về. Cho nên thường Bất Khinh Bồ Tát dạy chúng ta cũng vậy, nhìn mọi người là Phật nên biểu lộ cái tánh khiêm nhường kính trọng. Chính điều này giúp cho mình không phát sanh lòng tự cao tự đại, bởi vì mình biết rằng là tất cả những người chúng trước mặt chúng ta đều là Phật. Phật của ngày hôm nay, hoặc là ngày mai, hoặc trong tương lai lúc nào đó. Huynh đệ tụng Pháp Hoa phải hiểu rõ ràng điều này. Tụng Pháp Hoa Hoa Nghiêm cũng vậy, không phải lên trên trời tụng mới là cao. Tụng càng yêu thương bá tánh càng nhiều mới là cao. Cho nên người tu càng giỏi càng lùn, người tu càng giỏi càng thấp, người tu càng hay thì càng dở, đó là người tu. Tu không có thắng, không có thua, tu không có hơn, không có thua, không có bại, không có thắng, nhớ không? Người tu là an lành, ai cũng được hết trơn á. Thành ra thì tặng cho huynh đệ một câu nữa là: người tu nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống hết, chắc ăn nhất. Đó là người chân tu. Một người chân tu là nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thua hết. Mọi người, một vị này đã chứng đắc, nhớ không? Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Hỏi tiếp đi huynh đệ, hỏi tiếp. A Di Đà Phật. Rồi đưa cái microphone cho con. Cảm ơn huynh đã hỏi câu lời lạc cho huynh đệ. Niệm Phật là phải có lòng tin vững mạnh, nghe chưa? A Di Đà Phật. Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bạch thầy, con danh Ngọc Cần. Con có nghe nhiều đĩa của thầy giảng, nhưng con còn thắc mắc ngay chỗ này. Như thầy giảng là hồi mới tiếp thu. Tức giận không? A Di Đà Phật. Mới tiếp thu đó, giáo hội Phật giáo có công nhận cho tu sĩ và quý sư ni được ăn hột gà công nghiệp. Nhưng mà con chưa dám ăn, con nghĩ là dạ, 1972 giáo hội Phật giáo Việt Nam trước giải phóng đã cho người ta ăn rồi. Mô Phật, dạ. Con nghĩ nếu mà không có máu thì sao nó ra con nữa thầy. Dạ nghe đây, ra Di Đà Phật ngồi xuống. Bây giờ thầy hỏi câu này cô trả lời, tự nhiên câu trả lời cô sẽ thành hình. Bây giờ con gà nó không có trống ấp được không? Tự động thúi đúng không? Đúng không? Đúng không? Con gà không trống ấp được không? Thành nở con không? Áo đó. Nhưng mà hình thức là cái trứng gà. Tại vì nó không sinh không dưỡng. Trứng gà không trống. Con gà mẹ tự đẻ ra, nó tự sinh tự diệt, tự động nó thúi, hết chuyện. Cho nên ổng coi kỹ rồi mới cho phép. Thực sự cho phép 1972 rồi. Trong đó nó không có sự sống, tự động nó hủy. Một ngày nào đó đúng mức nó chết. Hiểu chưa? Thì giống như trái táo, trái mận rớt xuống là nó thúi thôi. Cho nên cứ ăn không sao. Nếu chúng ta tu sạch, tu chay 100% á, thì những gì nè, sữa bò không được uống, cheese, bơ, format không được ăn, mọi thứ dính líu trong thịt và bá tánh là không, chúng thanh là không ăn, là tu sạch 100%. Còn tu lần thứ hai là mình có thể ăn cái lặt vặt cái kia, ăn thứ ba là tu chay là có thể ăn trứng này trứng kia là không trống, nhớ không? A Di Đà Phật. Rồi yên tâm đi nha. A Di Đà Phật. Dạ. A Di Đà Phật. Theo như cái vấn đề ăn trứng đó thì con cũng có nghe một vị cao tăng ở trên giáo hội Phật giáo Trung ương là vị hòa thượng nói rằng á, là bây giờ chúng ta bán ngoài chợ biết cái gà nào là công nghiệp, gà nào không gà công nghiệp. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, bây giờ trứng gà công nghiệp màu xanh hay là trứng gà công nghiệp, mà trứng gà không phải công nghiệp thì màu vàng.
có màu xanh màu vàng thì chúng ta phân biệt được. Chứ nếu lỡ chúng ta đập ra rồi chúng ta thấy cái trứng nó có cái ngòi, tất nhiên là trứng dạ, đúng rồi. Chúng ta vô tình chúng ta sát sanh. Dạ. Thành ra ăn chay thì theo như hòa thượng nói là không phải là chúng ta ăn là cử những cái món đồ mặn, nhưng mà chúng ta tịnh tâm, đừng có nghĩa là ăn những đồ kích thích đó là vô, thành ra nó sanh ra con người sung lên, nó thành ra nó dạ thưa ngộ lắm. Chúng ta ăn sạch, làm sạch, nói sạch, nghĩ sạch, quân đệ tu đúng đi. Mừng thì bồi bàn bưng cái dĩa 10 cái cuốn chả giò cho thầy, dắp đổ lên bàn á, thầy kêu đệ tử cầm lên cắn đi, nó hư đó con. Đệ tử thì cầm cắn lên phối ùm mà chả giò hư mà vẫn còn đem lên thì nó không có biết, trong nhà hàng nó không biết. Nhưng huynh đệ tu giỏi đi, người ta bưng cái món gì lên mình biết cái gì trong đó đó. Bây giờ trong 10 một cái chả giò đúng không, trong đó có hai cái mặn phải không, thầy cũng biết nữa đó. Còn trứng á, dọn lên cho thầy biết trứng có trống hay không trống đó. Tức là mình sẽ biết hết cái tánh linh cho mình biết. Biệt nhất mình ăn sạch á, lỡ trong đó có tỏi cái hành á, cái miếng cuối cùng nằm trong răng mình là hành với tỏi không vô trong bụng được. Mà đây là mười mấy hai chục năm là như thế hả, lỡ ăn vô là nó có là dính trong răng, nó không vô bụng. Các ngài đã chọn lựa hết cho mình rồi, cho nên mình phải giao thân mạng này cho chư Phật, các ngài chăm sóc mình để mình làm phương tiện làm việc cho bá tánh chúng sanh để báo hiếu chư Phật. Cho nên chúng ta được các ngài gia hộ, dạy dỗ, hộ trì, giúp đỡ, bảo vệ tuyệt đối luôn là như thế. Cho nên ráng tu cho giỏi vô để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, tạo phước cho gia đình con cái của mình, nhớ không? Còn ăn đi mua thì phải kỹ lưỡng, bây giờ cái gì cũng có độc cả. Hở ăn trật là coi chừng mình tự mình giết mình thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Này câu hỏi rất là tức cười mà cũng hơi mâu thuẫn chút xíu. À, sẵn đây thầy nói lại, thầy có lên Phoenix cái chỗ thầy có giảng, thì có ở bên Mỹ có mong thầy rất là ngộ, kêu Phật tử đi thọ Bồ Tát giới đi, không cần tụng kinh ăn chay cũng thọ Bồ Tát giới được. Câu này thật là phỉ báng Phật pháp, phỉ báng Phật giáo, rất là phỉ báng. Thọ Bồ Tát giới không ăn chay, tụng kinh niệm Phật cũng được, đau khổ không? Rất là đau khổ cho cái vị đó, tội nghiệp cho cái vị đó. Thầy mới nói rằng nếu chúng ta thọ Bồ Tát giới rồi không ăn chay tụng kinh cũng được, thôi vậy tới thổ mẹ nó trư bát giới cho rồi đi, cũng giới mà giới trư bát, cũng bát mà. Nay Bồ Tát giới thọ, mình đi thọ bát quan trai thôi, thọ đại trư bát giới cho rồi, cần gì phải tụng kinh niệm Phật phải không? Vậy đặt cái giới làm gì mà nói được như vậy không á, hay thiệt. Còn chúng ta niệm Phật vãng sanh vậy, thầy mới nói xong. Thực sự á, tụng, mình đọc kinh lớn là gọi là tụng, mình niệm đầu nhỏ nhỏ là niệm. Thực sự tụng niệm là một thứ, mà thằng thì la to, thằng này niệm âm thầm, cũng thứ thôi. Nhưng mà cái thằng cha cho làm biến quá, tụng mấy miệng cho nên thôi niệm mẹ cho rồi. Nam Mô Di Đà Phật niệm nhỏ nhỏ thôi, làm biến tụng cuốn kinh nó dày quá mà, thôi niệm ngắn hơn. Thực sự chúng ta tụng niệm là một, mình tụng lớn quá gọi là thanh trì tụng cho mọi người nghe, tụng vừa nghe là kim cang tụng, niệm tụng nhỏ 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 gọi là niệm trì niệm thì giống nhau thôi. Nhưng mà người thế gian phân làm niệm Phật gọi là tịnh độ, còn tụng là gì? Cũng tịnh độ nhưng mà nó la to hơn chút, hiểu không? Nó mở cái vô bự hơn chút. Tụng niệm là một, nhưng thằng thì la to, thằng này nói nhỏ, nó là một thôi. Nhưng mà tự đặt tịnh độ, bây giờ muốn tụng kinh gì cũng được, miễn làm sao mình an lành hạnh phúc là đủ. Đồng thời mình phải biết yêu thương bá tánh chúng sanh. Khi mình tụng bất cứ loại kinh gì, mình phải biết yêu thương bá tánh chúng sanh, đó là chánh pháp. Và mình tụng kinh gì mà mình lụ đạn hay là mình sống tầm bậy tầm bạ, mình coi thường bá tánh chúng sanh, mình đi vào tà pháp rồi, nhớ chưa? Rồi đừng có nghĩ rằng là ai có quyền nói mình được vãng sanh hay không vãng sanh. Ai có quyền nói câu này? Ông Phật còn chưa thèm nói nữa, mày đặt nói là thọ Bồ Tát giới không được vãng sanh. Không ai có quyền quyết định người nào vãng sanh, người không vãng sanh. Đừng có nghĩ rằng mình đứng niệm cho người ta vãng sanh, mình cũng vớ vẩn. Mình lấy tư cách gì mình niệm cho người ta vãng sanh? Mình còn chưa xong đây. Ở trong người tu á, thọ 200 năm tục giới nó gọi là tỳ khưu, nhớ không? Vị này thọ 200 năm giới, còn ni là 300 năm chục giới. Còn bên cư sĩ chúng ta có cái giới gọi là kỳ khu, là kỳ cái khu mình cho sạch đi rồi kỳ khu người khác. A Di Đà Phật. Cái khu mình chưa xong mình đi nói người ta, mình niệm Phật chưa tròn còn nói ông niệm vậy không đi vãng sanh. Người tu mà tu mê muội là thấy người ta tu bắt chước tu theo, gọi là tiến lên, tiến lên ta quyết tiến lên, tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu. Hàng đầu không biết đi đâu, đi đâu ta không biết, ta cũng tiến lên hàng đầu luôn. A Di Đà Phật. Tu phải biết đi đâu,
không cần phải xin đâu hết đó, mình làm tròn bổn phận người con đối với Phật, phụng sự bá tánh là báo hiếu chư Phật, bởi chư Phật chính là bá tánh, bá tánh chính là chư Phật đó. Cái câu này có hiểu không vậy? Phụng sự bá tánh chính là báo hiếu chư Phật, bởi vì bá tánh chính là Phật, Phật chính là bá tánh mà. Thế mình làm tròn bổn phận đối với bá tánh chính là mình báo hiếu chư Phật rồi, mấy ổng là Phật mà, phải không? Câu này đâu có gì đâu khác biệt, nghe nó cao lắm, thật sự nó lùng sủng mà, thấp chổng mà. Phụng sự bá tánh chính là báo hiếu Phật, bởi vì mấy ổng là Phật nè, mà Phật chưa thấy Phật của mình thôi thì còn là bá tánh, khi thấy Phật rồi thì là không còn bá tánh nữa, có phải vậy không? Bá tánh cũng là Phật, cũng là bá tánh, hả? Giác là Phật, mê là bá tánh. Bây giờ quý đệ tự chọn giác hay mê đi, nói nhiều chi, ai như là Phật. Cho nên á, tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành, làm hết bổn phận cho bá tánh chúng sanh, thì mình đi đâu chư Phật đã biết rồi, cần gì phải xin, có phải vậy không? Mình là con cổng, mình có quyền quyết định, con đi về nhà khóa cửa, không mở cửa thì chúng ta khóc, vậy thôi. Mình quyết định là con của ba mẹ phải về nhà, từ pháp giới phải trở về pháp giới, từ cha mẹ phải trở về cha mẹ, đó là luật quyết định như vậy. Sống tròn bổn phận người con đối với bá tánh chúng sanh, đối với chư Phật thì mình có quyền trở về cha mình mà, phải ngang nhiên trở về mà không cần phải khóc lóc van xin gì hết, không cần phải xin ai hết. Tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành là có quyền trở về với cha mẹ của mình đúng ngày đúng tháng. Nam mô A Di Đà Phật. Ai cũng có quyền trở về với cha mẹ của mình cả, nhớ không? Không ai có quyền quyết định là ông niệm như vậy không được về đâu, vớ vẩn, nhớ không? Ai cũng có khả năng trở về với cha mẹ của mình hết. Dạ A Di Đà Phật. Kính dạ. Thầy, phải nói là con là một Phật tử, con rất là ngưỡng mộ thầy. Với cái thần thức của thầy, mặc dù tôi lớn tuổi nhưng mà phải nói là thầy rất là trẻ và khỏe. Dạ. Dạ. Cho nên ở đây 50.000 nha. Dạ. Ở đây con cũng muốn là thầy chia sẻ cái bí quyết mà thầy ngoài tụng kinh niệm Phật ra thì thầy còn có giữ gìn sức khỏe bằng cách như là tập thể dục hoặc là ngồi thiền hay là bên yoga hay như thế nào, thì thầy có thể chia sẻ một vài bí quyết. Thầy bởi vì đa số ở đây thì cô chú lớn tuổi thì hầu như người nào cũng có một vài thứ bệnh, ví dụ như là bị đau lưng, đau khớp hoặc là tiểu đường vân vân. Kính bạch thầy có thể chia sẻ Phật. Cho con. Thực sự thầy mới nói nãy mình biết thân xác mình là chánh điện của Phật, có phải vậy không? Mình biết giữ gìn cái này chứ, cái này là phương tiện duy để chúng ta học đạo. Nếu phương tiện này không trong sạch mạnh khỏe thì điều kiện cơ hội chúng ta học rất là ngắn. Cho nên phải biết giữ gìn là sáng tập, rảnh rang thì tập cái trí tuệ, tánh hạnh của mình. Nói như đó cũng thôi, mình cũng sạch rồi, cũng được rồi. Bên cạnh đó tập thể dục khi rảnh rang, đừng có làm biếng. Làm biếng là chủ nhân của bệnh tật. Đừng có lười, lười sẽ giết chết đời tu học của mình. Người tu không lười được, nhớ không? Đồng thời những gì không tốt không bỏ vô cơ thể. Cơ thể mình là hay ăn không tốt là nó đẩy ra ngoài bằng mọi cách. Cho nên nếu mà người tu hiểu được luật thì không được uống rượu, không được hút thuốc, không được ăn những cái vớ vẩn để làm cho hư cái chánh mạng, cái chánh niệm của Phật. Đàn bà cũng vậy, những gì không tốt lành đừng có bỏ vô. Đồng thời quan trọng nhất là cái thái độ sống. Thái độ sống là vui vẻ, hạnh phúc. Nó có rất là hay. Nó có hai cái cột mốc. Thứ nhất là bên tay trái này, nếu chúng ta sống bi quan, đau khổ, muộn phiền, thù hận, ganh tị, tranh chấp, mưu mô xảo trá lừa gạt, thì cơ thể mình mất rất nhiều năng lượng. Mà tế bào cơ thể mình rất là cần năng lượng để sống. Nếu mà mình sống với những cái thái độ này thì cơ thể mình mất rất nhiều năng lượng. Cho nên cơ thể tế bào nó chết rất là nhiều. Nó gọi là thoái hóa, nó già đi. Thầy lặp lại, nếu chúng ta có những tư tưởng thù hận, ghen tuông, ganh ghét, mưu mô xảo trá lừa lọc, bi quan, buồn phiền đau khổ thì cơ thể mình già rất là mau, năng lượng không có, cho nên tế bào chết lẹ lắm. Nó gọi là thoái hóa. Thay vì mình để cho cơ thể mình mất năng lượng và thoái hóa đi thì chúng ta phải tập sống vui vẻ, hạnh phúc, an lạc, rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Đó là những cái đức tánh này giúp cho cơ thể mình phát triển năng lượng. Nhờ năng lượng nhiều cho nên tế bào nó khỏe, nó mạnh, nó không bị chết nhiều quá. Vì năng lượng nhiều như vậy cho nên tế bào mình nó mạnh khỏe, nó mới sáng được. Cho nên mình trẻ. Chính vì nên chúng ta phải chọn lựa sống vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan, an lành, khiêm nhường, tôn trọng, quý mến huynh đệ ba tánh chúng sanh để giúp cho mình khỏe mạnh là nhờ những tư tưởng tốt lành này. Bên cạnh đó chúng ta phải ăn những điều tốt là những cái sạch, làm sạch, nói sạch, nghĩ sạch để giúp cho tư tưởng tánh hành của mình trong sạch tinh khiết thì chắc chắn mình sẽ khỏe mạnh trẻ. Còn nói đẹp thì không dám nói, nó cũng vậy à. Trẻ khỏe là đủ, nhớ không? Còn đẹp chuyện đó để mấy ổng tính. Có người nói thầy răng giả, có người rình thầy.
con của Trung Ngộ đâu. Nó đi Nha Trang với thầy một tuần, nó rình thầy coi thầy có lấy răng ra chà không. Mà thầy vẫn chà, nó vô lý, tại sao 62 tuổi mà răng vẫn như vậy mà không hư không sâu. Nó vẫn đều mà bằng phẳng, giống y răng giả. Ở trong đây cũng người nghĩ thầy răng giả này chứ phải không đâu, đúng không? Răng giả làm sao mà đều như vậy, răng thiện sao đều vậy phải không? Bằng phẳng à. Rồi cách đây một tuần có người hỏi thầy, mẹ của con sư phụ là răng giả đó, con coi mà đâu phải đâu, thiệt mà. Tụng kinh nhiều răng sư Phật ban cho mình, cho nên mình phải tận dụng những quyền lợi này để làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh. Dùng mình để làm phương tiện, thí dụ, mình phải khỏe, phải mạnh, mình nói người ta mới nghe được chứ. Thí dụ bây giờ Trung Đạo là huấn luyện viên khí công, thầy hướng dẫn sức khỏe. Thích Trung Đạo, ông bước ra ông đi lụm cụm, kính thưa quý vị khỏe không? Còn tôi gần chết mẹ nó rồi. Thì làm sao giảng sức khỏe cho ba tánh huynh đệ, nói là tôi tụng dữ lắm cho nên tôi mới tàn tệ vậy nè. Tôi tụng riết mà tôi muốn tàn tạ luôn cuộc đời. Thì còn làm sao mà gọi là quảng cáo cho Phật Pháp được, có phải vậy không? Chứ Trung Đạo đi quảng cáo cho Phật Pháp là chia sẻ những cái hiểu biết, chứng nghiệm cho huynh đệ. Mà Trung Đạo ngồi đây lụm khụm, răng cỏ rụng hết, da nhăn mà mắt sụp mí, mắt lé mà mờ nữa, làm sao quảng cáo cho Phật Pháp được, phải vậy không? Thì chúng ta phải cố gắng làm sao cho thân thể mình khỏe, mạnh, trí tuệ sáng suốt, lúc đó mình mới có cơ hội biểu lộ chánh pháp được. Mình mới nói, tôi tụng kinh này nè, tôi được như vậy nè, thì huynh đệ mới theo chứ, đúng không? Đúng không? Thì chúng ta là những người đại diện cho Phật Pháp, mình phải biểu lộ chánh pháp bằng cách là để cho thân mạng mình khỏe mạnh trong sạch, nhìn ai nhìn cũng thấy khỏe là được. Đó là mình đang quảng cáo cho Phật Pháp đó. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Gần cái trống à, gần cái trống á. Dạ. Được chưa cô? Về nhà tập thể dục nhiều vô, tập cái bài khí công của thầy đó, bài Phật gia khí công trong mạng có gì á, tập cho nhiều vô rất là khỏe nha. Di Đà Phật. Dạ. Mà ngộ lắm, càng tập nhiều cái đầu càng bóng, cái mặt càng bóng, không biết làm sao nữa. Năng lượng mạnh là cái đầu nó bóng. Như là Phật. Con có coi internet thầy dạy 49 ngày tụng cho Cửu Quyền Thất Tổ đó thầy. Nhưng mà con có tụng nhưng mà cho Cửu Quyền Thất Tổ mà thường thường nằm mơ thấy toàn là khi ông bà hay là cha mẹ hay là mình chết đó thầy, mình thấy hoài mà cũng như là có được siêu sanh tịnh độ không thầy? Có hai cách thấy. Bây giờ huynh đệ, tất cả bổn phận đầu tiên người Phật tử thuận thành chân chính là chúng ta phải biết cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình đồng được no đủ và siêu sanh. Cái luật tụng là tụng 49 ngày, sau 6 giờ chiều để ba chén cháo lên bàn thờ, chỉ xuống muối gạo tụng. Nếu huynh đệ thành tâm một lòng một dạ cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ thì thật là đại phước cho các ngài có cơ hội siêu. Cho nên khi trở về có hai hình dạng. Nếu huynh đệ thấy những ông bà nào không biết thì ông bà cố tổ mình đâu biết đâu, mà về 20-30 người, 50-60 người mà mặc đồ đẹp, mặc đồ lam như nè, hay mặc đồ sạch sẽ, vui cười trước mặt mình á, rồi tụ tập lại ăn uống vui vẻ là biết các vị chuẩn bị đi đó, chúc mừng. Còn về mà thấy ông nào tùm lum về gặp mà mặt mày đen từ lùi, mà mặc đồ dơ dáy mà buồn phiền, cái mặt buồn á, là biết chưa đủ, tụng vậy sẽ được các vị về báo. Mà các vị rất là hay, rất là sòng phẳng, khi huynh đệ tụng giúp cho các ngài siêu, các ngài quay trở lại giúp cho con cháu hưng thịnh, bởi vì luật nhân quả, các ngài rất là tuân thủ. Hả, người ta giúp mình siêu, mình quay trở lại mình làm việc, cho nên gọi là âm siêu dương mới tới. Nếu âm không siêu thì dương què quặt. Suy nghĩ đi rồi tự làm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa cô. Dạ, thưa thầy, con dạ. Xin hỏi thầy, con có người cô á thầy, cách đây 4 hôm mới cô bị đang mạnh khỏe mạnh như đó rồi cái bị xuất huyết não. Dạ, đang nằm cấp cứu á, con xin thầy. Mà bà có tụng niệm kinh gì không? Dạ, em không trai? Biết, không biết tụng niệm kinh. Không biết tụng niệm kinh, không dạ. Gì hết hả? Tôi dạ. Coi như là mình coi như là cái nghiệp nó tới vậy đó. Dạ, bây giờ con làm cách nào để mà... Dạ, thưa cô, bây giờ bà xuống cái não bà đâu có nghe ai đâu, cái thức bà đâu có nhớ biết gì đâu. Dạ, mà chỉ là nằm gì. Còn thở nhưng mà không có tỉnh lại. Dạ, 4 đúng ngày. Như bây giờ cô cứ cầu nguyện hồi hướng, chuyện đi. Rồi phước báo bà còn bà nhận được, còn không chuyện đó của nhân quả với lại cái chuyện đó của mấy ông địa tạng làm việc này không biết. Dạ, thế lúc mà vô săn sóc cô á thầy, mình có thể mình nói nhưng mà cô có nghe được kệ không đó mình thầy? Để lỗ tai bà mình niệm vãng sanh đi. Dạ. Niệm vãng sanh đi, chúc cho ăn gia trái chủ bà tiêu trừ, mình cứ niệm như lỗ tai bà đi, nếu mà bà còn nghe được thì phước dạ. Bà có thể là vãng sanh đó. Dạ. Niệm vãng sanh quyết định chân ngôn, thứ nhất là giúp cho bà giải trừ ăn gia trái chủ, thứ hai giúp cho bà đi lẹ lẹ lên nhẹ nhàng hơn. Dạ. Nha. Dạ. Nếu bà tới lúc rồi đó thì bà đi bà vui vẻ thì nó khỏe đó, mà nếu bà nghe được tiếng niệm đó cũng là phước.
làm được gì cứ làm nha. Hãy lợi lạc cho người thân cứ làm. Dạ. Như là Phật chúc con may mắn nha. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, tụng kinh cho giỏi vô để cái lời nói mình có điểm mạnh mẽ hơn nha. Như là Phật. Còn khi xảy ra chuyện rồi mới biết niệm Phật thì hơi muộn. Tại sao còn khỏe không niệm Phật cho nó khỏe luôn đi, chờ lúc có chuyện bắt đầu lết bằng mo, bò bằng mũng nó mới rên rỉ là sao? Không hiểu. Chờ khi mà đụng chuyện mới nói, má ơi con đau khổ, khóc hồ hộ nói, lúc mày khỏe tao nhắc mày, mày đâu có nhớ đâu, phải không? Có tiền có bạc chạy nhau ngoài đường, coi bá tánh không ra cái ôm vậy, từng nằm xuống lúc đó mới thấy đau khổ đó. Cái đau khổ này là cái ông Phật trong người mình đau khổ đó, chứ không phải mình. Lúc mà nằm một chỗ rồi mà còn hiểu biết chuyện đó, tại sao người ta đi qua đi lại, người ta cười nói, người ta giỡn, đang uống là còn mình nằm một chỗ, mình ngó qua ngó lại không làm được gì. Cái hận sân trong này nó càng lúc càng lớn, cho nên cái nghiệp nó chồng chất. Cái người mà biết đau khổ là cái ông Phật trong này đau khổ, còn cái thằng mà nằm đó nó không biết đau khổ đâu. Cái sự hiểu biết trong mình đau khổ là ổng đó. Đau khổ chưa thấy tội nghiệp ông đó chứ. Lúc còn khỏe không to nằm chỗ rồi, cái người mà đau khổ nhất chính là ông Phật của mình á. Cái nhà của ông đã tàn lụi nằm đó không biết lúc nào đi, muốn chết không được, muốn sống không được, đó là sự đau khổ cục cừng của con người. Là vô cùng tận của một người không sống được, không chết được. Thật ra phải cố gắng tụng kinh bây giờ để đừng bị như vậy. Pháp môn vô lượng thì hãy học nè bà ơi. Thấy người ta đau khổ, người ta làm mình đau khổ, nguyện không làm ai đau khổ hết. Thấy đời này không ghét ganh ghét với ai. Thấy người ta làm cho mình đau buồn, nguyện đời này không làm cho ai đau buồn. Đó là pháp môn vô lượng thầy huyện học đó bà. Hiểu không? Bà ơi, bà hiểu thầy nói không? Dạ, A Di Đà Phật. Cho nên những gì mà người khác làm mình đau khổ, đã đau khổ rồi, nguyện đời này không làm ai đau khổ hết. Thấy người ta hận thù vì không lý do hận thù, nguyện đời này sẽ không hận thù ai. Thấy người ta ganh tị mưu mô xảo trá với mình, nguyện đời này không ganh tị mưu mô xảo trá với ai. Đó mà là người có trí và học từ những cái không tốt lành để đời mình tiến hóa, thăng hoa. Đó là người học trong Phật Pháp. Chứ còn người ta trả thù, mình trả thù lại, mình là tiểu nhân rồi. Đừng bao giờ dùng câu tiểu nhân trả thù 10 năm chứ mà quên đó, quân tử chứ quên đó, lộn tiểu nhân. Chứ có thằng tiểu nhân mới trả thù thôi, còn quân tử làm gì trả thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thằng quân tử không bao giờ trả thù, chỉ có thằng tiểu nhân mới trả thù thôi. Quân tử làm lơ đi mất. Nam Mô A Di Đà Phật, thôi kệ nó đi, mất chứng gì phải lo. Phải không? Người ta người niệm Phật tụng kinh rất là dễ chịu, chuyện gì cũng ok hết là được rồi. Mắc chứng gì phải biết, chi nhiều không cần thiết. Bây giờ huynh đệ, trung đạo khuyên huynh đệ, những gì không có trong cái việc tu để cho người tốt á, bỏ. Để đừng đem thêm rác rưởi cho cái đầu này, nó mất công, nó chỉ biết niệm Phật yêu thương bá tánh là đủ rồi. Đơn giản mộc mạc dễ đi hơn. Hiểu không? Đơn giản, càng đơn giản, càng đơn giản thì càng tốt cho việc tu học của mình. Thôi. Tại vì là Phật để khỏi sanh phiền não. Biết chỉ cho nhiều, mà sư biết một đống giờ sợ muốn chết luôn, dục qua hết bên đi, đi thẳng luôn. Rồi vô trung đạo, không trái, không phải, không trên, không dưới. Không giàu, không nghèo, không sang, không hèn, không giỏi, không dở, không thắng, không bại, không hơn, không thua. Thì đọc câu này là bà sẽ hiểu tại sao. Chợt sinh ra với hai bàn tay trắng. Mình ra thế gian có cái gì không? Trần truồng đâu có quần áo đâu. Khi lìa trần cũng trắng đôi tay. Khi chết rồi có đem gì theo không? Cũng không. Trần gian ai dở ai hay. Giàu hèn chết cũng tán thay ngoài đồng. Chết rồi thằng giàu cũng ra ngoài đồng, thằng nghèo cũng ra ngoài đồng à. Chứ đâu có đi đâu, đâu lên trời đâu. Hả, nằm xuống rồi thằng nào cũng ra kia cho run dế nó ăn sạch hết luôn. Giàu hèn cũng vậy à, thằng đó đón nào chung trên trời, phải không? Cho nên á, trần gian ai dở ai hay, không có ai dở mà ổng hay hay đó. Chết rồi cũng làm mồi cho run dế thôi, cho nên là giàu hèn chết cũng tán thay ngoài đồng là vậy đó. Trung đạo hiểu được lì từ hồi 14 tuổi, cho nên kể nó đi, ai hơn cho mình cũng cho nó hơn cho rồi, hiểu không? Nên ra thôi kể nó đi, cái gì đó. Lợi lạc cho ba tánh cứ hỏi nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin hỏi một câu là khi mà heo, gà, vịt còn sống mà ngoài chợ người ta làm đó, chết rồi đó, mà mình mua về mình ăn vậy đó, mình có độc? Như trung đạo có ai mời ăn thịt đâu, phải không? Như tất cả chúng ta không ăn hết cái chợ này, nó sẽ không ăn thịt, bán đậu hũ không à. Bây giờ thầy nói thiệt nha, bây giờ cái chợ đây đúng không, bây giờ chung quanh chợ này đi, đừng có người ngoài vô. Nó để bày thịt ra 4-5 ngày mà không ai tới mua, mà toàn là ăn mua đậu hũ không thôi, thì tất cả người sẽ bán đậu hũ hết. Mà cạnh tranh bán rẻ hơn chút xíu nữa. Thử làm một năm sau đi, không ai đem thịt tới đây bán đâu. Phải đúng không? Đúng không? Thế như là Phật hiểu rồi ăn. Như là Phật. Dễ hiểu vô cùng. Có ai mời trung đạo ăn thịt bò thịt gà đâu, biết không, ăn chay mà.
mình đi ngang mình thấy miếng thịt mà mình thèm chảy nước miếng là biết rằng là ác niệm mình vẫn còn đầy rẫy đó nha. Thấy chúng sanh mà chảy nước miếng là biết là ác niệm mình vẫn còn đầy rẫy. Bao tử mình là cái nghĩa địa tập thể đó, A Di Đà Phật. Rồi ai hỏi nữa? Dạ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn ngân kính chào thầy, thầy giảng cái lời vừa cái lời tục mà đưa vào pháp quá hay. Phật lại thầy giảng lời cần tục đưa vào pháp quá hay. Ý con muốn hỏi, bây giờ con hiểu thầy quá. Vừa lần rồi con rất kính trọng thầy, nhưng bản thân con chưa biết cái tiểu sự của thầy, thầy nói tiểu sự cho thầy cho con biết. Nam mô A Di Đà Phật. Biết cái gì hả? Dạ tiểu sự của thầy cho tụi con trời biết. Trời đất ơi. Cái thằng lộn xộn mày nghe chỉ mất công mệt lỗ tai. Nó chết từ đời nào rồi ông ơi? Thằng khỉ nó chết từ lâu rồi. Cái thằng xưa nó chết rồi, thằng mới là trung đạo. Thằng kia nó chết lâu rồi, chết từ đời nào rồi, bây giờ không biết nó ở đâu nữa. Còn bây giờ ông này trung đạo mới tin, tu chuyển kiếp mà. Cái thằng lựu đạn nó chết rồi thì con phải còn ngồi đây, tu chuyển kiếp. Thầy có giảng tu chuyển nghiệp á, chuyển hết. Ngày xưa nói tao đá mày nha mày là cái chân vô mặt ta rồi. Đó, ngày xưa là vậy đó. Tao đấm mày nha mày là con tay vô con mắt. Ha, miệng nói là tay làm, tao nói tạo nghiệp không à, đâu biết mình vô minh đâu. Cái thấy mình hay mình giỏi, bởi vì mình vô minh cho nên mình tạo nghiệp mình không hay đó. Cho nên dứt khoát không. Giờ cuộc đời mới tin rồi, nhắc chi cái thằng gốm đó. À, thì xin tóm lại cái bài giảng là chúng ta nhắc lại tất cả quý vị chúng ta cho dù tụng kinh gì, đọc pháp gì, việc đầu tiên chúng ta là chúng ta tập theo cái hạnh của Thường Bất Kinh Bồ Tát là biết cúi đầu khiêm nhường kính trọng huynh đệ Phật tử trước mặt, bởi vì ngài biết rằng tất cả chúng ta đều là Phật sẽ thành trong tương lai, cho nên mình tu cái gì mình cũng thành Phật, nhưng mà sớm hay muộn thôi, rõ không? Nhưng mà người tu biết sửa những cái lỗi lầm của mình, những thói hư tật xấu phải bỏ, những gì không cần thiết bỏ liền, đừng có vướng nó, bỏ liền tức thì, có gì cần thiết lấy vào để tiến hóa. Cho nên trung đạo nhắc nhở huynh đệ cố gắng mình rất là gần gũi chư Phật, bởi chư Phật chính là tình yêu thương và khiêm nhường. Cho nên Thượng Bất Kinh Bồ Tát trong Pháp Hoa chính là cái bài cốt yếu nhất của Pháp Hoa, là dạy chúng ta nhìn huynh đệ Phật tử chính là Phật sẽ thành, và tất cả chúng ta đều là Phật sẽ thành. Cho nên phải biểu lộ cái tánh khiêm cung cung kính đối với huynh đệ bá tánh sanh, để chi? Biểu lộ cái tính yêu thương không phân biệt. Bồ Tát yêu thương bá tánh sanh không phân biệt, bởi mình cũng là bá tánh chúng sanh. Cho nên huynh đệ phải biểu lộ tánh này. Người tu Phật là không hơn, không thua, không thắng, không bại. Hả muốn thắng là bại, muốn hơn là thua. Hả muốn cao là thấp. Chứ không phải lùng. Mình muốn cao với ta là mình là thấp rồi, thì mình thấp với chính mình. Muốn thắng là mình bại với chính mình, muốn hơn là mình thua với chính mình. Cho nên người tu Phật không hơn, không thua, không thắng, không bại, không cao, không thấp, không giỏi, không dở, không giàu, không nghèo, không sang, không hèn. Rõ chưa? Như vậy mới là đi vào con đường của Phật. Phật tổ đi vào trung đạo ngày mới đắc. Bởi vì mình còn phân biệt, còn kỳ thị, chúng ta còn vướng mắc, hả còn chê trách, bắt lỗi huynh đệ, là cái bản ngã thấp hèn mình còn. Cho nên ngài dạy chúng ta, tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ, xử mình, sau đó không xử ai. Hay còn xử người, còn nghĩ là cái tôi phàm phu tục tử, bản ngã mình còn, cho nên vẫn còn phải tiếp tục tu đến khi nào không thấy lỗi lầm của ai cả. Lúc đó mới thật sự là Bồ Tát ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn, ngay trong đời sống sao không thấy. Thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian mà, phải không? Đúng vậy không? A Di Đà Phật. À, kính chúc huynh đệ mọi sự an lành, thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm kiên định, học đạo tinh tấn để làm việc cho bá tánh chúng sanh bằng lòng yêu thương và tánh khiêm nhường. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chúng ta đồng khởi thân quỳ để đảnh lễ cảm tạ giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những khi quỳ xuống bên thầy, con nghe hạnh phúc đóng đầy trong tim. Bên thầy con thấy bình yên, tâm con rộn rã bao niềm yên vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Hôm nay chúng con đã đủ duyên lành về đây để tu một ngày niệm Phật an lạc lần thứ 37, và chúng con được hạnh phúc thay hơn được gặp lại thượng tọa giảng sư trong bài pháp sáng nay, và qua đó chúng con đã được nghe phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, và đặc biệt là những tính khiêm nhường.
từ trong sâu thẳm rạng ngời, ơn thầy dạy bảo suốt đời không phai. Bao dung từ ái biện tài, trải lòng khiêm nhận hành, và nghe theo lời dạy của chư tôn đức, chúng con nguyện sẽ được trí tuệ luôn sáng suốt, học đạo được tinh để nhìn thấy bổn thân của mình là Phật, để được sống như các ngài đã và đang sống, để làm những điều các ngài đã và đang làm cho chúng sanh, để được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, và được phục vụ mọi người với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Vâng, một lần nữa chúng có nguyện ý giáo phụng hành. Chúng con nguyện cầu hồng ấn Tam Bảo luôn gia hộ cho Thượng Tọa Pháp Thể Khinh Năng, chúng sanh dị độ, Phật Đạo viên thành. Quý Ngài mãi là bậc hướng đạo tỏ đường, giúp chúng con xa nẻo mê lầm quay về biển giác. Chúng con xin đế đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Con di đà Phật, cảm niệm công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ. Cầu xin chư Thiên chư Phật chư Bồ Tát mười phương gia hộ dạy dỗ dìu dắt huynh đệ học đạo tinh tấn, trí tuệ sáng suốt và tâm kiên định, biết mình là Phật để được sống với các ngài đã và đang sống, để được làm những điều các ngài đã và đang làm cho ba tánh chúng sanh, để được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, phụng sự ba tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối giống như Thường Bất Kinh Bồ Tát. Cái miệng mình ngày xưa chưa có tụng kinh, tụng đầy bi, tụng gì đó vậy ha, phàm khẩu trở thành thần khẩu, tụng nhiều năm thần khẩu thành thánh khẩu, tụng nhiều năm, tụng có qua nhiều năm thánh khẩu thành Phật khẩu, nên mình nói là có Phật lực. Ở đây có một huynh đệ giảng hôm nay nè, anh này bình thường lúc mà chưa có biết tụng kinh á là người ăn chơi rất là nhiều, có nói một câu thôi, giờ này chưa còn chịu tu mà làm gì nữa, sao không ngồi xuống tu đi. Mà cái câu này nó lặp đi lặp lại trong đầu của anh tới 2 tuần, ghê chưa. Cuối cùng lên quỳ xuống đảnh lễ xin tu. Bây giờ người ăn mặn, ăn đủ loại con gì mà trong làng trong xã mà đem tới là bán cho ảnh không thôi, ảnh cũng ăn. Mà ăn cá nhỏ là giận hờn không ăn, quay đầu một cái 180 độ là chay trường luôn tới ngày hôm nay, là không có còn thèm khác gì nữa đó. Giờ tụng rất là giỏi tới cái lúc rồi. Nhưng mà cái miệng mình đó, khi mình tụng pháp hoa nhiều, đạo hạnh mình cao, đức mình lớn, phước báo nhiều, tất cả những vấn đề tới gặp mình đều, giữa mình với họ đều có cái duyên. Nhưng khi mình vận dụng cái Phật lực, cái Phật khẩu này mình nói đó, thì tự nhiên cái chữ đó đi trong đầu đi lại, họ cứ nghĩ, họ nghe hoài à, cái họ phải làm theo, bởi cái duyên họ đã tới rồi, hiểu không? Thầy huynh đệ, thầy muốn nói điều này, bởi vì huynh đệ đã tụng pháp hoa, tụng dược sư, cái miệng mình đều có thần lực cả, nói là có kết quả, cho nên phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình, không thôi sẽ tạo tác nghiệp quả, nhớ không? Nhớ chưa? A Di Đà Phật, cẩn thận. Càng tụng kinh, càng nói chuyện vui, càng nói tếu, càng tế như Phật, chứ là 1/1000, 1/100000 thôi. Chư Phật rất là ngọt, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Mà cái lời nói nó nằm trong cái đời này là cả một cuộc đời. Nói một câu mấy chục năm nó vẫn còn nằm trong cái đầu này. Thì các ngài nói như vậy, nghĩ lại coi mình tụng kinh, mình nói vô đầu một người bạn mình nó nằm bao lâu. Ngài nói có một câu thì nó nằm trong cái đầu này hoài à, nằm để lặp đi lặp lại cho mình sống theo cái hạnh đó. Cái hạnh của ngài gọi là tiên sự bỉ hậu bất sự kỷ nha con. Tức là trước xử mình, sau không xử ai hết. Bởi vì chư Phật không bao giờ xử chúng ta, chỉ có luật nhân quả xử mà thôi. Cho nên các ngài làm theo luật, các ngài tiên sư bỉ trước là xử mình, tụng kinh niệm Phật để giữ tánh hạnh cho mình tốt lành, trong sạch, tinh khiết, để giữ cái hạnh kiểm của mình được an lành, tốt lành, đối xử với mọi người lịch sự, tế nhị, giúp đỡ, rộng lượng, từ bi, bác ái. Cho nên chúng ta phải tập theo các ngài là sửa mình trước, sau đó không sửa ai hết. Nếu chúng ta còn sửa huynh đệ là cái tôi mình còn, cái bản ngã thấp hèn mình còn, cho nên mình thấy người ta có lỗi hoài. Mình tu đến khi nào mình thấy không ai còn có lỗi, chỉ có lỗi của mình thôi, lúc đó mình là ai chư Phật đã biết rồi. Dễ không? Quá dễ luôn đó, Di Đà Phật. Quá dễ. Làm được không mới là quan trọng chứ, phải không? Tu rất là dễ, chúng ta hiểu luật, chúng ta làm theo luật. Huynh đệ có lỗi, mình đâu cần phải nói đâu, mình chỉ cần biểu lộ cái tánh Phật mình cho huynh đệ thấy thôi, là huynh đệ tự hiểu mình làm trật hay làm trúng rồi. Thành ra chư Phật cũng vậy, ông làm thinh ông đâu có nói gì đâu. Đệ tử nó nói sư phụ phải la tụi con chứ, tao còn la tao chưa xong, la tụi bay mắc chứng gì tao tốn thời gian, tao lo la tao còn chưa đủ nữa, phải không? Có bây giờ tụi nó nghe thầy la từ nhỏ đâu, mà thầy la một lần là bệnh mấy ngày, có dám la không? Thầy la một lần là bệnh mấy ngày đó. Đệ tử này nè, trước mặt thầy nó cứ móc cước mũi thầy ghê cái đó lắm. Thầy nói mày móc nữa mấy ngày nữa mày bệnh á, nó thọt ra vô bệnh 3 ngày, nói tại sư phụ mà con bệnh á, thì tại mày không nghe lời tao mày mới bệnh. Thấy chưa?
thầy đâu dám la đâu, thầy nói không mà còn bệnh gì thầy la. Đệ tử bên Mỹ thầy nó gọi trong điện thoại cho thầy, nó than phiền một cái chuyện mà gọi là bức xúc quá đó. Thầy cũng bực theo chuyện bức xúc, thầy la trong điện thoại, xong nó bệnh 3 ngày. Nó làm cái gì nó cũng nhức đầu, nó thở mạnh nó cũng nhức đầu, nó nhúc nhích nó cũng nhức đầu nữa. Cái nó gọi nó, trời ơi phụ la con bệnh mấy nữa, thôi vậy ta xin lỗi, không la nữa, cái nó hết nhức đầu. Cái miệng mình nó vậy đó, nó đâu dám la ai đâu, mình la mình chưa xong nữa. Thật ra cái người tu phải hiểu luật là cần gì phải la, tiên sử bỉ hậu bất sử kỷ, trước sử mình, sau không sử ai hết, đó mới là Bồ Tát đó. Khi mình không la rầy thì không thấy lỗi huynh đệ, chính là Bồ Tát. Bồ Tát không thấy lỗi có ai hết. Cho nên thường bất kinh Bồ Tát, cho dù bị mắng nhiếc, bị chửi bới, bị chọi đá, bị đánh đập thế nào, ngài cũng mỉm cười cúi đầu, các vị là Phật sẽ thành, các vị là... thật sự là đúng như vậy, huynh đệ là Phật sẽ thành mà. Đúng không? À, tu là có à. Tu cỡ nào cũng có chứng hết trơn á, làm sao làm đừng có nổi chứng là được rồi. Ai đó thôi. Mà người ăn mặn tu sẽ được chứng rất là mau, nổi chứng á lẹ lắm. Vì ăn mặn dễ sân lắm. Tại vì thấy không, thử chọi con chó coi, mà dồn nó hồi nó cắn mình á. Nếu mình ăn thịt bò đi, ông kia ở ngoài Bắc ông nói á, nhỏ uống sữa bò, lớn ăn thịt bò, liền cho con bò, nó không biết nghe. Ông nói đúng mà, thầy thấy rất là trúng luôn. Nhỏ uống sữa bò, lớn ăn thịt bò, liền cho con bò, nó không biết nghe. Giờ con nít nói đâu nghe đâu. Thử coi giờ nít huynh đệ nói nó nghe không, không có nghe cha mẹ đâu. Vì cho nó uống sữa bò mà. Ai cười vậy? Đúng vậy luôn á. Giờ con nít nói rất là khó nghe. Thế nên thôi đừng cho nó uống sữa bò, cho nó ăn thịt bò, lớn lên nó lì như con bò, nó không thèm nghe mình đó. Tức mình thêm chứ làm cái gì. Thì nhắc lại, tụng Pháp Hoa, cái phẩm quan trọng nhất là thường bất khinh Bồ Tát. Dạy cho mình cái hạnh của Bồ Tát, đó là thường bất khinh Bồ Tát. Dạy cho mình phải biết khiêm nhường kính trọng trước tất cả Phật đang sống. Các vị trước mặt là Phật, trung đạo nhìn thấy Phật trong lòng của các vị. Cho dù huynh đệ chưa nhìn thấy, trung đạo cũng nhìn thấy. Nhưng mà trung đạo không phải là thường bất khinh Bồ Tát đâu, là một trung đạo rất là bình thường. Nhưng cái lòng trung đạo lúc nào cũng nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ. Đó là quan trọng nhất, là nhìn được Phật tánh của huynh đệ mình, là mình cho mình có một cơ hội nhìn lại Phật tánh của chính mình. Nhìn huynh đệ, thấy Phật tánh huynh đệ để nhắc nhở mình. Huynh đệ với mình cùng là anh em, cùng có một cái tánh giống nhau, mà thế gian sách vở gọi là Phật. Mà thực sự là cái hồn rất là khôn linh, rất là thông minh, bỏ cái nhà này lấy cái nhà mới liền tức thì. Mà những người tu chúng ta đây á, tu thời gian dài rồi ngộ lắm, lỡ chết nửa chừng phải không? Mình có quyền chọn đi về đâu, về nhà nào, trai hay gái, mình có quyền chọn. Hai đứa đệ tử của thầy nó có bầu, nó hỏi sư phụ ơi, con trai hay gái nó không cần đi đi gì đó, ultrasound tiếng Việt Nam mình gọi là gì, siêu âm à? Thầy nói đằng nó con gái đó con, tới chừng đẻ ra ăn trai. Mà lúc thầy nhìn thầy nói gái, mày thấy bà ni đi vô, mà hai đứa thầy đều thấy ni đi vô. Thì mới chợt nhớ ra là trong Pháp Hoa nói là tu chuyển kiếp. Thì ra hai bà ni tu là mới chui vô đó ra thằng trai. Mới hiểu ra thì ra chúng ta tu có quyền chọn lựa đi về đâu và làm cái gì ở nhà nào. Cho nên người tu được một cái quyền lợi lớn nhất là được phép chọn trai hay gái, giàu hay nghèo, thông minh hay đần độn, là người tu có quyền lợi đó. Và nếu chúng ta không tu thì chúng ta sẽ chết, rồi trôi lăn trong nghiệp quả của mình đã tạo tác, rồi trở lại thế gian, rồi sẽ trả quả những gì mình đã đem theo. Người chết chỉ còn có một cái duy nhất mà theo thôi, đó là nghiệp. Cái thức mang theo cái nghiệp, rồi sẽ trả quả theo mình đã tạo tác trong lúc sinh tiền. Rõ không? Rõ chưa? A Di Đà Phật. Đâu có quần áo đâu, đúng vậy mà, phải không? Mà khi chết rồi á, người ta không lấy cái nút lại, không cho đem theo cái nút, sợ cấn đau. Chết rồi mà còn sợ cái nút nó cấn đau nữa. Lạ lùng. Khi ra thế gian thì chẳng có gì, khi ngủm rồi thì có gì không? Nhưng có một thứ đi theo mình gọi là nghiệp, thức nghiệp, nó không bỏ mình, bởi vì mình là chủ nhân của nó, là tài sản nhất mà của người ta đem theo qua thế giới bên kia, rồi quay trở lại thế gian, nó gọi là thức nghiệp. Nhưng mà người tu, chúng ta phải chuyển nghiệp. Thì trước thì thầy có giảng bài tu chuyển nghiệp ở đây nè. Đúng rồi, tu chuyển nghiệp đây nè. Thì mình tu mình chuyển được nghiệp lực của mình từ một cái xấu thành cái tốt, từ một cái tốt thành tốt tốt hơn nữa, cho nên mình ngồi xuống tu là mình sửa đổi bản thân mình, rồi mình chuyển nghiệp lực xấu thành tốt. Cho nên người chúng ta có quyền chọn lựa đi đâu khi dứt hơi thở cuối cùng. Chỉ chúng ta tu tốt, tu đúng, chúng ta nhìn thấy được bản thể thiêng liêng của mình là Phật, là mình có quyền đi về đâu và không cần phải xin xỏ ai hết, không cần phải niệm Phật để cầu vãng sanh, không cần. Tại sao không cần?
Bởi vì bản chất thiêng liêng của mình là Phật. Thì mắc chứng gì mình không chịu sống trong thánh Phật rồi đi về với cha mẹ của mình. Cho nên việc làm chúng ta có hai điều thôi, là nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, hết chuyện. Chuyện còn lại luật nhân quả chư Phật sẽ tính, đúng không? Thì mắc chứng gì ngồi khóc lóc van xin vãng sanh, trong khi bộ làm mẹ, làm chồng, làm cha, làm anh, làm chị chưa xong mà xin đi đâu? Đúng trách nhiệm hả? Đúng trách nhiệm hả? Chưa gì hết, còn đẹp gái, còn mạnh khỏe, xin vãng sanh là vô lý. Đi đâu? Còn chưa biết nữa mà. Phải không? Không biết Tây Phương chỗ nào mà đi, biết đâu mù mờ, biết chỗ nào là Tây, chỗ nào là Nam, chỗ nào là Bắc, chỗ nào là Đông. Ngụm cái rồi lọt xuống cái chỗ mà kinh khủng nhất, gọi là địa ngục ở tại thế gian á. Dạ. Dạ đúng như nó lụm. mà mình tu cà chớn là vô thường nó lụm lẻ lắm. Lụm đó, tại vì cái người mình vô minh là vô thường lụm, mà người tu tỉnh thức biết mình đi đâu, làm cái gì. Cho nên tu phải tỉnh thức. Mình tụng Pháp Hoa phải biết rằng mình đang học Đại Bồ Tát Hạnh, mình làm tròn cái nhân đạo, yêu thương bá tánh chúng sanh giống nhau, đồng đẳng, đó là Bồ Tát. Và biết biểu lộ cái tánh khiêm nhường của Thường Bất Khinh Bồ Tát, là gặp ai cũng nhìn thấy Phật cả. Và phải biết rằng rõ ràng trước mắt mình là Phật, rõ ràng như thế luôn. Đó là sự thật mà chúng ta không chấp nhận. Vì chúng ta nhìn cái mặt mẹt nó khác nhau nè. Mặt đẹp trai, cười có duyên thích nó, còn cười xấu quá không thích. Cái chỗ đó chúng ta học không tới là vậy đó. Khi mình nhìn ai cũng thấy dễ thương hết, mình nhìn thấy mọi người cũng dễ thương, ai cũng đáng yêu hết, thực sự nó mới chính là Bồ Tát đó. Mà mình phải thực hiện cái tánh này ở tại ngay lúc này nè. Thì để chúng ta nhắm mắt mỉm cười đi là vậy đó. Không những Bồ Tát ở gọi là hữu dư, ngủm một cái Bồ Tát vô dư. Đi đi thì lúc đi nó dễ dàng nhẹ nhàng, đi đâu cũng được. Muốn đi là đi, muốn về là về, chọn lựa cái nơi mình muốn đến. Nhớ không? Từ bỏ cái nơi mình không thích. Thật ra phải cố gắng giữ gìn cái thân mạng này cho sạch, cho khỏe. Bởi vì cái nhà này chính là nhà của Phật. Cái nhà này chính là một chiếc thuyền vững chắc để giúp chúng ta tỉnh ngộ, đi qua bên kia bờ. Nhớ không? Cái thuyền này mà ọp ẹp không đi đâu cả. Cái thuyền này mà nó mục nát rồi, ra biển khổ nó đập một phát lè le từng miếng một, thì làm sao mà có phương tiện tu. Cho nên phải khỏe, phải mạnh, phải sạch, phải thông minh sáng suốt, thì ông Phật trong này mới có cơ hội học được nhiều hơn. Là nhờ cái nhà này sạch đẹp thì ông có nhiều cơ hội hơn, nhiều điều kiện hơn, lâu dài hơn. Còn nếu mà bệnh hoạn, đầu gối nhức, lưng đau, nhức đầu, mắt mờ, làm sao tu? Chứng tỏ là cái thuyền mình nó cũ rồi, có phải vậy không? Đúng không? Thì ông Phật chính là cái hồn. Nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ trở về với Phật. Còn nếu không hiểu thì cái hồn nó thành mà. Bây giờ muốn đi lang thang hay muốn về với Phật, tự quyết định đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Trung đạo giảng không bao giờ viết bài, vô đây hỏi con câu rồi làm việc luôn, khỏi viết bài gì á, không viết câu nào xuống. Khi chúng ta nói chuyện về đạo pháp, chúng ta dùng cái trí tuệ phàm phu viết xuống thành văn, là mình đã đưa tri kiến của thế gian vào trong việc đạo pháp, là chúng ta nói không bao giờ vượt qua khỏi cái giới hạn của thế gian. Cho nên chúng ta không cần viết xuống, chỉ dùng cái tâm tư, cái tự tánh nói chuyện, nói hết, mình sẽ vượt qua thế gian pháp, mình sẽ đi vào Phật pháp, đạo pháp. Rõ không? Chúng ta mới lột trần hết tất cả những gì cần thiết với việc tu học của mình, chứ không cần phải viết đầu bài thân bài rồi kết luận, không cần gì hết á. Hãy ngồi xuống là nói, mà nói cho nó chuẩn mực đâu ra đó, không dư chữ, không thiếu chữ, không nói cà lăm. Ngồi xuống là nói cho đã đời hết giờ nghỉ. Rõ như vậy luôn. Là ta huynh đệ đã tụng Pháp Hoa rồi thì sẽ được một cái pháp mà các ngài ban cho gọi là vô ngại biện tài. Người ta hỏi câu đó, cho dù mình không học sách nhiều nhưng mà vẫn trả lời lưu loát. Hầu như các thầy, các huynh đệ nghĩ rằng Trung Đạo là người tụng Đại Bi rất nhiều, chỉ biết Đại Bi thôi, nhưng mà thiệt sự là lầm to. Kinh gì cũng biết hết á, chỉ có kinh khủng, kinh dị, kinh tế là không biết thôi. Ba cái đó là không dám biết. Kinh tế, kinh dị, kinh khủng là không biết, nhưng mà kinh gì cũng biết á. Nói chung là mình học lâu rồi, học lâu rồi cái để qua bên, bây giờ mình đi hành đạo, mình sống trong những cái biết chứ không có dùng từ ngữ nhiều. Trên Trung Đạo muốn mình đệ á, chúng ta học tụng kinh để thụ cái lý trong kinh, rồi biểu lộ mình hành những gì mình đã học được. Chứ đừng có bám vào từ ngữ, là chúng ta nô lệ trong từ ngữ, chúng ta sẽ không tiến hóa được. Rõ chưa? Từ ngữ chính là phử, mình coi nó là một cứu cánh, thì hoàn toàn mình sẽ nô lệ vào sách vở, mình sẽ không giải thoát được. Cho nên chúng ta phải nương vào sách vở làm phương tiện, để tập cho cái tánh hành của mình tốt lành hơn, trong sạch hơn, tinh khiết hơn, trí tuệ hơn, tỉnh thức hơn, để chúng ta có cơ hội trở về vị chư Phật, để chúng ta có cơ hội biểu lộ cái Bồ Tát hạnh mình cho bá tánh chúng sanh. Đó là người trí.
Còn nếu mình đọc trong sách nói vậy, cái mình nói lại vậy, nhưng mà thực sự mình không đi đâu hết. Thì ta cẩn thận, hãy đọc sách nhiều quá không được làm nô lệ kiến thức của cuốn sách của người ta. Không được lấy sách ra rồi nói này nói nọ nói kia, rồi dùng cuốn sách hơn thua với bá tánh sanh là chết. Nhớ chưa? Như là Phật. Chúng đạo không có cho phép mình gọi là giảng hay là thuyết pháp, chính là đàm đạo với nhau thôi. Biết chút xíu, chia chút xíu, rồi chúng ta có chia sẻ lại. Huynh đệ hỏi những gì cần thiết để mà trung đạo chia sẻ chúng ta. Nói qua nói lại, nói tới nói lui để cùng chia sẻ với nhau để tiến hóa tu tập. Chúng ta cần phải nói chứ đừng có ngồi làm thinh rồi bắt thầy nói hoài thì nói một chiều nó không có hay. Nói hai chiều, nói qua nói lại. Nhưng mà nói đi chia sẻ, dìu dắt nhau tu học chứ không phải để tua. Nhớ không? Phải là học hỏi chứ đừng có hạch hỏi là chết với thầy đó. Thầy là một bụng từ ngữ luôn mà. Thực sự mình học tiếng Việt Nam mình là nó là tròn đủ hết, không cần phải mượn của ai. Tiếng Việt Nam mình là tuyệt vời nhất luôn á. Hay lắm. Thử tụng kinh cho giỏi đi, tụng đại bi cho giỏi, tụng pháp cho giỏi đi. Tự nhiên bao nhiêu từ ngữ của cha sanh mẹ đẻ mình xài hết mình luôn. Xài không thiếu cái gì hết á. Bây giờ hiểu cái cốt lõi của Pháp Hoa là gì rồi phải không? Là dạy cho mình cái tánh gì? Khiêm nhường. Dạy cho mình cái tánh nhìn ai cũng thấy Phật. Dạy cho mình cái tánh kính trọng tất cả huynh đệ bá tánh chúng sanh. Chứ Pháp Hoa là vua của các kinh. Nếu mà mình tụng xong thành vua của bá tánh là trật rồi. Như vậy là Hoa Nghiêm là gì? Hoa Nghiêm cũng là vua của các kinh vậy. Vậy là ông nào viết cuốn đó ông là vua. Tự nhiên ông thích cuốn đó viết, ông là vua của các kinh. Cái người viết là vua của các kinh đó. Hoa Nghiêm cũng là vua của các kinh mà đúng không? Đại Bi là quân sĩ hả? Phải không? Hay là Kim Cang, A Di Đà là quân sĩ. Còn cái gì bự là vua. Cho nên chính chỗ đó chúng ta bị lọt vào cái tự cao tự đại, muốn chứng minh là mình tui tụng Pháp Hoa, tụng như gió thổi vậy đó, buông ra không hiểu, tụng nhanh như chớp luôn, ui, hỏi không biết. Thì tụng làm gì? Tụng giống như con sáo đọc như con vẹt rồi, hiểu không hiểu là tụng chi vậy? Nó uổng thời gian, nó phí thời gian xuống đau đít. Thế bà có nội rồi không hiểu gì hết. Chạy như chạy xô vậy, đem nguyên cái đạo tràng Pháp qua tới chùa tụng rầm rồi cái đi về rồi, bệnh nào chứng nào tật nấy. Tụng kinh mà chứng nào tật nấy là nghiệp chướng đeo bu đó. Thấy chưa? Tụng phải hiểu, hiểu phải hành. Tụng Pháp Hoa đừng có đùa giỡn nha. Tụng đại bi xong vô Pháp Hoa. Khi chúng ta tụng Pháp Hoa phải biết rằng mình đang kính lễ mời các vị đại Bồ Tát xuống đây chứng giáo cho mình tu luyện tu học. Thành ra tụng xong phải ngồi yên lặng lại để tiếp nhận sự dạy dỗ trong âm thầm. Mình tiếp nhận sự âm thầm đó một ngày một nhiều, nó gọi là tri kiến Phật. Sự dạy dỗ trong tâm linh chỉ có một cá nhân mình hiểu thôi. Mình ngồi yên đó mình sẽ hiểu được các ngài dạy cái gì. Và các ngài phải nhớ, huynh đệ phải nhớ rằng khi mình nghe một câu ngắn gọn là của Phật. Còn mình nghe nói hoài trong đầu mà nói không ngừng là ma đó. Ông Phật không có thời giờ nói nhiều. Ông nói con biết không, con không có giỏi hơn ai đâu, là phải câu này ổng đó. Còn cái thằng mà nó nói mày phải làm vậy này mà hơn người ta nè, mà làm vậy nó suối mình làm con đó là ma. Ông Phật không có suối làm tầm bậy. Ông Phật nói rất ngắn gọn đơn giản để cho cuộc đời mình sống, và cái câu đó là trọn đời sống với nó luôn, là lời của Phật. Còn mà suối mình làm cái này, suối mình làm cái nọ, suối mình làm kia là không phải đâu. Mấy ngày không có thời gian suối bá tánh làm chuyện tào lao, nhớ chưa? Thì ta nói trội Phật về dạy con mỗi đêm, nó nói cha đỡ không quá. Phật về dạy con mỗi đêm luôn đó. Trời, ông dạy mày mỗi đêm sắc mặt mày đen thù lùi vậy. Thầy nói thẳng luôn mà. Ông đâu có ở không đâu, ông về với mày mỗi đêm. Còn bá tánh chúng sanh bỏ à? Mày làm như mày ghê lắm. Phật về dạy mỗi đêm, ông mặt đen thù lùi, môi thâm xì. Ma nó ở không, nó tới nó làm. Chứ còn ông đi làm cả cái vũ trụ này, ông đâu thời gian đâu lại. Mà cái thú quát còn ăn mặn nữa, mà ông về mỗi ngày mới là lạ đó. Chúng đạo tụng muốn mỏi mỏ luôn đây, mà chưa thấy ông về dạy mỗi đêm. Lâu lâu nói được câu mừng, thấy bà cố nội. Mình chờ một câu ngắn gọn thôi, đời mình nó thay đổi đó. Ông cho trung đạo có mấy câu sống cả cuộc đời này chưa hết nữa mà. Cái câu đó tiên sự bỉ hậu chứ, sống thử coi, đâu phải dễ đâu. Nó làm lỗi thôi kệ cha nó đi. Thành ra trung đạo mới ra một câu chú mới tặng cho huynh đệ luôn. Người tu đi vào đại định không có nghĩa là chúng ta ngồi vô cái góc kẹt đó tối thù lùi rồi ngồi nhắm mắt không nghĩ gì hết, ai làm gì làm. Chưa chắc. Tu thiền định, tụng kinh gì, đi đứng nằm ngồi đều là thiền, đi đứng nằm ngồi đều là tụng niệm, nhớ không? Là tứ thời đều là tụng niệm, đều là thiền cả mới là người tu. Chứ phải chờ ngồi xuống gõ mỏ tụng kinh mới là tu, không phải vậy. Cho nên chúng ta đi vào đại định là chuyện gì chung quanh mình cũng đều an lành ok cả.
ai làm gì làm, nó nói xấu cũng không sao, kệ nó đi. Thật ra thầy có viết một câu chú thầy tặng cho huynh đệ, ví dụ cái chuyện gì đến với mình mà mình không vừa ý hoặc là người ta muốn làm phiền mình đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, kệ cha nó đi. Câu này là tuyệt vời nhất. Đệ tử thầy bên Mỹ á, nó gọi điện thoại nó than phiền với thầy chuyện này chuyện nọ hoài, thầy viết tặng cho nó một câu, tụng câu này con sẽ thấy kết quả, Nam Mô A Di Đà Phật, tuần sau gửi về thầy ơi nó hiệu nghiệm quá, giờ con khỏe vô cùng, hết chuyện rồi, phải không? Thì cái tụng Bát Nhã để làm gì? Tụng Bát Nhã là bỏ cái tánh trừ chấp, bỏ tánh mê mang ngoan cố bướng bỉnh, mình bỏ hết thì mình mới đạt, mình mới giải được, mình mới giải được những cái đó, xong mình thoát được sinh lão bệnh tử chứ. Đằng này tụng Bát Nhã nhiều năm, nó nói câu điên lên chửi lại thì còn gì nữa là Bát Nhã, thấy chưa? Bát bể thì có chứ nhã gì, rõ không? Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi kỵ đi, tự nhiên mọi chuyện nó an lành, mình không còn gì nữa. Nói câu đó xong cái cười hè hè đi xong chuyện, còn nếu đứng lại sẽ có chuyện, thấy không? Thành ra người tu không có sanh sự, đừng có kiếm chuyện vậy đó hả, mà sanh sự, sự sẽ sanh tùm lum ra, có chuyện đó, không thèm sanh sự, thôi kệ Đạo Phật. Câu đó là tuyệt vời nhất, nó nói về câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi kệ mày đi, vậy đó, dễ lắm, thử làm có một tuần sau thấy kết quả tốt luôn á, rồi báo cáo với thầy biết nha. A Di Đà Phật, dễ hiểu. Câu đó là thầy có đặt áo mà thầy sợ tụi nhỏ nó sợ là mặc cái áo Nam Mô A Di Đà Phật thôi kệ nó đi, sợ người ta đánh. Mà nếu mà người hiểu đạo là ta vui liền, tức thì ta ngộ liền đó. Mặc cái áo bự sao để là Nam Mô A Di Đà Phật thôi kệ cha nó đi. Cái người liễu ngộ họ thấy được ông này đã tới mức rồi. Cái người còn chấp á, nói thằng này nó hỗn ghê, Nam Mô A Di Đà Phật thôi kệ đi. Không hiểu đạo, thấy chưa? Nó hiểu rồi vui, thấy không? Rất là vui luôn đó. Đúng không anh? Quá vui luôn. Mà mình nghe người đó nói câu đó mừng cười ha hả rồi, thì ra thằng này nó đã tới rồi đó. Thấy chưa? Tội gì, mình cũng kêu mẹ mình đâu có sao đâu. Đây nè, tại sao mà học được đứa đệ tử thầy đó. Thôi bây giờ mình nói lớn như thôi kẹp nổi nó đi, chuyện gì nó không thầm vậy, phải không? Đâu có sao đâu, một câu nói buông bỏ mà. Cái ông này là 70+ tuổi đi qua Ấn Độ với thầy, với cô bé kia. Ông gọi cho con gái hoài không được. Ông nói mày gọi giùm tao coi, sao tao gọi hoài không được. Gọi hoài cũng được, cái ông nói thôi kẹp nó đi, cái ông đi mất tiêu. Cái cô bé học được cái câu chú thần kỳ này, chuyện gì mà nó buồn á, thôi kẹp đi, đi hết chuyện. Chứ buồn cũng vậy mà, phải không? Bây giờ thí dụ câu chuyện mình không giải quyết được, mình ôm hoài mình đau khổ, thôi kẹp mẹ nó đi cho rồi, xong chuyện. Kêu cái gì kêu, đối với thầy từ ngữ không còn giá trị nữa cô ơi. Người tu từ ngữ đi biểu lộ một gì đó, thôi kẹp không cố nổi nó cho rồi. Cũng vậy hả? Nam Mô A Di Đà Chúa còn không có tội mà, làm sao mà, phải không? Nam Mô A Di Đà Chúa còn được mà. Nhưng mà mình nói với cái tâm không ác, không độc, không dữ dằn, một cái câu buông xả vui vẻ hỷ lạc thì không có gì có tội cả. Còn mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, mẹ nó đi, đó mới là có chuyện. Đó, đó mới là có chuyện đó. Đi nhưng mà cái lòng ấm ức, về nhà tìm cách trả thù. Còn gì nữa mà tu, xong rồi 10 năm 30 năm biến mất sau cái câu đó rồi đó cô. Dám nói câu này chứ. Mình nói mà mình cười hè chứng tỏ là mình có lòng từ bi. Còn mình nói cái mặt mình chầm chầm một đống mà nghiến răng thì thôi rồi, xong chuyện. 10 năm tu hành trôi theo dòng nước. Hai cái thái độ khác biệt thì kết quả sẽ khác biệt. Người ta sẽ thấy được ông này đã buông xả được, còn ông kia chưa chắc. Cái mặt Nam Mô A Di Đà Phật mà nó chầm chầm một đống thì còn gì nữa. Thấy chưa, chỉ có thêm một câu thôi kệ nó đi thì mọi sự nó thay đổi hết. Tụi mình không dám xài thôi chứ thực sự mình xài với cái tâm vui vẻ hạnh phúc thì có ai nói mình đâu. Đúng vậy không? Chứ còn mình xài với cái tâm cọc cằn thô lỗ mà kiếm chuyện thì chắc chắn sẽ có chuyện. Có vậy thôi. Hai thái độ khác biệt nhau. Một người cười ha hả đi mất là người đã chứng đắc. Còn người đứng lại ghìm ghìm chuyện, người này đã thất bại lớn trong việc tu học rồi. Thấy chưa? Rõ chưa? A Di Đà Phật. Chúc huynh đệ may mắn nha. Nhưng mà trước khi nói vậy nhìn có cái mặt nó có dữ không đó, để nó làm thịt mình à. Nhìn kỹ coi này nó có dữ không. Thầy thấy nó dữ thầy cũng đi luôn, thầy không dám nói câu này. Nó xé xác thầy liền tức thì. Thầy không sao nhưng mà tội nghiệp nó nghĩ bậy tội nó. Mà vấn đề phải để ý một điều nữa, chúng ta hiền lắm, tu niệm Phật tụng kinh pháp, chúng ta rất là hiền. Chung quanh chúng ta rất nhiều long thần hộ pháp chư thiên độ trì để chúng ta tiến hóa. Bởi vì chúng ta có căn nhà của Phật, có trung gian để học. Mấy ông kia không có nhà, cho nên mấy ông phải nương vào căn nhà này để cùng với chúng ta tiến hóa. Nếu chúng ta siêng năng tu tập thì mấy ông tiến. Chúng ta bê bối thì mấy ông trì trệ. Cho nên chúng ta vẫn độ luôn âm các vị lớn nhỏ, để chúng ta đều độ, chúng ta có phương tiện tiếp nhận. Còn mấy vị không có, thấy ghê chưa?
chúng ta tu giỏi chừng nào thì long thần hộ pháp càng nhiều chừng đó. Thành ra khi mình hiền lành mà người ta ăn hiếp, mình không có nói lại, nhưng mà mấy ông này rất là phân biệt trắng đen đâu ra đó, luật đàng hoàng. Nó muốn nhào vô mấy ông làm thịt cho nó hết chuyện, mình không cần cái vô. Thì ai muốn ăn thịt trung đạo cứ nhào vô đi, trung đạo tự nhiên lắm, tự nhiên. Nhưng mà mấy ông kia không bao giờ bỏ qua nha, làm theo luật hết, cứ lo tu đi, chuyện còn lại luật nhân quả xử. Trung đạo là người như thế đó. Tại muốn ai giữ trung đạo cũng được, ai muốn ăn thịt cho ăn luôn, muốn gặm gì cho gặm cái đó thoải mái, nhưng mà gặm được không chuyện của họ. Còn muốn là ý của họ muốn, nhưng mấy ông này không bỏ qua đâu đó. Mình nói chuyện đây nè, mấy ông phải lắng nghe mà. Các vị âm huynh đệ âm linh vẫn phải đứng nghe chúng ta nói chuyện, bởi chúng ta đang nói như lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, nói cho phần sinh là những người còn sống, nói cho phần linh là những người đã chết mà không có cơ hội siêu sanh tịnh độ. Chúng ta làm lợi lạc cho cả hai phần sinh và linh, rõ không? Thì chúng ta nói chuyện đạo rất là lợi lạc, thì mọi người cùng lắng nghe, trong đó cả hộ pháp chư thiên Bồ Tát cũng phải lắng nghe trung đạo nói đó, chứ không phải bình thường đâu à. Chúng ta tụng kinh nhiều mà, cái miệng này trở thành Phật khẩu rồi là nhiều người lắng nghe lắm á. Cái cõi này nghe rồi, cái cõi bên cạnh cũng nghe nữa đó, chứ phải bình thường đâu. Rõ không? Trên trung đạo mới được phép nói là không cần viết tờ giấy xuống, nói cho đã, nói hết giờ đứng dậy đi. Cái mình hả lợi lạc thì nói, không lợi lạc thì tụng kinh. Hả lợi lạc thì nghĩ tới, không lợi lạc thì niệm Phật. Ba tính làm không làm thì ngồi xuống gõ mỏ để khỏi làm bậy. Thấy chưa? Chúng ta mình phải giữ gìn cái đức hạnh của mình để chi cho tam nghiệp mình không có cơ hội tạo tác, để mình đừng tạo tác trong ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Người tụng kinh phải để ý điều này. Vì cái miệng của mình rất là linh, nói là có. Nhớ không? Một lời nữa là vui vẻ, cho dù người ta đối xử với mình tệ mình cũng vui, bởi vì tất cả đều có luật hết rồi. Mà hiểu luật rồi cần gì phải giận? Giận không? A Di Đà Phật, chuyện của nó mà, phải không? Đi ngang nó không thích mình cũng không sao. Kệ, kệ nó đi. Mà học tới chữ kệ mà xử được rồi thì chư Phật rất là hoan hỷ để tiếp nhận chúng ta. Huynh đệ mà hoan hỷ bỏ qua, quên lãng, tha thứ rồi, tự nhiên lòng từ bi vô cùng tận. Bởi vì mình không bỏ qua, quên lãng, tha thứ cho nên không có lòng từ bi. Thấy chưa? Rõ ràng như vậy mà chúng ta đã tha thứ, quên lãng, bỏ qua, quên lãng rồi, hẳn rồi, thì tự nhiên ta phát triển lòng đại từ đại bi. Mà đại từ đại bi càng rộng lớn thì trí tuệ càng sáng suốt. Lòng đại từ đại bi càng lớn thì phước báo càng cao dày. Lòng đại từ đại bi càng lớn thì đạo hạnh càng cao, đạo đức càng lớn. Đức trọng quỷ thần kinh, mình đi đâu quỷ thần cũng phải kính lễ đó, chứ không phải bình thường đâu à. A Di Đà Phật. Thầy xin phép kể lại một câu chuyện. Thầy đã kể rồi, một vấn đề không nhớ thôi đó. Cái vị đó hồi mới giờ phóng xong, thầy tụng Pháp Hoa với một bác đó, bác cũng tụng Pháp Hoa nhiều hơn thầy, thì thầy theo bắt trước bác đó, thầy tụng Pháp Hoa. Một câu chuyện gì đó xảy ra giữa người bác với người cháu, nhưng mà cái em đó đó làm cho bác nổi sân hận hận luôn đó. Bác chỉ nói có một câu thôi, bác thắp nhang, bác nói xong bác lên bác nói với thầy, bác nói tôi mong thằng này chết mà không có người chôn, chết đầu đường xó chợ. Thì thầy mới nói tội bác ơi, bác tụng Pháp Hoa nói về tội nghiệp người ta, tội lắm. 6 tháng sau nó chết vào rừng cao su á, đắp cái chiếu không có cha có mẹ đó. Thấy chưa? Một lời nói của mình thôi, thân mạng người ta bỏ thân mạng, mình mang nghiệp, mang tội khẩu nghiệp, đó gọi là ác khẩu. Ghê không? Mình tụng Pháp Hoa nhiều năm rồi cũng hết rồi, mình làm mất đi một sinh mạng do cái lời nguyền của mình. Nhưng huynh đệ phải để ý, chúng ta coi nó bình thường tụng kinh vậy đó, mỗi ngày một chút chút bình thường lắm, mà thực sự nó tích tụ mỗi ngày một chút, nó là công phu cao dày. Người tu hả có công thì mới có của. Công đây là ngồi xuống tu tập, gọi là công phu. Mỗi ngày một chút, ngày 3-4 thời, 5-6 thời thì công phu tích tụ dần dần thì công lực của mình rất là mạnh mẽ. Người tu công lực rất là mạnh, công lực này chính là luồng năng lượng, gọi là năng lượng trong cơ thể mình nó mạnh mẽ chừng nào thì cái năng lượng này giúp cho mình cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ sáng suốt, thì mình mới có cơ hội tạo công đức được. Nên người tu phải thì mới có của, chứ còn phải mà mới cầu nguyện không đòi của là trật. Phải ngồi xuống công phu cho đầy đủ thì mới có của. Của báo của tâm linh chư Phật ban cho mình mới là quan trọng, nhớ không? Cho nên phải công phu cao dày là vậy đó. Cái miệng của mình không cần biết hả tụng kinh gì rồi hả nói ra là có chuyện lớn liền, cho nên phải để ý. Còn thôi mình sẽ tạo tác nghiệp quả cho chính bản thân mình. Công phu tu tập mới xin biến mất hết khi mình nói những lời xấu ác cho ba tánh chúng sanh, nhớ không? Một lời nguyền thôi là có chuyện. Mà hay cái chỗ là khiến ta tụng kinh nhiều, nhất là Pháp Hoa là đại thừa kinh đó, coi là quan trọng đi. Mà tụng nhiều năm rồi nha, một nguyện của mình thôi, chư thiên hộ pháp đứng bên cạnh hộ trì mình để mình hoàn tất hạnh nguyện đó, phải bình thường đâu, nhớ chưa? Không phải bình thường đâu. Thành ra phải cố gắng
ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch, ăn thiện, nói thiện, làm thiện, nghĩ thiện, ăn lành, nói lành, làm lành, nghĩ lành, ăn tốt, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt. Nhớ chưa? Thì quả báo sẽ là tốt, lành, thiện, sạch. Nhớ chưa? Còn mình tụng kinh, mình ăn xấu, nói xấu, làm xấu, ăn ác, nói ác, làm ác, ăn dữ, nói dữ, làm dữ, thì quả báo là địa ngục. Rõ luôn á. Hả? Vậy đó, chứ bằng là địa ngục. Bây giờ chọn đi. Mình tu là mình phải biết chọn lựa con đường nào của mình là chính đáng để đi. Chứ không được lấp lửng hôm nay tốt, mai xấu, và mình sẽ có chết thôi. Một là tốt, hai là xấu, tu là sửa, tu là hành. Chứ không phải là cứ đứng hai bên rồi, hôm nay chơi đề cho đã đời, ngày mai niệm Phật sám hối. Hôm nay ngồi quýnh tứ sắc, ngày mai sám hối là chết rồi. Xuống dưới cầm một bài tứ sắc theo. Nó bắt ba bốn đứa cầm lá tứ sắc đi 50-60 cây số, đi nổi không lá tứ sắc đi 50-60 cây số đó, đi dọc đường là chết rồi đó. Bốn đứa nắm bốn góc. Đi tới bao giờ 50 cây số mới tới. Xuống dưới nó phạt đó. Nhớ chưa? Thành ra mình phải để ý cái hành kiểm của mình khi tụng Pháp Hoa. Là phải để ý từng chút một để ăn tiếng nói hành động cư xử của mình. Không thôi đó, mình sẽ công phu sẽ trôi theo dòng nước đó. Nhớ không? A Di Đà Phật, chúng mình đầy học đạo tinh tấn, trí tuệ sáng suốt, Bồ Đề Tâm kiên định. Đại định là gì? Đại định tất cả mọi chuyện chung quanh mình đều là ok hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Dễ làm không? Vui ha. Mình nói mà mình cái tâm hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc thì mọi chuyện sẽ an lành. Lời nói mà đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Câu này là của chư Phật để lại cho dân tộc Việt Nam mình đó, không phải bình thường đâu. Dạy cho mình cách ăn nói để khỏi tạo tác ác khẩu, ác nghiệp. Nói một lời ra người ta vui vẻ, hạnh phúc. Nói lời ra làm ta đau khổ là mình mang nghiệp. Mình nói nó về nó buồn quá, nó bệnh tật, nó chết dần chết mòn, mình là người tạo tác nghiệp ác đó. Lời nói kinh khủng lắm á, nhớ không? Mình đay nghiến người ta, cuộc đời người ta tan nát thì mình cũng không có tốt lành gì. Người ta chưa thúi mà miệng mình đã thúi. Rồi dần dần thành thói quen, Bồ Đề Tâm mình sẽ thúi. Cuộc đời tôi học mình cũng thúi. Nói chung cộng lại là thúi. Xong, hết tu được. Rõ không? A Di Đà Phật. Giờ chúng ta chia sẻ trao đổi. Trong cái chia sẻ trao đổi này chúng ta nói rất là nhiều chuyện về cuộc sống, về cái thế gian pháp, cái trần gian tánh của mình. Rồi mình gạn lọc rồi mình bỏ đi. Trước khi mà đi vào những câu hỏi tu chuyên đề đó, chúng ta nhắc lại cuốn Pháp Hoa chúng ta tu là tu cái hạnh khiêm nhường của chư Phật. Ngài đại diện chư Phật bởi vì Ngài là hiện thân của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nên Ngài biểu lộ cái tánh khiêm nhường tột đỉnh của gọi là thường bất khinh Bồ Tát, không khinh ai cả. Ai cũng là Phật, ai cũng là người tu sẽ thành Phật. Tất cả chúng ta đều là Phật, đó là chân lý không thay đổi được. Bây giờ vấn đề có cãi với thầy cỡ nào thì bên trong này vẫn là một ông Phật, chỉ mượn căn nhà này thôi. Đây là phương tiện của ổng, mà chúng ta tạm gọi là chánh điện. Thì chúng ta tu giỏi, tu tốt, làm lành, làm thiện, thì cái nhà này sạch đẹp thành chánh điện của ổng. Còn chúng ta bê bối thì căn nhà ọp ẹp của ổng thì ổng ít dám ở lắm. Lâu lâu ổng ngồi dậy ổng coi cái nhà thấy gớm quá ổng ngủ tiếp. Còn nếu mà làm cho căn nhà này sạch đẹp vô cùng thì ổng ngồi dậy cùng với chúng ta làm việc. Giống như ổng đang làm cho Trung Đạo đây, là giúp Trung Đạo nói chuyện với huynh đệ để chia sẻ những gì mà ổng dạy cho Trung Đạo. Thì các ngài nói khi mà người học trò đã sẵn sàng thì minh sư sẽ xuất hiện. Minh sư ở đâu? Là cái ông đó đó. Mình đã sẵn sàng chấp nhận, mở tấm lòng, mở trí tuệ ra thì ông minh sư này sẽ ngồi dậy cùng với chúng ta làm việc. Ông dạy cho mình đủ thứ hết. Thế gian nó gọi là Như Lai Tạng đó, nằm trong này nè, biết hết á. Thế nào ông nói á, tao biết những gì mày đang nghĩ, tao nghe những gì mày chưa nói, chứng tỏ là ông ở đâu. Ông ở đâu? Đây nè. Mà mình chúng ta gọi là lương tâm á, mình dùng nhiều chữ lắm, lương tâm là ổng đó. Người ta nói lương tâm không có răng nhưng mà nó cắn rất khó chịu lắm á, nó lựa cái nánh nó cắn không nhột, thấy bà nội ngủ đâu có được. Lương tâm nó cắn mình á, lương tâm chính là ông Phật. Rõ không? Thành ra đừng để lương tâm cắn. Người tu nằm xuống ngủ như nít, ngáy khò khò thức dậy tụng kinh hết chuyện. Ngủ ngon lành nằm xuống là ngủ liền. Bên Nhật á, thầy nói chuyện với đệ tử tới 12 giờ đêm thì nó nói sư phụ ơi ngày mai con đi sớm lấy hàng rồi, nói ừ ngủ đi. Nói xong là nó nghe thầy ngáy rồi, nó sáng nay ủa con nói xong con nghe sư phụ ngáy, nói tao ngủ trước đó rồi mà thầy vẫn trả lời với mày. Tức là nó vừa nói xong thầy ngáy rồi à, thì ngáy nói ủa con mới nói xong rồi con nghe sư phụ ngáy rồi, nó thực sự tao ngủ rồi nhưng mà mày nói tao phải trả lời thôi, mày vừa dứt câu tao ngáy là vậy đó. Ngủ ngon lành lắm như con nít vậy đó, đó là người tu nằm xuống là ngủ không lo gì hết. Còn gì nữa là lo, cái mạng cùi này giao hết rồi còn gì nữa là phải lo, phải không? Tu giao tánh mạng cho chư Phật, chuyện gì cũng làm, muốn xài gì xài đi kệ đó, thấy không?
Xong rồi đó thì lấy cái thân mạng, cái người lạ mới gặp thầy mà người biết tu nhìn thầy cái là thấy vui liền. Vậy thầy rất là vui, có gì đâu mà nhăn với người bạn mới gặp. Thấy không, nó đang ăn cơm gặp nó mình nhăn nó nuốt không vô rồi mình làm đời đau khổ rồi mình có tội. Mà mắc chứng gì phải nhăn chứ, người tu phải nhăn là sao? Không hiểu rồi nha. Tại sao tu phải nhăn? Cái áo nhăn ủi được, cái lòng nhăn khó ủi lắm. Mà cái mặt nhăn thì khó, rất khó ủi hơn nữa. Người tu phải cười, đừng để cái mặt nó nhăn. Y áo nhăn ủi được, mặt nhăn lòng nhăn khó ủi lắm. Phải dùng Đại Bi A Di Đà Pháp Hoa ủi nó mới láng được. Rõ không? Chứ chúng ta không xài kem phấn vậy, xài kem Đại Bi phấn A Di Đà đi. Mỗi ngày chà rửa để sạch đẹp thôi, A Di Đà Phật. Tụng kinh là cái bằng ủi, ủi cho cuộc đời nó bằng phẳng, thấy không? Ủi cho cuộc đời nó đẹp đẽ, đi tới đâu cũng sạch sẽ, mọi người nhìn thấy cũng mát mẻ, thấy không? Chúng ta cùng vui vẻ học đạo với nhau là như vậy đó. Khi huynh đệ đi đến chỗ nào mà mọi người cùng vui vẻ với mình thì mừng đi, chúng ta đắc được nhân tâm rồi đó. Đắc được nhân tâm chính là tròn nhân đạo đó, nhân đạo chính là Bồ Tát, thấy chưa? Mà biết hy sinh cho ba tánh chúng sanh, hy sinh càng nhiều càng tốt. Với cái hạnh hy sinh này sẽ giúp chúng ta trở thành Đại Bồ Tát trong thế gian này luôn đó. Hay lắm á, thử làm đi rồi sẽ thấy. Nhớ câu chú thầy tặng chưa? Thử đọc đi rồi thấy hiệu nghiệm nha. Tự nhiên cái buồn phiền giận dữ biến mất à. Tu không được giận, không được nhăn. Nhớ không? Tuyệt đối không được giận, không được nhăn. Mỗi lần nhăn là đứng cái gương nhìn coi thử. Mình giận dữ đi, mình nhìn vô gương đi, thấy cái mặt mình nó hai cái nanh nó dài đó vậy nè. Gớm lắm á, thử thôi, nhìn coi. Đáng nhìn cho kỹ vô đi, thấy ai nanh là cái mình vui cái nó rụt vô trở lại. Cẩn thận đó. Tu mà hai cái nanh về thòn là xong rồi. Vừa nhắm mắt là ngạ quỷ kéo đi liền để làm bà con với nó. A Di Đà Phật. Chính xác bác ha. Rồi huynh đệ hỏi, trung đạo chia sẻ huynh đệ nhen, A Di Đà Phật. Chúng ta còn nhiều lắm, chúng ta chia sẻ với nhau. Rồi hỏi thoải mái nha, A Di Đà Phật. Ở dưới kia nha, dưới kia huynh ơi, dưới kia kìa. Dạ, trong con mắt trung đạo khi trị bệnh cho huynh đệ nữ là trung đạo là nữ, khi trị người nam là nam. Quán Thế Âm Bồ Tát ngày có 32 tướng, trung đạo chỉ có mười mấy tướng thôi. Cái tướng lùn là đây, đặc biệt nhất là lùn. Nam mô A Di Đà Phật. Sư phụ, con là pháp danh con là Hạnh Xuân. Thầy là trung đạo. Dạ, dạ. Con pháp danh con là Hạnh Xuân. Con xin hỏi sư phụ, cũng như con có nhiều cái công chuyện mà con phải bận biểu. Hồi trước rồi con hay qua chùa con tụng kinh, nhưng mà bây giờ con bận biểu cái thành ra con ở nhà con tụng kinh, mà từng con xin hỏi sư phụ là mình ở tụng kinh ở nhà mà mình không chuông có mỏ cũng là tốt, là phương tiện thôi. Giờ trung đạo giải thích vấn đề tại sao chúng ta tụng chuông mỏ. Chuông mỏ rất là hay, nó là phương tiện rất là tuyệt vời nhất. Chúng ta tụng kinh không chuông không mỏ, trung đạo ngày xưa mới biết tụng Đại Bi, cầm chiếc đũa gõ xuống cái nền cũng tụng mấy chục biến Đại Bi một lần vậy đó. Cái chiếc đũa thôi cũng là phương tiện thôi, nhưng mà đặc biệt khi trung đạo tụng kinh nhiều mới hiểu được chuông mỏ là một cái cảnh tỉnh lớn nhất cho người tu, đó là phương tiện giúp mình. Mình đang muộn phiền, mình nghe những điều không tốt lành ngoài kia đó, mình lắng nghe tiếng mỏ, tiếng nghinh, tự nhiên tiếng động bên ngoài nó biến mất hết à. Nó hay lắm, đó là một phương tiện rất là hay. Thí dụ mình có tâm tư hơi trầm lặng chứ sẽ không được vui vẻ, mình gõ tiếng chuông cái mình lắng nghe chuông, tự nhiên cái lòng mình nó an tịnh trở lại, giúp cho mình an tịnh. Và tiếng mỏ, tiếng chuông là phương tiện lớn để giúp chúng ta tiến hóa, giúp cho lục căn của mình thanh tịnh, giúp cho mình tam nghiệp được vắng lặng. Đó là mình tụng chuông, tụng mỏ. Đồng thời bên cạnh đó, âm linh, vong linh, hương linh, các loại, khi chúng ta gõ chuông gõ mỏ, mình tụng đủ nghe, thì họ sẽ lại gần bên cạnh mình, hay cùng nghe để cùng tiến hóa. Huynh đệ phải nhớ, cảm ơn con đã hỏi câu này thầy mới nhớ. Khi chúng ta ngồi xuống tụng kinh, đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có một mình là trật lất. Bên cạnh mình còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ chúng ta, nhất là cụ huyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình đó. Họ rất cần con cháu quay trở lại để giúp đỡ họ. Cho nên các ngài nói nhất nhân chứng đắc củ hiền tăng là vậy. Trong nhà có một người biết tu thì củ hiền có cơ hội siêu sanh tịnh độ và no đủ. Một người biết tu thì dòng tộc củ hiền thất tổ đã bị quá vãng mà chưa siêu sẽ có cơ hội siêu. Cho nên các ngài mong chúng ta phải biểu lộ cái bổn phận một người trong nhà, lại phải biết cầu nguyện cho củ hiền thất tổ. Cho nên chuông mỏ cũng là một phương tiện trợ giúp để các vị lắng nghe ngồi cùng tụng kinh với mình, để cùng phát triển mạnh mẽ lên rồi mới siêu. Đó là bổn phận đầu tiên mà chúng ta phải làm. Cho nên bây giờ mình không có chuông mỏ cũng không sao,
Trung đạo đi tụng kinh vậy, vô nhà ta tụng kinh lấy cái chiếc đũa với cái ly mà ấy cho gõ, tụng thành cái mỏ gõ nghe thanh lắm, tụng cũng tốt lắm, cũng bệnh tật cũng hết, không sao. Thì có lên Phoenix thì tụng cho bà kia lấy cái ly với lại chiếc đũa nhôm gõ bài kinh bà cũng hết bệnh á. Đi Di Đà Phật. Xin phép sư phụ. Dạ tiếp tục. Con ví dụ như mình ở tụng ở nhà, mình có cần đúng giờ, ví dụ 8 giờ là con phải thức, con tụng 2 giờ con phải thức tụng, hoặc 12 giờ đêm đó, thì có phải cần như vậy không sư phụ? Con ơi, con tụng bao nhiêu cuốn kinh rồi? Dạ con tụng kinh Dược Sư á, thì con có thấy trong kinh Dược Sư có nói là sáng thức miệng, súc miệng đánh răng xong tụng Dược Sư. Vậy là nếu không tụng Dược Sư là không súc miệng đánh răng hả? Cái đó giờ đó là cũng như là cho mình biết là 6 giờ 7 giờ mình vẫn có thể tụng được đó sư phụ. Bất cứ giờ nào mà hả rảnh thì ngồi xuống tụng, tu cho ai? Tu cho ai? Mắc chứng niệm Phật cũng vậy, niệm cho ai? Mắc chứng gì đếm? Dạ. Trời mẹ ơi, tụng cho mình niệm niệm 108 đủ rồi. Tu cho mình mà niệm 108 mà ngưng, thiệt là kẹo quá mức luôn. Vậy mà đòi giảng sanh giảng gì? Giảng tuồng thì có. Dạ vậy con cảm ơn. Niệm tụng là dạ, thoải mái, tụng mỏi mệt nghỉ. Dạ. Hả, đang tụng buồn ngủ nằm xuống ngủ ngon, thức dậy tụng tiếp. Chứ đừng có ráng quá, ráng không được gì đâu. Dạ. Rõ không? Dạ thưa. Chúc con may mắn học đạo tinh tấn. A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức đã hỏi thầy. A Di Đà Phật. Đây đây rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy. Dạ. Dạ con là pháp danh Niên Yến, nãy giờ thì con làm dưới bếp nhưng mà con vừa làm dạ, nghe. Dạ, cô hỏi thầy một câu thì nhớ rồi. Dạ. Dạ như con nghe thầy giảng từ nãy giờ, con tuy là làm dưới nhưng mà tai thì con nghe, nên con có một cái câu hỏi như thế này. Con đã tụng diệu pháp liên qua là 3-4 năm liên tục rồi. Dạ. Thì hồi nãy thầy nói cái câu là ai là cái người tụng diệu pháp liên qua thì phải là có cái tâm từ bi, tâm Phật, tâm rộng lượng, tâm của Như Lai. Dạ. Thì cái câu này con rất thích, do đó con đã ôm 3-4 năm là tụng diệu pháp liên qua. Nhưng mà con học phổ thông là Phật học phổ thông đó, thì con được biết là kinh Hoa Nghiêm á cũng là kinh mà Đức Phật thuyết trong 21 ngày dưới cây Bồ đề đó, nên con cũng rất thích. Vì con hỏi thầy là Phật tử tại gia, như tôi con vậy con tụng Hoa Nghiêm được hay không? Dạ Di Đà Phật, cô muốn tụng kinh gì cô cứ tụng, miễn sao gia đình cô hạnh phúc là được rồi. Trường trai là cứ tụng, người ăn chay là có quyền tụng bất cứ kinh gì, đừng có tụng kinh dị, kinh khủng, kinh tế là được rồi. Nhưng mà nãy con có nghe thầy nói là diệu pháp liên quan mà mình tụng, mà nếu mà mình không có đem cái tâm từ bi, tâm rộng lượng, tâm dị tha, tụng thì mình sẽ bị gì? Quậy đó, mình sẽ bị người ta quậy dạ, đó. Dạ, dạ, rồi, con sợ Hoa Nghiêm rồi, cao hơn nữa mà con tụng dạ, đó thì... Hoa Nghiêm cũng nằm dưới đất tụng thôi chứ không đi lên trên trời đâu mà cao trời. Vậy là không sao á thầy, vậy là không sao phải không? Chừng nào lên nóc nhà tụng mới cao. Dạ. Con tụng có ngồi trên nền này mà. Mô Phật, con cảm ơn thầy. À, vậy là Phật, chừng nào cô lên nóc nhà mà chót vót ngồi tụng mới là cao. Còn ngồi dưới đất nè tụng vẫn là thấp như thường. A Di Đà Phật. Lấy cô tụng vậy nó cao nè. Nhìn lên. A Di Đà Phật. Con pháp danh Minh Độ. Dạ. Có một vài ý kiến góp ý với quý vị xin hỏi thầy. Chứ quý vị nói mà tụng kinh không có mỏ, không có chuông á, vậy chứ hệ phái khất sĩ là tụng đâu có mỏ, cũng thành công vậy, cũng dạ, đạt vậy, đâu cần gì mỏ chuông. Chính xác. Dạ. Phương tiện đó mà. Dạ thưa thầy, chứ hay với cái ăn chay với ăn mặn đâu thành vấn đề vậy, chứ phái Nam Tông người ta ăn chay ăn mặn đó thì dạ chưa chính vì chúng ta khi mà cái dạ, luật các ngài Phật tổ mình nói rất là dễ thương, những gì có sự sống chúng tôi không ăn, câu này không hề có trong sách của chúng ta, nhưng mà ngài rõ ràng ngài nói là những gì có sự sống, ngài cái luật đại từ đại bi là không đụng đến sinh mạng của những người xung quanh. Chúng ta giết sinh mạng là ta hủy diệt cái phương tiện của nó tiến hóa. Cho nên cho dù chúng ta tu trong Nam Tông, chúng ta luyện mật tông gì cũng ăn mặn, nhưng chúng ta tới đó là hết. A Di Đà Phật. Bởi vì cái luật của nhân quả, hả, còn vay mượn sự sống cho dù gián tiếp hoặc trực tiếp. Cái cơ thể mình là chánh điện của Phật, theo luật là phải sạch. Muốn tiến hóa cao hơn là phải thật là trong sạch tinh khiết. Bởi chư Phật chính là đại trong sạch, đại tinh khiết. Mình phải nâng cao thân xác mình tới tầng lớp nào đó mình mới tiến hóa được. Còn chúng ta cứ theo hệ phái, chúng ta cứ ăn bình thường không ai cấm cả, nhưng chứng tới đâu là các vị đã biết hết rồi. Chúng ta không quyết định là chứng ở cõi nào, ở mức độ nào, nhưng khi còn vay mượn ba tánh chúng sanh hay còn chúng sanh nói chung là chúng ta chỉ tới mức đó thôi, không tiến được. Đó là luật tu. Luật tu là phải tôn trọng sinh mạng chung quanh như chính bản thân sinh mạng của mình. Phật tổ nói rõ ràng, những gì có sự sống chúng tôi không hưởng dụng. Rõ chưa? Nếu chúng ta còn làm, chúng ta cũng được chứng vậy, nhưng ở mức độ nào đó thôi. Có tu là có chứng, tự tu, tự chứng, tự thành, nhưng đều có đẳng cấp của nó cả. A Di Đà Phật, thưa bác. Dạ. A Di Đà Phật, với con còn một cái vấn đề nữa là theo con nghĩ là tu là mình phải
sửa mình. Dạ đúng. Là không làm ác, là bố thí, là cúng dường, là dạ, chính xác. Việc thiện. Chứ đâu phải là phải những cái câu niệm Phật A Di Đà Phật là đúng A Di Đà Phật thì mới được. Vậy chứ theo như thầy Trí Huệ kể cho con nghe một câu chuyện là có hiện tại Bạc Liêu, quê hương của thầy Trí Huệ đó, thì có một bà cụ đó giảng khanh như thường. Khi mà bà già rồi đi học không nổi, đi tu đi chùa không nổi, già quá rồi không biết chữ nữa. Thành ra gặp mai gặp một vị sư đó cái chỉ cho bà cụ nói niệm Phật thôi, bà cụ cứ ở nhà bây giờ cứ niệm Phật là thành công. Thì bà cụ nhất tâm niệm Phật nhưng bà cụ quên rồi không biết niệm sao. Bà cụ nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế thì bà cũng Nam Mô A Di Đà Bổn Sư, Nam Mô A Di Đà Bổn Sư. Thì thấy thì bà cái, cũng cái ngộ lắm, cái tâm thức rất là hay. Làm sao cho mình nhiếp tâm. Dạ. Dạ dạ, chứ đâu phải là niệm đúng Nam Mô A Di Đà Phật thì mới được nhiếp tâm, mà Nam Mô A Di Đà Bổn Sư, Nam Mô A Di Đà Bổn Sư. Bà ấy cũng vượt đường thành công. Thầy Trí Huệ nói bà ấy khôn, coi vậy mà bà khôn, bà bị gì niệm hai ông, lần hai ông phải cứu bà. Thực sự như thầy nói Nam Mô A Di Đà Chúa thực sự là đúng, bởi vì cái tâm thức cuối cùng là một chữ thiện lương, nó nằm trong cái tâm thức. Cái thức đó sẽ đưa mình về cảnh giới nào, cái luật tu niệm vãng sanh á là cái thức cuối cùng sẽ quyết định mình đi đâu. Cho dù mình niệm, mà đặc biệt nhất khi niệm Phật tụng kinh, cần nhất một điều mà chúng ta phải nhớ, phải niềm tin vững mạnh. Niềm tin tạo tác ra kết quả, niềm tin phải thật là vững mạnh, thật là chắc chắn, thì những gì mình mong cầu đều được như ý. Cho nên chính vì đó mà mẹ Quán Thế Bồ Tát ngài mới nói một câu rằng là nếu mà con tụng đại bi bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh, những gì cầu nguyện của con sẽ được tụ thành, nếu không tụ thành ta không thành chánh đẳng chánh giác. Ý của ngài nói là nếu con dùng cả cái tâm tư để niệm mệt mỏi thì niệm một câu bằng cả tấm lòng con tim trí tuệ, thì cái thức cuối cùng là thiện lương, chắc chắn sanh vào cảnh thiện lương, đó là luật. Cho nên ngài mới nói câu là dục con dao đồ tể quay lưng lại thành Phật, có phải vậy không? Khi mà mình dứt ác nghiệp, không còn làm ác, quay lưng trở lại, chỉ niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, thì chắc chắn mình vẫn phải trả quả, không trốn được, nhưng mà chắc chắn rằng cái quả tốt lành cuối cùng mình nhận được là Phật quả. Mình vẫn phải trả, trong lúc mình tu học, mình vẫn phải trả những gì mình đã vay mượn tạo tác. Đó là luật. Luật nhân quả không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai. Nếu trong lòng chỉ có Phật không thôi, thì chắc chắn quả báo trở về là Phật, như cái cụ già mà huynh mới nói đó. Trong đầu bà chỉ có Phật thôi thì chắc chắn quả Phật sẽ trở về. Cho nên Thường Bất Khinh Bồ Tát dạy chúng ta cũng vậy. Nhìn mọi người là Phật, nên biểu lộ cái tánh khiêm nhường kính trọng. Chính điều này giúp cho mình không phát sanh lòng tự cao tự đại, bởi vì mình biết rằng là tất cả những người chúng trước mặt chúng ta đều là Phật. Phật của ngày hôm nay hoặc là ngày mai hoặc trong tương lai lúc nào đó. Huynh đệ tụng Pháp Hoa phải hiểu rõ ràng điều này. Tụng Pháp Hoa Hoa Nghiêm cũng vậy, không phải lên trên trời tụng mới là cao. Tụng càng yêu thương bá tánh càng nhiều mới là cao. Cho nên người tu càng giỏi càng lùn, người tu càng giỏi càng thấp, người tu càng hay thì càng dở, đó là người tu. Tu không có thắng, không có thua, tu không có hơn, không có thua, không có bại, không có thắng, nhớ không? Người tu là an lành, ai cũng được hết trơn á. Thành ra, thì tặng cho huynh đệ một câu nữa là người tu nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống hết, chắc ăn nhất. Đó là người chân tu, một người chân tu là nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thua hết. Mọi người, một vị này đã chứng đắc, nhớ không? Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Hỏi tiếp đi huynh đệ, hỏi tiếp. A Di Đà Phật, rồi đưa cái microphone cho con. Cảm ơn huynh đã hỏi câu lời lạc cho huynh đệ. Niệm Phật là phải có lòng tin vững mạnh, nghe chưa? A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bạch thầy, con pháp danh Ngọc Cần. Con có nghe nhiều đĩa của thầy giảng, nhưng con còn thắc mắc ngay chỗ này. Như thầy giảng là hồi mới tiếp thu, giận không? A Di Đà Phật. Mới tiếp thu đó, giáo hội Phật giáo có công nhận cho tu sĩ và quý sư ni được ăn hột gà công nghiệp. Nhưng mà con chưa dám ăn, con nghĩ là dạ, 1972 giáo hội Phật giáo Việt Nam trước giải phóng đã cho người ta ăn rồi. Mô Phật, dạ. Con nghĩ nếu mà không có máu thì sao nó ra con nữa thầy. Dạ, nghe đây, ra Di Đà Phật ngồi xuống. Bây giờ thầy hỏi câu này cô trả lời, tự nhiên câu trả lời cô sẽ thành hình. Bây giờ con gà nó không có trống ấp được không? Tự động thúi đúng không? Đúng không? Đúng không? Con gà không trống ấp được không? Thành nở con không? Áo đó. Nhưng mà hình thức là cái trứng gà. Tại vì nó không sinh không dưỡng, trứng gà không trống. Con gà mẹ tự đẻ ra, nó tự sinh tự diệt, tự động nó thúi, hết chuyện. Cho nên ổng coi kỹ rồi mới cho phép, thực sự cho phép 1972 rồi. Trong đó nó không có sự sống, tự động nó hủy, một ngày nào đó đúng mức nó chết. Hiểu chưa?
thì giống như trái táo, trái mận rớt xuống là nó thối thôi, cho nên cứ ăn không sao. Nếu chúng ta tu sạch, tu chay 100% á, thì những gì là sữa bò không được uống, cheese, bơ, phô mát không được ăn, mọi thứ dính líu trong thịt và bá tánh là không, chúng thanh là không ăn, là tu sạch 100%. Còn tu lần thứ hai á, là mình có thể ăn cái lặt vặt cái kia, ăn thứ ba á, là tu chay là có thể ăn trứng này trứng kia là không trống, nhớ không? A Di Đà Phật, rồi yên tâm đi nha, A Di Đà Phật. Dạ. A Di Đà Phật. Theo như cái vấn đề ăn trứng đó thì con cũng có nghe một vị cao tăng ở trên giáo hội Phật giáo Trung ương là vị hòa thượng nói rằng á, là bây giờ chúng ta bán ngoài chợ biết cái gà nào là công nghiệp, gà nào không gà công nghiệp. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, bây giờ trứng gà công nghiệp màu xanh hay là trứng gà công nghiệp, mà trứng gà không phải công nghiệp thì màu vàng. Nếu có màu xanh màu vàng thì chúng ta phân biệt được. Cho nên nếu lỡ chúng ta đập ra rồi chúng ta thấy cái trứng nó có cái ngòi, tất nhiên là trứng gà. Dạ, đúng rồi. Chúng ta vô tình chúng ta sát sanh. Dạ. Thành ra ăn chay thì theo như hòa thượng nói là không phải là chúng ta ăn là cử những cái món đồ mặn, nhưng mà chúng ta tịnh tâm, đừng có nghĩa là ăn những đồ kích thích đó là vô, thành ra nó sanh ra con người sung lên, nó thành ra nó dạ thưa ngộ lắm. Chúng ta ăn sạch, làm sạch, nói sạch, nghĩ sạch, quân đệ tu đúng đi. Một người bồi bàn bưng cái dĩa 10 cái cuốn chả giò cho thầy, dắp đổ lên bàn á, thầy kêu đệ tử cầm lên cắn đi, nó hư đó con. Đệ tử thì cầm cắn lên phối ùm mà chả giò hư mà vẫn còn đem lên thì nó không có biết, trong nhà hàng nó không biết. Nhưng huynh đệ tu giỏi đi, người ta bưng cái món gì lên mình biết cái gì trong đó đó. Bây giờ trong 10 một cái chả giò đúng không, trong đó có hai cái mặn phải không, thầy cũng biết nữa đó. Còn trứng á, dọn lên cho thầy biết trứng có trống hay không trống đó, tức là mình sẽ biết hết cái tánh linh cho mình biết. Việc nhất mình ăn sạch á, lỡ trong đó có tỏi cái hành á, cái miếng cuối cùng nằm trong răng mình là hành với tỏi không vô trong bụng được, mà đây là mười mấy 20 năm là như thế hả, lỡ ăn vô là nó có là dính trong răng, nó không vô bụng. Các ngài đã chọn lựa hết cho mình rồi, cho nên mình phải giao thân mạng này cho chư Phật, các ngài chăm sóc mình để mình làm phương tiện làm việc cho bá tánh chúng sanh để báo hiếu chư Phật. Cho nên chúng ta được các ngài gia hộ, dạy dỗ, hộ trì, giúp đỡ, bảo vệ tuyệt đối luôn là như thế. Cho nên ráng tu cho giỏi vô để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, tạo phước cho gia đình con cái của mình, nhớ không? Còn ăn đi mua thì phải kỹ lưỡng, bây giờ cái gì cũng có độc cả, hở ăn trật là coi chừng mình tự mình giết mình thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Này câu hỏi rất là tức cười mà cũng hơi mâu thuẫn chút xíu. À, sẵn đây thầy nói lại, thầy có lên Phoenix cái chỗ thầy có giảng, thì có ở bên Mỹ có mong thầy rất là ngộ, kêu Phật tử đi thọ Bồ Tát giới đi, không cần tụng kinh ăn chay cũng thọ Bồ Tát giới được. Câu này thật là phỉ báng Phật pháp, phỉ báng Phật giáo, rất là phỉ báng. Thọ Bồ Tát giới không ăn chay, tụng kinh niệm Phật cũng được, đau khổ không? Rất là đau khổ cho cái vị đó, tội nghiệp cho cái vị đó. Thầy mới nói rằng nếu chúng ta thọ Bồ Tát giới rồi không ăn chay tụng kinh cũng được, thôi vậy thì thổ mẹ nó trư bát giới cho rồi đi, cũng giới mà giới trư bát, cũng bát mà. Nay Bồ Tát giới thọ, mình đi thọ bát quan trai thôi, thọ đại trư bát giới cho rồi, cần gì phải tụng kinh niệm Phật phải không? Vậy đặt cái giới làm gì mà nói được như vậy không á, hay thiệt. Còn chúng ta niệm Phật vãng sanh vậy, thầy mới nói xong. Thực sự á, tụng, mình đọc kinh lớn là gọi là tụng, mình niệm đầu nhỏ nhỏ là niệm. Thực sự tụng niệm là một thứ, mà thằng thì la to, thằng này niệm âm thầm, cũng thứ thôi. Nhưng cái thằng cha cho làm biến quá, tụng mấy miệng cho nên thôi niệm mẹ cho rồi. Nam Mô Di Đà Phật niệm nhỏ nhỏ thôi, làm biến tụng cuốn kinh nó dày quá mà, thôi niệm ngắn hơn. Thực sự chúng ta tụng niệm là một, mình tụng lớn quá gọi là thanh trì tụng cho mọi người nghe, tụng vừa nghe là kim cang tụng, niệm tụng nhỏ 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 gọi là niệm trì niệm thì giống nhau thôi. Nhưng mà người thế gian phân làm niệm Phật gọi là tịnh độ, còn tụng là gì? Cũng tịnh độ nhưng mà nó la to hơn chút, hiểu không? Nó mở cái vô bự hơn chút. Tụng niệm là một, nhưng thằng thì la to, thằng này nói nhỏ, nó là một thôi. Nhưng mà tự đặt tịnh độ, bây giờ muốn tụng kinh gì cũng được, miễn làm sao mình an lành hạnh phúc là đủ. Đồng thời mình phải biết yêu thương bá tánh chúng sanh, khi mình tụng bất cứ loại kinh gì mình phải biết yêu thương bá tánh chúng sanh, đó là chánh pháp. Và mình tụng kinh gì mà mình lụ đạn hay là mình sống tầm bậy tầm bạ, mình coi thường bá tánh chúng sanh, mình đi vào tà pháp rồi, nhớ chưa? Rồi đừng có nghĩ rằng là ai có quyền nói mình được vãng sanh hay không vãng sanh, ai có quyền nói câu này? Ông Phật còn chưa thèm nói nữa, mày đặt nói là thọ Bồ Tát giới không được vãng sanh. Không ai có quyền quyết định người nào vãng sanh, người không vãng sanh. Đừng có nghĩ rằng mình đứng niệm cho người ta vãng sanh, mình cũng vớ vẩn. Mình lấy tư cách gì mình niệm cho người ta vãng sanh? Mình còn chưa xong đây.
ở trong người tu á, thọ 200 năm tục giới nó gọi là tỳ khưu. Nhớ không? Vị này thọ 200 năm tục giới, còn ni là 300 năm tục giới. Còn bên cư sĩ chúng ta có cái giới gọi là kỳ khu. Là kỳ cái khu mình cho sạch đi rồi kỳ khu người khác. A Di Đà Phật. Cái khu mình chưa xong mình đi nói người ta, mình niệm Phật chưa tròn còn nói ông niệm vậy ông đi vãng sanh. Người tu mà tu mê muội là thấy người ta tu bắt chước tu theo gọi là tiến lên. Tiến lên ta quyết tiến lên. Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu. Hàng đầu không biết đi đâu. Đi đâu ta không biết ta cũng tiến lên hàng đầu luôn. A Di Đà Phật. Tu phải biết đi đâu. Không cần phải xin đâu hết đó. Mình làm tròn bổn phận người con đối với Phật. Phụng sự bá tánh là báo hiếu chư Phật. Bởi chư Phật chính là bá tánh. Bá tánh chính là chư Phật đó. Cái câu này có hiểu không vậy? Phụng sự bá tánh chính là báo hiếu chư Phật. Bởi vì bá tánh chính là Phật. Phật chính là bá tánh mà. Để mình làm tròn bổn phận đối với bá tánh là mình báo hiếu chư Phật rồi. Mấy ổng là Phật mà, phải không? Câu này đâu có gì đâu khác biệt. Nghe nó cao lắm, thật sự nó lùng sủng mà, thấp chổng mà. Phụng sự bá tánh chính là báo hiếu Phật. Bởi vì mấy ổng là Phật nè. Mà Phật chưa thấy Phật của mình thôi thì còn là bá tánh. Khi thấy Phật rồi thì là không còn bá tánh nữa, có phải vậy không? Bá tánh cũng là Phật, cũng là bá tánh. Hả giác là Phật, mê là bá tánh. Bây giờ quý đệ tự chọn giác hay mê đi. Nói nhiều chi, A Di Đà Phật. Cho nên á, tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành, làm hết bổn phận cho bá tánh chúng sanh. Thì mình đi đâu chư Phật đã biết rồi, cần gì phải xin. Có phải vậy không? Mình là con cổng, mình có quyền quyết định. Con đi về nhà, khóa cửa, không mở cửa thì chúng ta khóc. Vậy thôi. Mình quyết định là con của ba mẹ phải về nhà. Từ pháp giới phải trở về pháp giới, từ cha mẹ phải trở về cha mẹ. Đó là luật quyết định như vậy. Sống tròn bổn phận người con đối với bá tánh chúng sanh. Đối với chư Phật thì mình có quyền trở về cha mình mà. Phải ngang nhiên trở về mà không cần phải khóc lóc van xin gì hết. Không cần phải xin ai hết. Tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành là có quyền trở về với cha mẹ của mình. Đúng ngày đúng tháng. Nam Mô A Di Đà Phật. Ai cũng có quyền trở về với cha mẹ của mình cả. Nhớ không? Không ai có quyền quyết định là ông niệm như vậy không được về đâu. Vớ vẩn. Nhớ không? Ai cũng có khả năng trở về với cha mẹ của mình hết. Dạ A Di Đà Phật. Dạ thầy. Phải nói là con là một Phật tử, con rất là ngưỡng mộ thầy. Với cái thần thức của thầy, mặc dù tôi lớn tuổi nhưng mà phải nói là thầy rất là trẻ và khỏe. Dạ. Dạ. Cho nên ở đây 50.000 nha. Dạ. Ở đây con cũng muốn là thầy chia sẻ cái bí quyết mà thầy ngoài tụng kinh niệm Phật ra thì thầy còn có giữ gìn sức khỏe tập bằng cách như là dạ tập thể dục hoặc là ngồi thiền hay là dạ. Bên yoga hay như thế nào thì thầy có thể chia sẻ một vài bí quyết. Thầy bởi vì đa số dạ ở đây thì cô chú lớn tuổi thì hầu như người nào cũng có một vài thứ bệnh, ví dụ như là bị đau lưng, đau khớp hoặc là tiểu đường vân vân. Dạ dạ, kính bạch thầy có thể chia sẻ cho con. Thực sự thầy mới nói nãy mình biết thân xác mình là chánh điện của Phật, có phải vậy không? Mình biết giữ gìn cái này chứ, cái này là phương tiện duy nhất để chúng ta học đạo. Nếu phương tiện này không trong sạch mạnh khỏe thì điều kiện cơ hội chúng ta học rất là ngắn. Cho nên phải biết giữ gìn là sáng tập, rảnh rang thì tập cái trí tuệ, tánh hạnh của mình. Nói như đó cũng thôi, mình cũng sạch rồi, cũng được rồi. Bên cạnh đó tập thể dục khi rảnh rang, đừng có làm biếng. Làm biếng là chủ nhân của bệnh tật. Đừng có lười, lười sẽ giết chết đời tu học của mình. Người tu không lười được, nhớ không? Đồng thời những gì không tốt không bỏ vô cơ thể. Cơ thể mình là hay ăn không tốt là nó đẩy ra ngoài bằng mọi cách. Cho nên nếu mà người tu hiểu được luật thì không được uống rượu, không được hút thuốc, không được ăn những cái vớ vẩn để làm cho hư cái chánh mạng, cái chánh điện của Phật. Đàn bà cũng vậy, những gì không tốt lành đừng có bỏ vô. Đồng thời quan trọng nhất là cái thái độ sống. Thái độ sống là vui vẻ, hạnh phúc. Nó có rất là hay. Nó có hai cái cột mốc. Thứ nhất là bên tay trái này, nếu chúng ta sống bi quan, đau khổ, muộn phiền, thù hận, ganh tị, tranh chấp, mưu mô xảo trá lừa gạt, thì cơ thể mình mất rất nhiều năng lượng. Mà tế bào cơ thể mình rất là cần năng lượng để sống. Nếu mà mình sống với những cái thái độ này thì cơ thể mình mất rất nhiều năng lượng. Cho nên cơ thể tế bào nó chết rất là nhiều. Nó gọi là thoái hóa, nó già đi. Thầy lặp lại. Nếu chúng ta có những tư tưởng thù hận, ghen tuông, ganh ghét, mưu mô, xảo trá, lừa lọc, bi quan, buồn phiền, đau khổ, thì cơ thể mình già rất là mau. Năng lượng không có cho nên tế bào chết lẹ lắm, nó gọi là thoái hóa. Thay vì mình để cho cơ thể mình mất năng lượng và thoái hóa đi, thì chúng ta phải tập sống vui vẻ, hạnh phúc, an lạc, rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ.
Đó là những cái đức tánh này giúp cho cơ thể mình phát triển năng lượng. Nhờ năng lượng nhiều cho nên tế bào nó khỏe, nó mạnh, nó không bị chết nhiều quá. Vì năng lượng nhiều như vậy cho nên tế bào mình nó mạnh khỏe, nó mới sáng được, cho nên mình trẻ. Chính vì nên chúng ta phải chọn lựa sống vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan, an lành, kiêm nhường, tôn trọng, quý mến huynh đệ ba tánh sanh để giúp cho mình khỏe mạnh là nhờ những tư tưởng tốt lành này. Bên cạnh đó chúng ta phải ăn những điều tốt là những cái sạch, làm sạch, nói sạch, nghĩ sạch để giúp cho tư tưởng tánh hành của mình trong sạch tinh khiết thì chắc chắn mình sẽ khỏe mạnh trẻ. Còn nói đẹp thì không dám nói, nó cũng vậy à. Trẻ khỏe là đủ, nhớ không? Còn đẹp chuyện đó để mấy ổng tính. Có người nói thầy răng giả, có người rình thầy. Con của Trung Ngộ đâu, nó đi Nha Trang với thầy một tuần, nó rình thầy coi thầy có lấy răng ra chà không. Mà thầy vẫn chà, nói vô lý, tại sao 62 tuổi mà răng vẫn như vậy mà không hư không sâu, nó vẫn đều mà bằng phẳng giống y răng giả. Ở trong đây cũng người nghĩ thầy răng giả này chứ phải không đâu, đúng không? Răng giả làm sao mà đều như vậy, răng thiện sao đều vậy phải không? Bằng phẳng à. Rồi cách đây một tuần có người hỏi thầy à, mẹ của con sư phụ là răng giả đó, con coi mà đâu phải đâu, thiệt mà. Tụng kinh nhiều răng siêu Phật ban cho mình, cho nên mình phải tận dụng những quyền lợi này để làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh. Dùng mình để làm phương tiện, thí dụ mình phải khỏe, phải mạnh, mình nói người ta mới nghe được chứ. Thí dụ bây giờ Trung Đạo là huấn luyện viên khí công, thầy hướng dẫn sức khỏe. Thích Trung Đạo, ông bước ra ông đi lụm cụm, kính thưa quý vị khỏe không? Còn tôi gần chết mẹ nó rồi. Thì làm sao giảng sức khỏe cho ba tánh huynh đệ, nói là tôi tụng dữ lắm cho nên tôi mới tàn tệ vậy nè. Tôi tụng riết mà tôi muốn tàn tạ luôn cuộc đời. Thì còn làm sao mà gọi là quảng cáo cho Phật Pháp được, có phải vậy không? Chứ Trung Đạo đi quảng cáo cho Phật Pháp là chia sẻ những cái hiểu biết, chứng nghiệm cho huynh đệ. Mà Trung Đạo ngồi đây lụm khụm răng cỏ rụng hết, da nhăn mà mắt sụp mí, mắt lé mà mờ nữa, làm sao quảng cáo cho Phật Pháp được, phải vậy không? Thì chúng ta phải cố gắng làm sao cho thân thể mình khỏe, mạnh, trí tuệ sáng suốt, lúc đó mình mới có cơ hội biểu lộ chánh pháp được. Mình mới nói tôi tụng kinh này nè, tôi được như vậy nè, thì huynh đệ mới theo chứ, đúng không? Đúng không? Thì chúng ta là những người đại diện cho Phật Pháp, mình phải biểu lộ chánh pháp bằng cách là để cho thân mạng mình khỏe mạnh trong sạch, nhìn ai nhìn cũng thấy khỏe là được. Đó là mình đang quảng cáo cho Phật Pháp đó. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Gần cái trống à, gần cái trống á. Dạ. Được chưa cô? Về nhà tập thể dục nhiều vô, tập cái bài khí công của thầy đó, bài Phật gia khí công trong mạng có gì á, tập cho nhiều vô rất là khỏe nha. Di Đà Phật. Dạ. Mà ngộ lắm, càng tập nhiều cái đầu càng bóng, cái mặt càng bóng, không biết làm sao nữa. Năng lượng mạnh là cái đầu nó bóng. Như là Phật. Con có coi internet thầy dạy 49 ngày tụng cho Cửu Quyền Thất Tổ đó thầy. Nhưng mà con có tụng nhưng mà cho Cửu Quyền Thất Tổ mà thường thường nằm mơ thấy toàn là cái khi ông bà hay là cha mẹ hay là mình chết đó thầy, mình thấy hoài mà cũng như là có được siêu sanh tịnh độ không thầy? Có hai cách thấy. Bây giờ huynh đệ, tất cả bổn phận đầu tiên người Phật tử thuận thành chân chính là chúng ta phải biết cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình đồng được no đủ và siêu sanh. Cái luật tụng là tụng 49 ngày, sau 6 giờ chiều để ba chén cháo lên bàn thờ, chỉ xuống muối gạo tụng. Nếu huynh đệ thành tâm một lòng một dạ cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ thì thật là đại phước cho các ngài có cơ hội siêu. Cho nên khi trở về có hai hình dạng. Nếu huynh đệ thấy những ông bà nào không biết thì ông bà cố tổ mình đâu biết đâu, mà về 20-30 người, 50-60 người mà mặc đồ đẹp, mặc đồ lam như nè, hay mặc đồ sạch sẽ, vui cười trước mặt mình á, rồi tụ tập lại ăn uống vui vẻ là biết các vị chuẩn bị đi đó, chúc mừng. Còn về mà thấy ông nào tùm lum về gặp mà mặt mày đen từ lùi, mà mặc đồ dơ dáy mà buồn phiền, cái mặt buồn á, là biết chưa đủ, tụng vậy sẽ được các vị về báo. Mà các vị rất là hay, rất là sòng phẳng, khi huynh đệ tụng giúp cho các ngài siêu, các ngài quay trở lại giúp cho con cháu hưng thịnh, bởi vì luật nhân quả, các ngài rất là tuân thủ. Hả, người ta giúp mình siêu, mình quay trở lại mình làm việc, cho nên gọi là âm siêu dương mới tới. Nếu âm không siêu thì dương què quặt. Suy nghĩ đi rồi tự làm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa cô. Dạ, thưa thầy, con dạ. Xin hỏi thầy, con có người cô á thầy, cách đây 4 hôm mới cô bị đang mạnh khỏe mạnh như đó rồi cái bị xuất huyết não. Dạ, đang nằm cấp cứu á, con xin thầy. Mà bà có tụng niệm kinh gì không? Dạ, không biết tụng niệm kinh. Không biết tụng niệm kinh, không dạ. Gì hết hả?
Tôi coi như là mình coi như là cái nghiệp nó tới vậy đó. Bây giờ con làm cách nào để mà... Dạ thưa cô, bây giờ bà xuống cái não bà đâu có nghe ai đâu, cái thức bà đâu có nhớ biết gì đâu. Dạ, mà chỉ là nằm gì. Còn thở nhưng mà không có tỉnh lại. Dạ đúng ngày. Như bây giờ cô cứ cầu nguyện hồi hướng chuyện đi. Và phước báo bà còn bà nhận được, còn không chuyện đó của nhân quả với lại cái chuyện đó của mấy ông địa tạng làm việc thầy không biết. Dạ thế lúc mà vô săn sóc cô á thầy, mình có thể mình nói nhưng mà cô có nghe được kệ không đó, mình thầy? Để lỗ tai bà mình niệm vãng sanh đi. Yeah. Niệm vãng sanh đi, chúc cho ăn gia trái chủ bà tiêu trừ, mình cứ niệm như lỗ tai bà đi, nếu mà bà còn nghe được thì phước yeah. bà có thể là vãng sanh đó. Yeah. Niệm vãng sanh quyết định chân ngôn, thứ nhất là giúp cho bà giải trừ ăn gia trái chủ, thứ hai giúp cho bà đi lẹ lẹ lên nhẹ nhàng hơn. Yeah. Nha. Yeah. Nếu bà tới lúc rồi đó thì bà đi bà vui vẻ thì nó khỏe đó, mà nếu bà nghe được tiếng niệm đó cũng là phước. Làm được gì cứ làm nha, yeah. hả lợi lạc cho người thân cứ làm. Bây giờ là Phật chúc con may mắn nha. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ tụng kinh cho giỏi vô để cái lời nói mình có điểm mạnh mẽ hơn nha. Bây giờ Phật. Còn khi xảy ra chuyện rồi mới biết niệm Phật thì hơi muộn. Tại sao còn khỏe không niệm Phật cho nó khỏe luôn đi, chờ lúc có chuyện bắt đầu lết bằng mo bò bằng mũng nó mới rên rỉ là sao? Không hiểu. Chờ khi mà đụng chuyện mới nói, má ơi con đau khổ khóc hồ hộ, nói lúc mày khỏe tao nhắc mày mày đâu có nhớ đâu phải không? Có tiền có bạc chạy nhau ngoài đường coi bá tánh không ra cái ôm vậy, từng nằm xuống lúc đó mới thấy đau khổ đó. Cái đau khổ này là cái ông Phật trong người mình đau khổ đó, chứ không phải mình. Lúc mà nằm một chỗ rồi mà còn hiểu biết chuyện đó, tại sao người ta đi qua đi lại, người ta cười nói, người ta giỡn, đang uống là còn mình nằm một chỗ, mình ngó qua ngó lại không làm được gì. Cái hận sân trong này nó càng lúc càng lớn, cho nên cái nghiệp nó chồng chất. Cái người mà biết đau khổ là cái ông Phật trong này đau khổ, còn cái thằng mà nằm đó nó không biết đau khổ đâu. Cái sự hiểu biết trong mình đau khổ là ổng đó. Đau khổ chưa thấy tội nghiệp ông đó chứ. Lúc còn khỏe không to nằm chỗ rồi, cái người mà đau khổ nhất chính là ông Phật của mình á. Cái nhà của ông đã tàn lụi nằm đó không biết lúc nào đi, muốn chết không được, muốn sống không được, đó là sự đau khổ cực cùng của con người, là vô cùng tận của một người không sống được không chết được. Thật ra phải cố gắng tụng kinh bây giờ để đừng bị như vậy. Pháp môn vô lượng thì học nè bà ơi, thấy người ta đau khổ, người ta làm mình đau khổ, nguyện không làm ai đau khổ hết. Thấy đời này không ghét ganh ghét với ai, thấy người ta làm cho mình đau buồn, nguyện đời này không làm cho ai đau buồn, đó là môn vô lượng thệ huyền học đó bà. Hiểu không? Bà ơi, bà hiểu thầy nói không? Dạ, A Di Đà Phật. Cho nên những gì mà người khác làm mình đau khổ, đã đau khổ rồi, nguyện đời này không làm ai đau khổ hết. Thấy người ta hận thù vì không lý do hận thù, nguyện đời này sẽ không hận thù ai. Thấy người ta ganh tị mưu mô xảo trá với mình, nguyện đời này không ganh tị mưu mô xảo trá với ai. Đó mà là người có trí và học từ những cái không tốt lành để đời mình tiến hóa, thăng hoa. Đó là người học trong Phật Pháp. Chứ còn người ta trả thù, mình trả thù lại, mình là tiểu nhân rồi. Đừng bao giờ dùng câu tiểu nhân là trả thù 10 năm chứ một quên đó, quân tử chứ quên đó, lộn tiểu nhân. Chứ có thằng tiểu nhân mới trả thù thôi, còn quân tử làm gì trả thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thằng quân tử không bao giờ trả thù, chỉ có thằng tiểu nhân mới trả thù thôi. Quân tử làm lơ đi mất. Nam Mô A Di Đà Phật, thôi kệ nó đi, mất chứng gì phải lo. Phải không? Người ta người niệm Phật tụng kinh rất là dễ chịu, chuyện gì cũng ok hết là được rồi. Mắc chứng gì phải biết, chi nhiều không cần thiết. Bây giờ huynh đệ Trung Đạo khuyên huynh đệ, những gì không có trong cái việc tu để cho người tốt á, bỏ. Để đừng đem thêm rác rưởi cho cái đầu này, nó mất công, nó chỉ biết niệm Phật yêu thương bá thánh là đủ rồi. Đơn giản mộc mạc dễ đi hơn. Hiểu không? Đơn giản, càng đơn giản, càng đơn giản thì càng tốt cho việc tu học của mình. Thôi. Tại vì là Phật để khỏi sanh phiền não. Biết chỉ cho nhiều, mà sư biết một đống giờ sợ muốn chết luôn, dục qua hết bên đi, đi thẳng luôn. Rồi vô Trung Đạo, không trái, không phải, không trên, không dưới. Không giàu, không nghèo, không sang, không hèn, không giỏi, không dở, không thắng, không bại, không hơn, không thua. Thì đọc câu này là bà sẽ hiểu tại sao. Chợt sinh ra với hai bàn tay trắng. Mình ra thế gian có cái gì không? Trần truồng đâu có quần áo đâu. Khi lìa trần cũng trắng đôi tay. Khi chết rồi có đem gì theo không? Cũng không. Trần gian ai dở ai hay. Giàu hèn chết cũng tán thay ngoài đồng. Chết rồi thằng giàu cũng ra ngoài đồng, thằng nghèo cũng ra ngoài đồng à. Chứ đâu có đi đâu, đâu lên trời đâu. Hả, nằm xuống rồi thằng nào cũng ra kia cho run dế nó ăn sạch hết luôn. Giàu hèn cũng vậy à, thằng đó đón nào chung trên trời, phải không? Cho nên á, trần gian ai dở ai hay. Không ai dở, không hay hay đó. Chết rồi cũng làm mồi cho run dế thôi. Cho nên là giàu hèn chết cũng tán thay ngoài đồng là vậy đó. Trung Đạo hiểu được lì từ hồi 14 tuổi, cho nên kể nó đi. Ai hơn cho mình cũng cho nó hơn cho rồi. Hiểu không? Nên ra thôi kể nó đi. Cái gì đó. À. Lợi lạc cho ba tánh cứ hỏi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin hỏi một câu là
khi mà heo, gà, vịt còn sống mà ngoài chợ người ta làm đó, chết rồi đó, mà mình mua về mình ăn vậy đó, mình có độc. Như trung đạo có ai mời ăn thịt đâu, phải không? Như tất cả chúng ta không ăn hết cái chợ này, nó sẽ không ăn thịt, bán đậu hũ không à. Bây giờ thì nói thiệt nha, bây giờ cái chợ đây đúng không, bây giờ chung quanh chợ này đi, đừng có người ngoài vô, nó để bày thịt ra 4-5 ngày mà không ai tới mua, mà toàn là ăn mua đậu hũ không thôi, thì tất cả người sẽ bán đậu hũ hết, mà cạnh tranh bán rẻ hơn chút xíu nữa. Thử làm một năm sau đi, không ai đem thịt tới đây bán đâu, phải đúng không? Đúng không? Thế như là Phật hiểu rồi ha. Như là Phật dễ hiểu vô cùng. Có ai mời trung đạo ăn thịt bò thịt gà đâu, biết không, ăn chay mà. Mình đi ngang mình thấy miếng thịt mà mình thèm chảy nước miếng là biết rằng là ác niệm mình vẫn còn đầy rẫy đó nha. Thấy chúng sanh mà chảy nước miếng là biết là ác niệm mình vẫn còn đầy rẫy. Bao tử mình là cái nghĩa địa tập thể đó, Di Đà Phật. Rồi ai hỏi nữa? Dạ Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn ngân kính chào thầy, thầy giảng cái lời vừa cái lời tục mà đưa vào pháp quá hay. Phật lại thầy giảng lời cần tục đưa vào pháp quá hay. Ý con muốn hỏi, bây giờ con hiểu thầy quá. Vừa lần rồi con rất kính trọng thầy, nhưng bản thân con chưa biết cái tiểu sự của thầy, thầy nói tiểu sự cho thầy cho con biết. Nó bộ gì đó Phật. Biết cái gì hả? Dạ tiểu sự của thầy cho tụi con trời biết. Trời đất ơi, cái thằng lộn xộn mày nghe chỉ mất công mệt lỗ tai. Nó chết từ đời nào rồi ông ơi? Thằng khỉ nó chết từ lâu rồi. Cái thằng xưa nó chết rồi, thằng mới là trung đạo. Thằng kia nó chết lâu rồi, chết từ đời nào rồi bây giờ không biết nó ở đâu nữa. Còn bây giờ ông này trung đạo mới tin, tu chuyển kiếp mà. Cái thằng lựu đạn nó chết rồi thì con phải còn ngồi đây tu chuyển kiếp. Thầy có giảng tu chuyển nghiệp á, chuyển hết. Ngày xưa nói tao đá mày nha mày là cái chân vô mặt ta rồi. Đó, ngày xưa là vậy đó. Tao đấm mày nha mày là con tay vô con mắt. Tao miệng nói là tay làm, tao nói tạo nghiệp không à, đâu biết mình vô minh đâu. Cứ thấy mình hay mình giỏi, bởi vì mình vô minh cho nên mình tạo nghiệp mình không hay đó. Cho nên dứt khoát không. Giờ cuộc đời mới tin rồi, nhắc chi cái thằng gốm đó. Thì xin tóm lại cái bài giảng là chúng ta nhắc lại tất cả quý vị chúng ta, cho dù tụng kinh gì, đọc pháp gì, việc đầu tiên chúng ta là chúng ta tập theo cái hạnh của Thường Bất Khinh Bồ Tát, là biết cúi đầu khiêm nhường kính trọng huynh đệ Phật tử trước mặt. Bởi vì Ngài biết rằng tất cả chúng ta đều là Phật sẽ thành trong tương lai. Cho nên mình tu cái gì mình cũng thành Phật, nhưng mà sớm hay muộn thôi, rõ không? Nhưng mà người tu biết sửa những cái lỗi lầm của mình, những thói hư tật xấu phải bỏ. Những gì không cần thiết bỏ liền, đừng có vướng nó. Bỏ liền tức thì, có gì cần thiết lấy vào để tiến hóa. Cho nên trung đạo nhắc nhở huynh đệ cố gắng mình rất là gần gũi chư Phật. Bởi chư Phật chính là tình yêu thương và khiêm nhường. Cho nên Thượng Bất Kinh Bồ Tát trong Pháp Hoa chính là cái bài cốt yếu nhất của Pháp Hoa, là dạy chúng ta nhìn huynh đệ Phật tử chính là Phật sẽ thành. Và tất cả chúng ta đều là Phật sẽ thành. Cho nên phải biểu lộ cái tính khiêm cung, cung kính đối với vấn đề ba tánh sanh. Để chi? Biểu lộ cái tính yêu thương không phân biệt. Bồ Tát yêu thương ba tánh sanh không phân biệt, bởi mình cũng là ba tánh chúng sanh. Cho nên vấn đề phải biểu lộ tánh này. Người tu Phật là không hơn, không thua, không thắng, không bại. Hả muốn thắng là bại, muốn hơn là thua, hả muốn cao là thấp. Chứ không phải lùng. Mình muốn cao chúng ta là mình là thấp rồi, thì mình thấp với chính mình. Muốn thắng là mình bại với chính mình, muốn hơn là mình thua chính mình. Trên người tu Phật không hơn, không thua, không thắng, không bại, không cao, không thấp, không giỏi, không dở, không giàu, không nghèo, không sang, không hèn. Rõ chưa? Như vậy mới là đi vào con đường của Phật. Phật tổ đi vào trung đạo ngày mới đắc. Bởi vì mình còn phân biệt, còn kỳ thị, chúng ta còn vướng mắc, còn chê trách, bắt lỗi huynh đệ, là cái bản ngã thấp hèn mình còn. Cho nên Ngài dạy chúng ta tiên xử bỉ, hậu bất xử kỹ, xử mình sau đó không xử ai. Hay còn xử người, còn nghĩ là cái tôi phàm phu tục tử, bản ngã mình còn, cho nên vẫn còn phải tiếp tục tu đến khi nào không thấy lỗi lầm của ai cả. Lúc đó mới thật sự là Bồ Tát ở tại thế gian. Tìm đâu ở tận chốn non ngàn, ngay trong đời sống sao không thấy, thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian mà, phải không? Đúng vậy không? A Di Đà Phật. Kính chúc huynh đệ mọi sự an lành, thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, Bồ đề tâm kiên định, học đạo tinh tấn để làm việc cho bá tánh chúng sanh bằng lòng yêu thương và tánh khiêm nhường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chúng ta đồng khởi thân quỳ để đảnh lễ cảm tạ giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những khi quỳ xuống bên thầy,
con nghe hạnh phúc đóng đầy trong tim. Bên thầy con thấy bình yên, tâm con rộn rã bao niềm yên vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Hôm nay chúng con đã đủ duyên lành về đây để tu một ngày niệm Phật an lạc lần thứ 37. Và chúng con được hạnh phúc thay hơn được gặp lại thượng tọa giảng sư trong bài pháp sáng nay. Và qua đó chúng con đã được nghe phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, và đặc biệt là những tính khiêm nhường. Từ trong sâu thẳm rạng ngời, ơn thầy dạy bảo suốt đời không phai, bao dung từ ái biện tài, trải lòng khiêm nhận hành, và nghe theo lời dạy của chư tôn đức, chúng con nguyện sẽ được trí tuệ luôn sáng suốt, học đạo được tinh để nhìn thấy bổn thân của mình là Phật, để được sống như các ngài đã và đang sống, để làm những điều các ngài đã và đang làm cho chúng sanh, để được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, và được phục vụ mọi người với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Vâng, một lần nữa chúng con nguyện ý giáo phụng hành. Chúng con nguyện cầu hồng ấn Tam Bảo luôn gia hộ cho thượng tọa Pháp Thể Khinh An, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành. Quý ngài mãi là bậc hướng đạo tỏ đường, giúp chúng con xa nẻo mê lầm quay về biển giác. Chúng con xin đế đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Tâm Di Đà Phật. Tâm niệm công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ. Cầu xin chư Thiên chư Phật chư Bồ Tát mười phương gia hộ dạy dỗ dìu dắt huynh đệ học đạo tinh tấn, trí tuệ sáng suốt và tâm kiên định, biết mình là Phật để được sống với các ngài đã và đang sống, để được làm những điều các ngài đã và đang làm cho ba tánh chúng sanh, để được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, phụng sự ba tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối giống như Thường Bất Khinh Bồ Tát. Cái miệng mình ngày xưa chưa có tụng kinh, tụng đầy bi, tụng gì á vậy ha, phàm khẩu trở thành thần khẩu, tụng nhiều năm thần khẩu thành thánh khẩu, tụng nhiều năm, tụng có qua nhiều năm thánh khẩu thành Phật khẩu, nên mình nói là có Phật lực. Ở đây có một huynh đệ giảng hôm nay nè, anh này bình thường lúc mà chưa có biết tụng kinh á là người ăn chơi rất là nhiều, có nói một câu thôi, giờ này chưa còn chịu tu mà làm gì nữa, xong ngồi xuống tu đi. Mà cái câu này nó lặp đi lặp lại trong đầu của anh tới 2 tuần. Ghê chưa? Cuối cùng lên quỳ xuống đảnh lễ xin tu. Bây giờ người ăn mặn, ăn đủ loại con gì mà trong làng trong xã mà đem tới là bán cho ảnh không thôi, ảnh cũng ăn. Mà ăn cá nhỏ là giận hờn không ăn, quay đầu một cái 180 độ là chay trường luôn tới ngày hôm nay, là không có còn thèm khác gì nữa đó. Giờ tụng rất là giỏi tới cái lúc rồi. Nhưng mà cái miệng mình đó, khi mình tụng pháp hoa nhiều, đạo hạnh mình cao, đức mình lớn, phước báo nhiều, tất cả những vấn đề tới gặp mình đều, giữa mình với họ đều có cái duyên. Nhưng khi mình vận dụng cái Phật lực, cái Phật khẩu này mình nói đó, thì tự nhiên cái chữ đó đi trong đầu đi lại, họ cứ nghĩ, họ nghe hoài à, cái họ phải làm theo, bởi cái duyên họ đã tới rồi, hiểu không? Thầy huynh đệ, thầy muốn nói điều này, bởi vì huynh đệ đã tụng pháp hoa, tụng dược sư, cái miệng mình đều có thần lực cả, nói là có kết quả. Cho nên phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình, không thôi sẽ tạo tác nghiệp quả. Nhớ không? Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Cẩn thận, càng tụng kinh càng nói chuyện vui, càng nói tếu, càng tế như Phật chỉ là 1/1000, 1/100000 thôi. Chư Phật rất là ngọt, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Mà cái lời nói nó nằm trong cái đời này là cả một cuộc đời, nói một câu mấy chục năm nó vẫn còn nằm trong cái đầu này. Thì các ngài nói như vậy, nghĩ lại coi mình tụng kinh, mình nói vô đầu một người bạn mình nó nằm bao lâu. Ngài nói có một câu thì nó nằm trong cái đầu này hoài à, nằm để lặp đi lặp lại cho mình sống theo cái hạnh đó. Cái hạnh của ngài gọi là tiên sự bỉ hậu bất sự kỷ nha con, tức là trước xử mình sau không xử ai hết. Bởi vì chư Phật không bao giờ xử chúng ta, chỉ có luật nhân quả xử mà thôi. Cho nên các ngài làm theo luật, các ngài tiên sự bỉ trước là xử mình, tụng kinh niệm Phật để giữ tánh hạnh cho mình tốt lành, trong sạch tinh khiết, để giữ cái hạnh kiểm của mình được an lành, tốt lành, đối xử với mọi người lịch sự tế nhị, giúp đỡ, rộng lượng, từ bi bác ái. Cho nên chúng ta phải tập theo các ngài là sửa mình trước, sau đó không sửa ai hết. Nếu chúng ta còn sửa huynh đệ là cái tôi mình còn, cái bản ngã thấp hèn mình còn, cho nên mình thấy người ta có lỗi hoài. Mình tu đến khi nào mình thấy không ai còn có lỗi, chỉ có lỗi của mình thôi, lúc đó mình là ai chư Phật đã biết rồi. Dễ không? Quá dễ luôn đó, Di Đà Phật. Quá dễ. Làm được không mới là quan trọng chứ, phải không?
tu rất là dễ. Chúng ta hiểu luật, chúng ta làm theo luật. Huynh đệ có lỗi, mình đâu cần phải nói đâu. Mình chỉ cần biểu lộ cái tánh Phật mình cho huynh đệ thấy thôi là huynh đệ tự hiểu mình làm trật hay làm trúng rồi. Thành ra chư Phật cũng vậy, ông làm thinh ông đâu có nói gì đâu. Đệ tử nó nói sư phụ phải la tụi con chứ, tao còn la tao chưa xong la tụi bay. Mắc chứng gì tao tốn thời gian, tao lo la tao còn chưa đủ nữa. Thấy không? Có bây giờ tụi nó nghe thầy la từ nhỏ đâu. Mà thầy la một lần là bệnh mấy ngày có dám la không? Thầy la một lần là bệnh mấy ngày đó. Đệ tử này nè, trước mặt thầy nó cứ móc cước mũi thầy ghê cái đó lắm. Thầy nói mày móc nữa mấy ngày nữa mày bệnh á, nó thọt ra vô bệnh 3 ngày, nói tại sư phụ mà con bệnh á, thì tại mày không nghe lời tao mày mới bệnh. Thấy chưa? Thầy đâu dám la đâu, thầy nói không mà còn bệnh gì thầy la. Đệ tử bên Mỹ thầy nó gọi trong điện thoại cho thầy, nó than phiền một cái chuyện mà gọi là bức xúc quá đó. Thầy cũng bực theo chuyện bức xúc, thầy la trong điện thoại thôi, nó bệnh 3 ngày. Nó làm cái gì nó cũng nhức đầu, nó thở mạnh nó cũng nhức đầu, nó nhúc nhích nó cũng nhức đầu nữa. Cái nó gọi nó trời sư phụ la con bệnh mấy nữa, thôi vậy tao xin lỗi, tao không la nữa, cái nó hết nhức đầu. Cái miệng mình nó vậy đó. Thầy đâu dám la ai đâu. Mình la mình chưa xong nữa. Thật ra cái người tu phải hiểu luật là cần gì phải la. Tiên sử bỉ hậu bất sử kỷ, trước sử mình sau không sử ai hết, đó mới là Bồ Tát đó. Khi mình không la rầy thì không thấy lỗi huynh đệ, chính là Bồ Tát. Bồ Tát không thấy lỗi có ai hết. Cho nên thường bất kinh Bồ Tát, cho dù bị mắng nhiếc, bị chửi bới, bị chọi đá, bị đánh đập thế nào, ngài cũng mỉm cười cúi đầu. Các vị là Phật sẽ thành, các vị là... thật sự là đúng như vậy. Huynh đệ là Phật sẽ thành mà, đúng không? À, tu là có à, tu cỡ nào cũng có chứng hết trơn á, làm sao làm đừng có nổi chứng là được rồi. Ai đó thôi mà người ăn mặn tu sẽ được chứng rất là mau, nổi chứng á lẹ lắm. Thì ăn mặn dễ sân lắm. Tại vì thấy không, thử chọi con chó coi mà dồn nó hồi nó cắn mình á. Nếu mình ăn thịt bò đi, ông kia ở ngoài Bắc ông nói á, nhỏ uống sữa bò, lớn ăn thịt bò liền cho con bò, nó không biết nghe. Ông nói đúng mà, thầy thấy rất là trúng luôn. Nhỏ con sữa bò, lớn thịt bò, liền cho con bò, nó không biết nghe. Giờ con nít nói đâu nghe đâu. Thử coi giờ nít huynh đệ nó nghe không? Không có nghe cha mẹ đâu. Thì cho nó uống sữa bò mà. Ai cười vậy? Đúng vậy luôn á. Giờ con nít nói rất là khó nghe. Nên thôi đừng cho nó uống sữa bò, cho nó ăn thịt bò, lớn lên nó liền như con bò, nó không thèm nghe mình. Tức mình thêm chứ làm cái gì. Thì nhắc lại, tụng Pháp Hoa, cái phẩm quan trọng nhất là thường bất khinh Bồ Tát. Dạy cho mình cái hạnh của Bồ Tát, đó là thường bất khinh Bồ Tát. Dạy cho mình phải biết khiêm nhường kính trọng trước tất cả Phật đang sống. Các vị trước mặt là Phật, trung đạo nhìn thấy Phật trong lòng của các vị. Cho dù huynh đệ chưa nhìn thấy, trung đạo cũng nhìn thấy. Nhưng mà trung đạo không phải là thường bất khinh Bồ Tát đâu, là một trung đạo rất là bình thường. Nhưng cái lòng trung đạo lúc nào cũng nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ. Đó là quan trọng nhất, là nhìn được Phật tánh của huynh đệ mình, là mình cho mình có một cơ hội nhìn lại Phật tánh của chính mình. Nhìn huynh đệ, thấy Phật tánh huynh đệ để nhắc nhở mình. Huynh đệ với mình cùng là anh em, cùng có một cái tánh giống nhau, mà thế gian sách vở gọi là Phật. Mà thực sự là cái hồn rất là khôn linh, rất là thông minh. Bỏ cái nhà này lấy cái nhà mới liền tức thì. Mà những người tu chúng ta đây á, tu thời gian dài rồi ngộ lắm, lỡ chết nửa chừng phải không? Mình có quyền chọn đi về đâu, về nhà nào, trai hay gái, mình có quyền chọn. Hai đứa đệ tử của thầy nó có bầu, nó hỏi sư phụ ơi, con trai hay gái nó không cần đi đi gì đó, ultrasound tiếng Việt Nam mình gọi là gì, siêu âm thầy nói đằng nó con gái đó con, tới chừng đẻ ra ăn trai. Mà lúc thầy nhìn thầy nói gái, mày thấy bà ni đi vô, mà hai đứa thầy đều thấy ni đi vô. Thì mới chợt nhớ ra là trong Pháp Hoa nói là tu chuyển kiếp. Thì ra hai bà ni tu thì mới chui vô đó ra thằng trai. Mới hiểu ra thì ra chúng ta tu có quyền chọn lựa đi về đâu và làm cái gì ở nhà nào. Cho nên người tu được một cái quyền lợi lớn nhất là được phép chọn trai hay gái, giàu hay nghèo, thông minh hay đần độn, là người tu có quyền lợi đó. Và nếu chúng ta không tu thì chúng ta sẽ chết, rồi trôi lăn trong nghiệp quả của mình đã tạo tác, rồi trở lại thế gian, rồi sẽ trả quả những gì mình đã đem theo. Người chết chỉ còn có một cái duy nhất mà theo thôi, đó là nghiệp. Cái thức mang theo cái nghiệp, rồi sẽ trả quả theo mình đã tạo tác trong lúc sinh tiền. Rõ không? Rõ chưa? A Di Đà Phật. Đâu có quần áo đâu, đúng vậy mà, phải không? Mà khi chết rồi á, người ta không lấy cái nút lại, không cho đem theo cái nút, sợ cấn đau. Chết rồi mà còn sợ cái nút nó cấn đau nữa. Lạ lùng. Khi ra thế gian thì chẳng có gì, khi ngủm rồi thì có gì không? Nhưng có một thứ đi theo mình gọi là nghiệp.